Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2461, không khống chế được hấp thu. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉnh cái cự đại chế thuốc quảng trường. Từng cái chủ tu chế thuốc Ngô gia tổng bộ con cháu, toàn bộ chuyên tâm đang luyện chế đan dược. Trong không khí toàn bộ được đan hương vị cho tràn ngập. Mảnh này chế thuốc trên quảng trường nhiệt độ cũng cao lạ kỳ. Thân là tam phẩm luyện dược sư Ngô Linh Vũ, người đang nhìn đến như thế quy mô chế thuốc sau đó người trong con ngươi xinh đẹp tránh qua một tia ước ao. Người tuy nói trọng điểm ở tu luyện, nhưng đối với chế thuốc cũng cực kỳ cảm giác hứng thú, đáng tiếc của mình chi mạch bên trong có thể tại chế thuốc chỉ lên điểm người của nàng không nhiều. Ngô gia được gọi là chế thuốc thánh địa, quả nhiên là có nhất định đạo lý, này mấy trăm người đồng thời chế thuốc cảnh tượng, ngược lại cũng đầy đủ chấn động con mắt. Ngô Quỳ tại chế thuốc thượng không có bất kỳ thiên phú, cho nên hắn yên phận chuyên tâm ở tu luyện. Mà Ngô Kỳ nước hắn chế thuốc thiên phú cũng cực kém, tuy nói liên quan đến lại đây chế thuốc, nhưng hắn bây giờ vẫn chỉ là nhất phẩm luyện dược sư, hắn hết thảy tinh lực hầu như toàn bộ tiêu vào tu luyện tới, bằng không hắn cũng không khả năng bằng chừng ấy tuổi, liền đến thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ. Bây giờ Diệp Thần Phong hắn chính là bát phẩm luyện dược sư, bát phẩm luyện khí sư, bát phẩm phù sư cùng trận pháp tông sư. Tại bước lên mảnh này chế thuốc quảng trường sau đó trong lòng hắn mơ hồ có một loại nào đó rung động, thân là bát phẩm luyện dược sư, hắn có thể cảm giác được không ít đến, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mảnh này chế thuốc quảng trường không bình thường. Từ quảng trường này dưới đất không ngừng có một loại đặc thù áo nghĩa đang bốc lên đến, phàm là tại trên quảng trường chế thuốc người, bọn hắn toàn bộ được loại này áo nghĩa cho bao trùm rồi. Loại này áo nghĩa là chuyên môn chế thuốc, có thể tăng nhanh luyện dược sư chế thuốc trình độ tăng lên. Ở mảnh này chế thuốc trên quảng trường chế thuốc, bằng với mỗi giờ mỗi khắc đều tại lĩnh ngộ từ dưới đáy nhô ra đặc thù áo nghĩa. Ngô Chí Minh nhìn xem đờ đẫn Diệp Thần Phong cùng Ngô Linh Vũ đám người. Trong lòng hắn phi thường hài lòng. Bất quá, hắn nhưng cũng không biết Diệp Thần Phong không phải dại ra, mà là rơi vào trong trầm tư. Ngô Chí Minh nói ra, chúng ta Ngô gia chế thuốc truyền thừa đã lâu, nhớ năm đó chúng ta Ngô gia là từng xuất hiện chí tôn luyện dược sư. Chúng ta Ngô gia tổ tiên Ngô Phong dỗi rảnh, tại năm đó có thể nói là một vị tuyệt đối nhân vật rất giỏi, coi như là bây giờ. Chúng ta Ngô gia tại chế thuốc thượng một mực không có rơi xuống. Lão phu ta tuy nói không phải chủ tu chế thuốc, nhưng ta bây giờ cũng coi như là thất phẩm luyện dược sư rồi. Tuy nói tại viễn cổ giới, thậm chí là thiên huyền giới bên trong, cũng là có bát phẩm luyện dược sư, nhưng này hoàn toàn là không thể đem so sánh. Vừa đến Ngô Chí Minh chế thuốc thủ pháp tuyệt đối là càng thêm cao minh, thứ hai Ngô Chí Minh cũng không phải chủ tu chế thuốc, hắn thực lực hôm nay đã tại thần tôn cảnh hậu kỳ. Phải biết tại bước vào thần vương cảnh sau đó tăng lên một cái tiểu tầng thứ liền phi thường khó khăn, chớ nói chi là bước vào thần tôn cảnh sau. Cho nên nói, Ngô Chí Minh thực lực có thể tại thần tôn cảnh hậu kỳ, lại là thất phẩm luyện dược sư. Đây tuyệt đối là đúng là làm khó được. Dù sao có thể chú ý tu luyện cùng chế thuốc người tuyệt đối là cực kỳ số ít. Đương nhiên Diệp Thần Phong là một cái trường hợp đặc biệt, hắn có thể không quang chú ý chế thuốc, hơn nữa thực lực cũng tăng lên nhanh chóng. Ngô Chí Minh tại dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói, bây giờ tại chúng ta Ngô gia bên trong. Ngô Thừa Nhan lão tổ chính là cửu phẩm luyện dược sư, khoảng cách chí tôn luyện dược sư cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Ngô Thừa Nhan là Ngô gia bên trong tư cách già nhất lão tổ. Có thể nói còn lại lão tổ nhìn thấy Ngô Thừa Nhan cũng nhất định muốn gọi hắn một tiếng lão tổ. Ngô Chí Minh nhìn hướng mang mặt nạ Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn chả một mực tại canh cánh trong lòng, trước hắn đã nói có thể giúp Diệp Thần Phong giải quyết một ít chuyện đủ khả năng. Khỏe như Diệp Thần Phong lại không có chút nào thanh lời hứa của hắn để ở trong lòng. Mấy ngày nay các ngươi một mực ở tại Ngô gia trong tổng bộ, nếu như các ngươi tại chế thuốc thượng, hoặc là tu luyện tới có những gì chỗ không rõ. Ta có thể giúp các ngươi giải thích nghi hoặc một cái. Ngô Chí Minh lời nói này để Ngô Linh Vũ, Ngô Quy cùng Ngô Kỳ Thủy nhãn con mắt đột nhiên sáng ngời, này đối với bọn hắn tới nói quả thực là một cái chuyện tốt to lớn, thậm chí có thể nói là một cái cơ duyên. Dù sao Ngô Chí Minh không chỉ có là thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, hơn nữa còn là thất phẩm luyện dược sư. Ngô Chí Minh khẽ cau mày. Bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong ánh mắt vẫn có chút dại ra.
Diệp Thần Phong một mực tại cảm ứng từ chế thuốc quảng trường dưới đáy truyền tới loại kia đặc thù áo nghĩa. Trong thân thể hắn có loại không giải thích được sao động, kèm theo này cỗ sao động sản sinh, từ chế thuốc quảng trường dưới đáy truyền tới áo nghĩa, rõ ràng một chút xíu tại hướng về hắn bên này bao phủ tới rồi. Nhiều như thế áo nghĩa một mạch bao phủ tới, Diệp Thần Phong muốn không đưa tới người chú ý cũng không được rồi, hắn vội vàng cho gửi hồn trong vòng tay truyền âm, lão Bạch, lão Hắc, bây giờ nên làm gì? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên linh hồn tốt xấu cũng khôi phục thần tôn cảnh đỉnh phong cực cảnh đỉnh phong. Sức mạnh của bọn họ từ gửi hồn trong vòng tay lan tràn đi ra, sức mạnh của bọn họ vô cùng bí ẩn, trừ phi đồng dạng là thần tôn cảnh đỉnh phong trung cực cảnh đỉnh phong cường giả, này mới có thể cảm giác được hai người bọn họ sức mạnh. Lão Bạch cùng lão Hắc sức mạnh đem bao phủ tới đặc thù áo nghĩa ép trở về dưới mặt đất. Nhưng mà, những này được ép về dưới mặt đất áo nghĩa sức mạnh, tại trong lòng đất còn tại hướng về Diệp Thần Phong mạn duyên nhi đến. Bất quá, có lão Bạch cùng lão Hắc sức mạnh áp chế sau đó những này áo nghĩa sức mạnh trở nên vững vàng không ít, tạm thời vẫn chưa có người nào có thể phát hiện biến hóa này. Nhưng áo nghĩa đó sức mạnh đang lưu động đến Diệp Thần Phong dưới chân mặt đất sau đó không ngừng thông qua mặt đất, từng tia một trào vào Diệp Thần Phong hai chân bên trong, cuối cùng trải rộng toàn thân của hắn. Có lão Bạch cùng lão Hắc sức mạnh trợ giúp. Cho dù Ngô Chi Minh cũng không có phát hiện điểm này. Nhưng dưới mặt đất áo nghĩa lực lượng tại cuồn cuộn không đoạn tiến vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Hoàn toàn không phải Diệp Thần Phong mình có thể khống chế, hắn là không khống chế được không ngừng hấp thu những này áo nghĩa lực lượng. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Hắn căn bản không làm cái gì. Này dưới mặt đất áo nghĩa vì sao lại hướng về hắn tụ lại mà đến, không ngừng bức bách hắn hấp thu đâu này. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh truyền âm cho Diệp Thần Phong, tiểu gia hỏa, xem ra này chế thuốc quảng trường dưới đáy áo nghĩa không đơn giản, có thể là cảm giác ra ngươi mạnh mẽ chế thuốc thiên phú, cho nên mới phải như thế không ngừng hướng về ngươi bên này hội tụ tới. Năm đó Ngô gia nhưng cũng không phải ở nơi này. Cho nên, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh đối bây giờ Ngô gia cũng không phải là rất hiểu rõ, khi hắn lúc ấy chả cũng không có gì chế thuốc quảng trường. Ngô Chi Minh nhìn thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không theo đang thừa người phục hồi tinh thần lại, hắn chậm hồi sức, hắn không biết mình là làm sao vậy, hắn luôn cảm thấy tiểu tử này không có quá đem hắn coi là chuyện to tát, hắn nhưng là Ngô gia lão tổ, hắn nhưng là trưởng khống toàn bộ Ngô gia chấp pháp lão tổ A Hát. Ngược lại, Ngô Chi Minh nghĩ đến hay là chế thuốc quảng trường đối với Diệp Thần Phong tới nói quá mức rung động, mà Diệp Thần Phong khả năng cũng đúng chế thuốc cảm thấy rất hứng thú. Cho nên mới một mực không có tử giải ra bên trong tỉnh hồn lại. Chương 2462, trong bóng tối đột phá. Mà đang ở Ngô Chi Minh muốn mang theo Diệp Thần Phong bọn hắn rời đi chế thuốc quảng trường thời điểm. Xì xì, xì xì, xì xì. Thanh âm liên tiếp vang lên, chỉ thấy toàn bộ chế thuốc trên quảng trường. Mấy trăm cái đang tại chế thuốc Ngô gia con cháu, trước mặt bọn họ bên trong dược đỉnh đan dược. Một tên tiếp theo một tên đốt cháy thành tro. Tình cảnh này phát sinh quá mức đột nhiên. Những kia đang tại chế thuốc Ngô gia con cháu, bọn hắn cực lực khống chế lò thuốc hỏa diễm, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào tránh khỏi đan dược nổ tung, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn trưởng khống. Diệp Thần Phong thấy cảnh này sau, trong lòng hắn một cái lộp bộp, kèm theo loại kia đặc thù áo nghĩa, thông qua hai chân của hắn không ngừng tiến vào trong thân thể của hắn. Thân thể của hắn một bên tại tự chủ hấp thu áo nghĩa sức mạnh, hắn một bên tại lĩnh ngộ áo nghĩa. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần tại tiếp tục như vậy, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, nói không chắc hắn trực tiếp có thể dựa vào nơi này áo nghĩa, bước vào cửu phẩm luyện dược sư hàng ngũ, này đối với hắn mà nói là một cái cơ duyên A Hát. Tại bước vào cửu phẩm luyện dược sư sau, hắn có thể đủ luyện chế đan dược chủng loại thì càng nhiều rồi, hắn biết tại cửu phẩm đan dược trong. Có một loại đan dược là chuyên môn vì thần vương cảnh đỉnh phong cường giả chuẩn bị, chỉ cần phục dụng loại đan dược này, có thể để cho thần vương cảnh đỉnh phong cường giả, trực tiếp bước vào đến thần tôn cảnh sơ kỳ. Loại đan dược này đan phương là lão Bạch chính mình sáng tạo, dù sao hắn biến thành linh hồn trạng thái tuế nguyệt phi thường lâu, tại không có gặp phải Diệp Thần Phong trước đó, hắn trong lúc rảnh rỗi sẽ tự mình thử nghiên cứu chế tạo một ít đan phương. Có thể nói loại đan phương này ở trên thế giới này duy nhất cái này một phần,
bởi vì là Lão Bạch biến thành linh hồn trạng thái sau nghiên cứu ra tới, cho nên liền ngay cả hôm nay Ngô gia cũng không có loại đan phương này. Dù sao thần vương cảnh đỉnh phong cùng thần tôn cảnh sơ kỳ trong lúc đó, có một cái hết sức rõ ràng ranh giới, muốn nhảy tới không phải đơn giản như vậy, phần lớn có thể tăng lên tới thần vương cảnh đỉnh phong người, cũng có khả năng cả đời không cách nào bước vào thần tôn cảnh cường giả hàng ngũ. Cho nên, đối với bây giờ Diệp Thần Phong tới nói, một khi có thể bước vào cửu phẩm luyện dược sư, cũng là mang ý nghĩa hắn bước vào thần tôn cảnh hẳn là cũng không xa. Ngô Chí Minh lông mày chăm chú nhíu lại, hắn cảm ứng lập tức phóng ra ngoài. Hắn lập tức cảm thấy dưới nền đất cái loại này áo nghĩa đang trôi qua nhanh chóng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể đủ cảm giác được đang trôi qua, không cách nào phán đoán ra đến cùng tại hướng về cái nào một bên trôi qua, bởi vì có Lão Bạch cùng Lão Hắc sức mạnh che giấu. Này chế thuốc quảng trường đối với bây giờ Ngô gia tới nói, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Ngô Chí Minh tuyệt đối không thể để chế thuốc quảng trường có chuyện, nếu như chế thuốc quảng trường dưới đáy áo nghĩa một mực như thế trôi qua, e sợ không tốn thời gian dài, mảnh này chế thuốc quảng trường đều sẽ triệt để mất đi tác dụng. Trên quảng trường cái kia từng cái chế thuốc Ngô gia con cháu, trên mặt bọn họ cũng tràn đầy sự khó hiểu vẻ. Bởi vì xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Ngô Nhân Hòa Ngô Sa mới hai vị này chi mạch lão tổ, bọn hắn trong con ngươi vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc sức mạnh yểm hộ bên dưới. Diệp Thần Phong liên tục hấp thu tràn vào trong cơ thể mình áo nghĩa, không ngừng lĩnh ngộ những này áo nghĩa. Từ từ Diệp Thần Phong chậm rãi tiến vào một loại phi thường trạng thái huyền diệu bên trong, ý thức của hắn tiến vào một loại ảo giác bên trong. Hắn bắt đầu ở loại này ảo giác bên trong luyện chế đan dược. Chỉ cần tại đây ảo giác bên trong luyện chế thành công cửu phẩm đan dược, hắn tại trên thực tế cũng sẽ thăng cấp thành cửu phẩm luyện dược sư rồi. Tại Diệp Thần Phong ý thức tiến vào ảo giác bên trong thời điểm, toàn bộ chế thuốc quảng trường toàn bộ rung động chuyển động. Oanh! Một tiếng, nhất cổ rực rỡ hào quang màu tím từ dưới mặt đất vọt ra, sau đó hướng về Diệp Thần Phong bọn hắn bên này nhanh chóng bạo hướng. Này cỗ rực rỡ hào quang màu tím trong đó không chứa đựng lực lượng cường đại. Chỉ là ở bề ngoài nhìn qua khí thế phi phàm mà thôi. Rất rõ ràng này cỗ rực rỡ hào quang màu tím, cũng là bởi vì Diệp Thần Phong mới gây ra đó. E sợ hào quang màu tím là muốn đem Diệp Thần Phong bao phủ ở bên trong. Chỉ khi nào Diệp Thần Phong được hào quang màu tím cho bao phủ, như vậy hắn liền sẽ lập tức bạo lộ, đến lúc đó Ngô gia tất cả mọi người hội quan tâm hắn, mà bây giờ hắn vẫn không có hiểu được Ngô gia nội bộ tình thế. Dù sao ban đầu ở Huyền Châu gặp phải Nguyệt Tiên Tử một đi không trở về, trong này tiết lộ ra cực hạn quái lạ đây. Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng tự nhiên cảm thấy hào quang màu tím mục tiêu hẳn là Diệp Thần Phong, bọn hắn phi thường lực lượng bí ẩn trực tiếp ngăn cản hào quang màu tím, để hào quang màu tím cải biến phương hướng. Cuối cùng oanh! Một tiếng, trực tiếp bao phủ ở Ngô Kỳ Nước trên người. Nguyên bản ôm xem trò vui tâm tính Ngô Kỳ Nước, hắn trong nháy mắt là ngây người như phỗng rồi. Đây là cái gì tình huống? Ngô Chí Minh nhìn thấy hào quang màu tím bao phủ lại Ngô Kỳ Nước, hắn con ngươi ngưng lại, là ngươi để chế thuốc quảng trường dưới đáy áo nghĩa trôi qua. Là ngươi đang hấp thu chế thuốc quảng trường dưới đáy áo nghĩa. Người bình thường căn bản vô pháp để dưới đáy áo nghĩa sản sinh bất kỳ biến hóa nào, chẳng lẽ nói ngươi chế thuốc thiên phú đã vượt qua Ngô gia tất cả mọi người. Ngô Chí Minh lời nói tại trên quảng trường khuếch tán ra. Nằm ở hào quang màu tím bên trong Ngô Kỳ Nước, hắn trong nháy mắt như bị sét đánh, bên tai là có chút vang lên ong ong. Hắn không thể tin được tất cả những thứ này, nhưng hào quang màu tím xác thực bao phủ ở trên người hắn, hắn nghĩ ở trong lòng nói ta là thiên tài. Ta là chế thuốc thiên tài, của ta chế thuốc thiên phú đã vượt qua Ngô gia tất cả mọi người sao? Trước đó tại chi mạch bên trong đo lường chế thuốc thiên phú thời điểm. Nhất định là sai lầm. Ta Ngô Kỳ Nước là chế thuốc thiên tài, ta liền biết ta tuyệt đối không phải là phổ thông Ngô gia người, ta sớm muộn cũng sẽ bước vào Ngô gia con em nòng cốt bên trong. Nhưng Ngô Kỳ Nước từ vừa mới bắt đầu chẳng có cái gì cả cảm giác được a hát. Thậm chí là giờ khắc này được hào quang màu tím bao phủ, dáng dấp nhìn qua cực kỳ kiểu như trâu bò, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ một điểm cảm giác. Ngô Kỳ Nước không ngừng để cho mình bình tĩnh lại. Hắn ở trong lòng tự nhủ, khẳng định có chỗ nào là ta không có cảm giác được. Ta được hào quang màu tím này bao phủ, đây tuyệt đối là chưa làm gì sai.
Chế thuốc quảng trường dưới đáy áo Nghĩa Trả đang không ngừng trôi qua. Thẳng đến trôi qua một nửa, sau đó rốt cục đình chỉ trôi qua xu thế, bắt đầu từ từ đã ngừng lại. Mà mang mặt nạ Diệp Thần Phong, ý thức của hắn cũng tự ảo giác bên trong thoát ly đi ra, hắn trong con ngươi lóe lên một loại nào đó hưng phấn. Khóe miệng vi vi hiện lên một vệt nụ cười. Vừa vặn tại ảo giác bên trong, hắn thành công luyện chế được một loại cửu phẩm đan dược. Nói cách khác, bây giờ Diệp Thần Phong từ bát phẩm luyện dược sư thăng cấp thành cửu phẩm luyện dược sư rồi, khoảng cách chí tôn luyện dược sư cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Liếc nhìn đứng ở hào quang màu tím trong, được hào quang màu tím bao phủ Ngô Kỳ Nước. Giờ khắc này, Ngô Kỳ Nước là khuôn mặt hưng phấn, khuôn mặt lộ ra cực hạn kiêu ngạo đến, hắn chả thật sự coi chính mình là cái kia hấp thu chế thuốc quảng trường dưới đáy áo Nghĩa người rồi. Diệp Thần Phong là tùy ý lắc đầu. Bây giờ không phải là hắn làm náo động thời cơ, hắn vẫn là ít xuất hiện một ít cho thỏa đáng, như vậy dễ dàng hơn ở trong bóng tối hiểu rõ Ngô gia nội bộ sự tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2463, khí tức cổ quái lão giả. Chế thuốc trên quảng trường động tĩnh rất nhanh đưa tới Ngô gia trong tổng bộ rất nhiều người chú ý. Lần lượt từng bóng người vụt xuất hiện ở chế thuốc trên quảng trường. Đã thành công thăng cấp thành cửu phẩm luyện dược sư Diệp Thần Phong, hắn cũng không muốn cuốn vào trận sóng gió này chúng rồi, dưới chân hắn bước chân chậm rãi lùi về sau, bóng người rất nhanh sẽ ẩn giấu ở trong đám người. Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ hai người bọn họ cũng tới gần Diệp Thần Phong, trên mặt bọn họ tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Ngô Kỳ Nước dĩ nhiên là chế thuốc thiên tài, thậm chí thiên phú vượt qua Ngô gia tất cả mọi người. Sao lại có thể như thế a hát? Nhìn xem được hào quang màu tím bao phủ Ngô Kỳ Nước, Ngô Quy thấp giọng tự nói, Ngô Kỳ Nước dĩ nhiên sẽ có như vậy chế thuốc thiên phú. Trước đó tại bọn hắn chi mạch bên trong không thể không có kiểm đo đi ra, trong này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Ngô Linh Vũ mày liễu chăm chú nhíu, người đồng dạng cảm thấy chuyện này quá không bình thường rồi. Không biết lúc nào xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh Ngô Nhân, hắn liếc nhìn Diệp Thần Phong, đương nhiên hắn cũng không phải đang hoài nghi. Đây là Diệp Thần Phong làm ra động tĩnh, dù sao hào quang màu tím bao phủ lại chính là Ngô Kỳ Nước, chỉ là hắn ở trong lòng không ngừng suy đoán Diệp Thần Phong phải hay không luyện dược sư. Dù sao Diệp Thần Phong nhưng là Ngô gia tổ tiên Ngô Phong dỗi rảnh đồ đệ, Ngô Phong dỗi rảnh năm đó nhưng là thứ thiệt chí tôn luyện dược sư a hát. Nếu như Diệp Thần Phong đi theo Ngô Phong dỗi rảnh học tập chế thuốc, như vậy Diệp Thần Phong hôm nay là tại cái gì cấp bậc? Cuối cùng Ngô Nhân cho ra một cái kết luận, cho dù Diệp Thần Phong thật sự đi theo Ngô Phong dỗi rảnh học tập chế thuốc, e sợ cấp bậc cũng sẽ không đặc biệt cao, tối thiểu hẳn là sẽ không vượt qua thất phẩm, cực đại khả năng là ở thất phẩm bên dưới. Dù sao Diệp Thần Phong khí tức quá trẻ rồi, tuy rằng hắn không biết Diệp Thần Phong cụ thể tuổi tác, nhưng hắn biết Diệp Thần Phong chắc chắn sẽ không vượt qua 500 tuổi. Diệp Thần Phong trong con ngươi vẻ mặt vi vi ngưng lại, hắn chợt thấy một vệt bóng người quen thuộc. Chỉ thấy một tên ăn mặc màu trắng sợi tơ quần áo, khuôn mặt lành lạnh mà lại tú lệ nữ tử. Thân ảnh của nàng từ bầu trời bên trong bồng bềnh mà tới. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, người liền xuất hiện tại Ngô Chi Minh bên cạnh, hướng về Ngô Chi Minh khẽ mỉm cười. Hô, biết rõ lão tổ. Ngô Chi Minh đối mặt cô gái mặc áo trắng này thời điểm, trên mặt hắn trong nháy mắt là lộ ra ôn hòa biểu lộ. Này cô gái mặc áo trắng chính là Ngô gia thiên chi kiêu nữ Ngô Lăng Hương rồi. Lúc trước lần thứ nhất cùng Diệp Thần Phong gặp phải thời điểm. Ngô Lăng Hương thực lực tại thiên thần cảnh 4 tầng trung kỳ, mà bây giờ thực lực của nàng tăng lên tới thiên thần cảnh 5 tầng trung kỳ rồi. Phải biết lấy Ngô Lăng Hương tuổi như vậy, người có thể có thiên thần cảnh 5 tầng trung kỳ thực lực, tuyệt đối là không dễ dàng rồi. Đương nhiên không thể cùng Diệp Thần Phong đem so sánh. Diệp Thần Phong hoàn toàn là tu luyện giới một cái máy nói dối, lần lượt thu được bất đồng cơ duyên, còn có Lão Bạch cùng Lão Hắc bồi tiếp hắn trưởng thành. Tại Ngô Lăng Hương đi tới Ngô Chi Minh bên cạnh sau, rất nhanh lại có hai bóng người xuất hiện tại Ngô Lăng Hương bên cạnh. Này hai bóng người! Trong đó một cái khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười thanh niên, hắn khí thế trên người tại thiên thần cảnh 4 tầng sơ kỳ. Hắn đồng dạng cũng là Ngô gia thiên tài. Tên của hắn gọi là Ngô Hoa Thanh. Một người khác vóc dáng hơi chút thấp một chút thanh niên, hắn khí thế trên người tại thiên thần cảnh tầng 3 đỉnh phong, hắn cũng là Ngô gia bên trong thiên tài,
tên của hắn gọi là Ngô Viêm Văn. Lần này chính thức lục đại lánh đời tông môn tài nguyên tranh cướp thi đấu, từng cái tông môn có thể phái ra 3 tên đệ tử tham gia, mà Ngô Lăng Hương, Ngô Hoa Thanh cùng Ngô Viêm Văn chính là đại biểu Ngô gia đi dự thi. Về phần chính thức trước thi đấu lục đại lánh đời tông môn chi mạch thi đấu, chỉ là tài nguyên tranh cướp thi đấu trước khi bắt đầu một đạo khai vị ăn sáng. Ngô Hoa Thanh cùng Ngô Viêm Văn đồng dạng là thăm hỏi một tiếng Ngô Chi Minh. Ngô Lăng Hương, Ngô Hoa Thanh cùng Ngô Viêm Văn ánh mắt tập trung vào, được hào quang màu tím bao phủ Ngô Kỳ Nước trên người. Ngô Lăng Hương thân là Ngô gia thiên chi kiêu nữ. Ngô Kỳ Nước tại cảm nhận được Ngô Lăng Hương ánh mắt sau, trong cổ họng hắn không ngừng nuốt nước miếng. Thân thể không tự chủ có chút cứng ngắc. Ngô Kỳ Nước không ngừng ở trong lòng tự nói với mình, Ngô Kỳ Nước, người muốn chấn định, hiện tại ngươi là chế thuốc thiên tài. Hơn nữa là Ngô gia không ai bằng chế thuốc thiên tài. Ngô Lăng Hương bọn hắn từ Ngô Chi Minh khẩu bên trong hiểu được chuyện đã xảy ra, nghe nói Ngô Kỳ Nước hấp thu chế thuốc quảng trường đáy ngọn nguồn nửa dưới áo nghĩa, nói cách khác về sau toàn bộ chế thuốc quảng trường tác dụng yếu giảm phân nửa rồi, đây đối với Ngô gia tới nói tuyệt đối không là một chuyện tốt ha hát. Nhưng nếu như Ngô Kỳ Nước đúng là một vị trước nay chưa có chế thuốc thiên tài, tương lai không nói có thể trở thành chí tôn luyện dược sư, chỉ muốn trở thành cửu phẩm luyện dược sư, như vậy Ngô gia lần tổn thất này cũng có thể tiếp nhận rồi. Đứng ở trong đám người Ngô Quy, hắn đang nhìn đến Ngô Lăng Hương sau, hắn vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai. Nhỏ giọng nói, huynh đệ, thấy được chưa? Đó chính là chúng ta Ngô gia thiên chi kiêu nữ Ngô Lăng Hương. Muội muội ta sùng bái nhất người. Chỉ thấy tại Ngô Lăng Hương xuất hiện sau đó Ngô Linh Vũ ánh mắt sẽ không có rời mở qua. Đôi mắt đẹp của nàng chi trong tràn đầy bội phục. Theo thời gian từ từ chuyển rời. Bao phủ Ngô Kỳ Nước hào quang màu tím cũng bắt đầu tiêu tán. Này Ngô Kỳ Nước cũng không có điểm nào hay mò được. Hào quang màu tím chỉ là một loại hình thức mà thôi. Chỉ là được ánh sáng bao phủ một cái, sẽ không để cho thân thể có bất kỳ thay đổi nào. Tại hào quang màu tím tản đi sau không bao lâu. Một vệt bóng đen thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại Ngô Chi Minh bên cạnh, ở đây ai cũng không có thấy này lao người bóng là như thế nào xuất hiện. Chỉ thấy đạo thân ảnh này là một ông già. Lão già này người mặc một bộ trường bào màu xanh, mái tóc tuy nói đã trắng phau, nhưng sắc mặt hắn cực kỳ hồng hào, bên trong thân thể khí huyết vô cùng dồi dào. Đứng ở trong đám người Diệp Thần Phong hơi nhướng mày. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc dưới sự giúp đỡ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lão giả này thực lực tại thần tôn cảnh đỉnh phong, hơn nữa là thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong tiểu viên mãn đỉnh phong. Người lão giả này gọi là Ngô Thiên Phúc. Đồng dạng là Ngô gia tổng bộ lão tổ, bất quá, địa vị của hắn còn cao hơn Ngô Chi Minh suất không ít. Tại toàn bộ Ngô gia bên trong ngoại trừ thực lực mạnh nhất Ngô Thừa Nhan, kế tiếp chính là cái này Ngô Thiên Phúc rồi. Ngô Thừa Nhan thực lực hôm nay cũng chỉ là tại thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong đại viên mãn đỉnh phong. Hơn nữa Ngô Thừa Nhan đại nạn sắp tới, một mực nằm ở hôn mê trạng thái, trong tình huống bình thường là sẽ không xuất quan được rồi. Cho nên, bình thường toàn bộ Ngô gia người phụ trách chính là này Ngô Thiên Phúc. Tại Ngô Thiên Phúc xuất hiện sau. Ở đây Ngô gia con cháu, bao quát Ngô Lăng Hương ở bên trong, toàn bộ đối Ngô Thiên Phúc cung kính hành lễ. Mà lúc này, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh bỗng nhiên cho Diệp Thần Phong truyền âm, tiểu gia hỏa, không đúng a hát. Ông lão này có gì đó quái lạ. Hơi thở của hắn làm phức tạp, trong đó không chỉ có chúng ta Ngô gia độc hữu khí tức, chả chen lẫn một chút còn lại khí tức, chen lẫn ở trong đó khí tức không bình thường, xem ra Ngô gia trong tổng bộ bộ còn thật sự có tình huống, tối thiểu lão đầu này tuyệt đối có vấn đề. Diệp Thần Phong ánh mắt như ngừng lại Ngô Thiên Phúc trên người. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm sao? Tùy cơ ứng biến, trước xem tình huống một chút lại nói. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh hồi đáp. Chương 2464, rất kém cỏi. Cực kém. Đối mặt làm lễ chào mình Ngô gia con cháu, Ngô Thiên Phúc chỉ là khẽ gật đầu, hắn cũng từ Ngô Chi Minh khẩu bên trong hiểu được tình huống, ánh mắt của hắn trong nháy mắt như ngừng lại Ngô Kỳ Nước trên người. Ngô Kỳ Nước tại cảm giác được Ngô Thiên Phúc ánh mắt sau, hắn nhất thời nín thở, hắn tuy rằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Ngô Thiên Phúc, nhưng hắn là nghe nói qua Ngô Thiên Phúc, đây chính là Ngô gia trong tổng bộ địa vị chỉ đứng sau Ngô Thừa Nhan một vị lão tổ. Ngoại trừ căng thẳng ở ngoài,
Ngô Kỳ Nước trong lòng cũng chỉ còn sót lại kích động, bây giờ hắn chế thuốc thiên phú vừa vặn ở nơi này được kiểm trắc đi ra, nếu như không có ngoài ý muốn, kế tiếp hắn đem hội tiếp thu Ngô gia tổng bộ đại lực nuôi dưỡng. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Kỳ Nước thật hưng phấn cả người run rẩy, ánh mắt của hắn ở trong đám người siêu tầm Diệp Thần Phong thân ảnh của bọn họ, hắn muốn nhìn một chút Diệp Thần Phong bọn hắn giờ khắc này ước ao ghen tị biểu lộ, hắn biết từ giờ trở đi, hắn không còn là chi mạch con em, hắn tuyệt đối có tư cách một mực ở lại Ngô gia tổng bộ bên trong rồi. Đáng tiếc Diệp Thần Phong thân ảnh của bọn họ tại rậm rạp chằng chịt trong đám người, Ngô Kỳ Nước căn bản là siêu tìm không được. Ngô Thiên Phúc đang quan sát Ngô Kỳ Nước một lát sau, hắn nói ra, đem bàn tay của ngươi đi ra. Ngô Kỳ Nước tự nhiên là ngoan ngoãn đem cánh tay của mình đưa ra ngoài. Ngô Thiên Phúc nắm chặt rồi Ngô Kỳ Nước cánh tay, hắn bắt đầu cảm ứng khởi Ngô Kỳ Nước bên trong thân thể tình huống rồi. Thế nhưng, bất luận hắn làm sao cảm ứng, hắn đều không thể tại Ngô Kỳ Nước bên trong thân thể cảm ứng được một tia áo nghĩa khí tức. Cho dù Ngô Kỳ Thủy Tướng dưới lòng đất áo nghĩa nạp vào bên trong thân thể, đồng thời đã hoàn toàn hấp thu, cần phải cũng hội có một chút khí tức lưu lại, nhưng bây giờ Ngô Thiên Phúc tại Ngô Kỳ Nước trong thân thể liền một cái rắm cũng không cảm giác được. Ngô Thiên Phúc trong con người vẻ mặt càng ngưng trọng thêm rồi, hắn cảm ứng một thoáng chiếc nhẫn chữ vật của mình, phát hiện trong chiếc nhẫn không có hắn muốn cái gì, hắn buông lỏng ra Ngô Kỳ Nước cánh tay. Nói ra, người ở chỗ này chờ. Ta lập tức giúp ngươi một lần nữa kiểm tra ngươi chế thuốc thiên phú. Trong không khí chỉ để lại Ngô Thiên Phúc một đạo tàn ảnh. Này đạo tàn ảnh chậm rãi ở trong không khí tiêu tan, ai cũng không thấy Ngô Thiên Phúc là như thế nào rời đi. Vừa vặn Ngô Thiên Phúc tại chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong không có tìm được kiểm tra chế thuốc thiên phú máy móc. Tuy nói Ngô Chi Minh trong nhẫn chứa đồ có thể sẽ có. Nhưng Ngô Thiên Phúc suy nghĩ một chút sau. Hắn yêu cầu cao đẳng nhất dụng cụ kiểm tra. Loại kiểm tra này máy móc tại toàn bộ Ngô gia bên trong cũng chỉ có một kiện. Tại Ngô Thiên Phúc tạm thời sau khi rời đi, Ngô Lăng Hương chỉ là nhìn Ngô Kỳ Nước vài lần sau. Ánh mắt của nàng cũng đã rời đi. Trong lòng nàng có một cái Diệp Thần Phong, người từng chứng kiến Diệp Thần Phong chế thuốc trình độ, Diệp Thần Phong nhưng là bát phẩm luyện dược sư đó a. Hơn nữa người cũng biết Diệp Thần Phong chân thực cốt linh. Người vẫn không có đem Diệp Thần Phong sự tình hồi báo cho Ngô gia, đây là nàng và Giang Thải Huyên ước định cẩn thận, đồng dạng Giang Thải Huyên cũng không có thanh Diệp Thần Phong sự tình hồi báo cho Giang gia. Các nàng biết nếu như Ngô gia cùng Giang gia biết rồi Diệp Thần Phong sau đó nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm Diệp Thần Phong, thậm chí bức bách Diệp Thần Phong gia nhập gia tộc bên trong, các nàng không muốn miễn cưỡng Diệp Thần Phong. Các nàng yếu Diệp Thần Phong chính mình lựa chọn. Ngô Hoa Thanh cùng Ngô Viêm Văn hai vị này chỉ đứng sau Ngô Lăng Hương Ngô gia thiên tài, bọn hắn ngược lại là đối Ngô Kỳ Nước so sánh cảm giác hứng thú. Thấy Ngô Chi Minh đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Ngô Thiên Phúc trở về. Ngô Hoa Thanh đi tới Ngô Kỳ mặt nước trước, nói, làm quen, Ngô Thanh Hoa. Ngô Viêm Văn cũng nói, dùng ngươi chế thuốc thiên phú, về sau Ngô gia có một chỗ của ngươi, chúng ta cũng làm quen, Ngô Viêm Văn. Ngô Thanh Hoa cùng Ngô Viêm Văn đại danh Ngô Kỳ Nước là nghe nói qua. Hai vị này nhưng cũng là Ngô gia trong tổng bộ đại danh đỉnh đỉnh thiên tài AH. Bây giờ hai vị này thiên tài dĩ nhiên tranh nhau quen biết hắn. Ngô Kỳ Nước vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, nói ra ta gọi Ngô Kỳ Nước. Ngô Hoa Thanh cùng Ngô Viêm Văn gật gật đầu, trong đó Ngô Hoa Thanh nói ra, về sau tại Ngô gia tổng bộ gặp phải chuyện gì có thể tới tìm ta. Nghe vậy. Ngô Kỳ Nước gật đầu liên tục, ánh mắt của hắn lần nữa tìm tòi lên đoàn người, lần này tìm tòi vô cùng cẩn thận, rất nhanh ở trong đám người nhìn thấy Ngô Quy. Hắn lập tức truyền âm cho Ngô Quy, mập mạp, các ngươi cho ta chậm chậm chờ, trước đó các ngươi không phải hung hăng sao? Không nghĩ tới ta Ngô Kỳ Nước là chế thuốc thiên tài chứ? Sau đó ta sẽ cho các ngươi mấy cái trực tiếp lăn xuống Ngô gia tổng bộ, lăn xuống lên trời núi. Ngô Kỳ Nước bởi vì lợi dụng truyền âm. Những người còn lại cũng không biết Ngô Kỳ Nước tại nói chuyện với Ngô Quy Hoa Tâm Hoàng hậu trốn hoa đào. Trong đám người Ngô Quy, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ, cũng còn tốt không có ai chú ý tới bên này. Ngô Quy đem Ngô Kỳ Nước truyền âm, trực tiếp lợi dụng truyền âm phương thức cho Diệp Thần Phong cùng Ngô Linh Vũ bọn hắn thuật lại một lần, này làm cho Ngô Linh Vũ là nhíu chặt mày,
mà Diệp Thần Phong căn bản là không nhắc lên được một tia hứng thú. Này Ngô Kỳ Nước chỉ là cho mượn hắn Diệp Thần Phong vầng sáng mà thôi. Tại mọi người không hề cảm thấy ở giữa. Ngô Thiên Phúc thân ảnh lần thứ hai xuất hiện tại Ngô Chi Minh bên cạnh. Nhắm mắt dưỡng thần Ngô Chi Minh cũng mở mắt ra. Chỉ thấy Ngô Thiên Phúc cánh tay vung lên. Một khối cao hơn 2 mét bạch ngọc thạch bia dựng đứng ở trên mặt đất. Khối này bạch ngọc thạch bia chính là kiểm tra chế thuốc thiên phú chuẩn xác nhất, chưa bao giờ hội có chút sai lệch. Chắc thí giả chỉ cần đưa bàn tay đặt tại khối này bạch ngọc thạch trên tấm bia. Này bạch ngọc thạch trên tấm bia liền sẽ tỏa ra đỏ, quả cam, vàng, lục, thanh, lam, tím này 7 loại ánh sáng. Nếu như tỏa ra một loại hồng quang, chứng minh chắc thí giả chế thuốc thiên phú bình thường. Nếu như tỏa ra một loại tranh quang, chứng minh chắc thí giả chế thuốc thiên phú rất tốt. Nếu như tỏa ra một loại hoàng, quang, chứng minh chắc thí giả chế thuốc thiên phú tốt vô cùng. Nếu như tỏa ra một loại ánh sáng xanh lục, chứng minh chắc thí giả chế thuốc thiên phú đến thiên tài. Nếu như tỏa ra một loại ánh sáng màu xanh, chứng minh chắc thí giả chế thuốc thiên tài đến thiên tài tuyệt thế. Nếu như tỏa ra một loại lam quang, chứng minh chắc thí giả chế thuốc thiên tài vượt qua thiên tài cấp bậc. Nếu như tỏa ra một loại màu tím, chứng minh chắc thí giả chế thuốc thiên phú đến yêu nghiệt cấp bậc. Nếu như 7 loại ánh sáng liên tục lấp lánh, chứng minh chắc thí giả chế thuốc thiên phú xưa nay chưa từng có. Ngô Thiên Phúc đem bạch ngọc thạch bia kiểm tra đơn giản giải thích một lần. Ngô Kỳ Nước tự tin tràn đầy đi tới bạch ngọc thạch bia trước, đem bàn tay của chính mình đặt tại bạch ngọc trên tấm bia đá. Có trước đó hào quang màu tím bao phủ, hắn đang suy đoán chính mình đem hội là cấp bậc gì chế thuốc thiên tài. Sẽ là thiên tài tuyệt thế sao? Sẽ là vượt qua thiên tài cấp bậc sao? Thậm chí là yêu nghiệt cấp bậc. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào bạch ngọc thạch trên tấm bia. Nhưng mà, một giây đồng hồ đi qua, 2 giây đồng hồ đi qua, 20 giây đồng hồ đi qua. Chỉnh tấm bia đá một chút phản ứng cũng không có, trong tình huống bình thường 3 giây trong vòng sẽ có kết quả. Nếu như trên bia đá một loại ánh sáng cũng không tỏa ra. Vậy đã nói rõ chắc thí giả chế thuốc thiên phú rất kém cỏi, cực kém, vô cùng kém, liền để hào quang màu đỏ tỏa ra cũng không làm được. Dù sao yếu sáng lên hào quang màu đỏ, nhất định muốn nắm giữ vậy chế thuốc thiên phú mới có thể làm được. Chương 2465, theo dõi. Toàn bộ chế thuốc trên quảng trường yên tĩnh không tiếng động. Ngô Kỳ Nước nhìn xem hoàn toàn không có phản ứng bạch ngọc thạch bia, sắc mặt của hắn dường như nuốt đại tiện bình thường khó coi. Hắn liền vội vàng đem đặt tại bạch ngọc thạch trên tấm bia thủ thu lại rồi, sau đó lại xoa bóp đi tới. Nhưng bạch ngọc thạch bia chả là không có phản ứng chút nào. Ngô Kỳ Nước nhiều lần đưa bàn tay thu hồi, lại đè lên. Như thế thử 10 lần sau đó hắn không khỏi lung lay cái đầu, hắn nhưng là chế thuốc thiên tài A-Hát. Đây là Ngô Chi Minh chính mồm nói ra được, hắn vừa vặn còn bị hào quang màu tím cho bao phủ lại. Bạch Ngọc Thạch Bia làm sao có khả năng không có phản ứng đâu này. Đây tuyệt đối là không thể nào A-Hát. Ngô Thiên Phúc chân mày nhíu càng ngày càng gấp rồi, ánh mắt của hắn như ngừng lại một tên Ngô gia con cháu trên người, nói ra, người đưa bàn tay đè lên thử một lần. Tên kia Ngô gia con cháu chính là một gã ba tên luyện dược sư, hắn tự nhiên là không dám vi phạm Ngô Thiên Phúc mệnh lệnh. Tại bàn tay của hắn đặt tại bạch ngọc thạch trên tấm bia sau, chỉ thấy cả khối bạch ngọc thạch bia bên trong lập tức tản ra quả cam sắc quang mang. Điều này cũng liền nói rõ ngọc thạch bia căn bản không có bất cứ vấn đề gì, có vấn đề chính là Ngô Kỳ Nước. Ngô Chi Minh khuôn mặt nghi hoặc, quá kỳ quái, hắn rõ ràng hấp thu quảng trường dưới đáy áo nghĩa. Hơn nữa còn sinh ra dị tượng, hắn chế thuốc trình độ thậm chí ngay cả bình thường đều không có đến. Ngô Chi Minh lời này vừa nói ra, Ngô Kỳ Nước sắc mặt càng thêm trắng bệch, hắn có một loại từ phía trên đường mất nhập địa ngục cảm giác, phải biết hắn đã cho là mình là chế thuốc thiên tài, mình có thể chịu đến Ngô gia tổng bộ đại lực bồi dưỡng, thậm chí tiến vào Ngô gia tổng bộ con em nòng cốt bên trong. Ai biết sự tình lại nữa rồi một cái 180 độ to lớn xoay chuyển. Kinh hỉ tới quá nhanh, đồng dạng đi cũng quá nhanh rồi. Bạch Ngọc Thạch Bia chính là Ngô gia kiểm tra chế thuốc thiên phú nhất là tinh chuẩn, trên căn bản là chưa làm gì sai, nói cách khác Ngô Kỳ Nước chế thuốc thiên phú thật sự tại bình thường trở xuống, có thể tưởng tượng được hắn chế thuốc thiên phú có cỡ nào chênh lệch.
Ngô Thiên Phúc đưa tay khoác lên Ngô Kỳ Nước trên bờ vai, hắn lại tỉ mỉ cảm ứng một lần, vẫn không có từ trong thân thể hắn cảm ứng được cái gì đến từ sau, rõ ràng chế thuốc thiên phú kém như vậy, nhưng có thể hấp thu dưới quảng trường áo nghĩa, đây thực sự là quá kỳ quái. An bài trước bọn hắn ở lại nơi này đến a. Nói xong, Ngô Thiên Phúc đem bạch ngọc thạch bia cất đi, thân ảnh của hắn lập tức lại biến mất ở trên quảng trường. Ngô Lăng Hương nguyên bản đối Ngô Kỳ Nước một chút hứng thú cũng không có, khi biết Ngô Kỳ Nước chế thuốc thiên phú căn bản vô cùng kém sau, người không muốn ở chỗ này dừng lại thêm một giây rồi, người cũng lập tức rời khỏi chế thuốc quảng trường. Về phần vừa vặn hướng về Ngô Kỳ Nước lấy lòng Ngô Hoa Thanh cùng Ngô Viêm Văn, hai người bọn họ cũng không muốn lại để ý tới Ngô Kỳ Nước, bọn hắn sở dĩ đối Ngô Kỳ Nước lấy lòng, đó là Ngô Kỳ Nước nhất định muốn nắm giữ có 102 chế thuốc thiên phú. Xuất hiện khi biết Ngô Kỳ Nước chế thuốc thiên phú cực kém, hai người bọn họ thân là Ngô gia hai vị thiên tài, bọn hắn sẽ thêm xem Ngô Kỳ Nước một mắt mới là lạ chứ. Ngô Hoa Thanh cùng Ngô Viêm Văn cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, hai người bọn họ hướng về Ngô Chi Minh chào hỏi một tiếng sau trực tiếp rời khỏi. Ở đây còn lại Ngô gia con cháu, phần lớn là vừa vặn tại chế thuốc trên quảng trường chế thuốc người. Dưới cái nhìn của bọn họ vừa vặn chế thuốc thất bại, hoàn toàn là Ngô Kỳ Nước tạo thành. Hơn nữa Ngô Kỳ Nước lại vẫn hấp thu dưới quảng trường áo nghĩa, làm cho về sau chế thuốc quảng trường đối tác dụng của bọn họ là yếu đi rất nhiều rồi. Nếu như Ngô Kỳ Nước đúng là một tên chế thuốc thiên tài, như vậy bọn hắn ngược lại là cũng có thể tiếp thu. Hiện tại Ngô Kỳ Nước chế thuốc thiên phú đừng nói là muốn đến thiên tài, liền ngay cả bình thường cũng đến không được, có thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ đối Ngô Kỳ Nước là cỡ nào phẫn nộ rồi. Trong đám người Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ, bọn hắn đang nhìn đến kết quả này sau, liền ngay cả Ngô Linh Vũ khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Thật sự là vừa vặn Ngô Kỳ Nước cho Ngô Quy truyền âm nội dung quá kiêu ngạo rồi, hoàn toàn là một bộ tiểu nhân đắc chí dáng dấp. Diệp Thần Phong trên mặt biểu lộ như trước bình thản, hắn đã sớm dự liệu được hội là kết quả như thế rồi. Có Ngô Chi Minh ở đây, còn lại Ngô gia tổng bộ con cháu cho dù đối Ngô Kỳ Nước bất mãn cùng phẫn nộ, bọn hắn cũng không dám động thủ. Ngô Chi Minh đối với Ngô Kỳ Nước, nói ra, thân thể của ngươi tình huống phi thường đặc thù, còn cần tại sao tiến một bước quan sát một chút. Ngô Chi Minh lời nói phảng phất là Ngô Kỳ Nước cuối cùng một cái phao cứu mạng. Hắn phi thường yêu thích vừa vặn được hào quang màu tím bao phủ sau, loại kia lóng lánh hào quang cảm giác, hắn ở trong lòng không ngừng nói ra, hay là sai lầm chỗ nào, của ta chế thuốc thiên phú mới không có được kiểm đo đi ra, nhất định là như vậy. Tại Ngô Kỳ Nước trong lòng du du thì thầm lầm bầm lầu bầu lúc. Ngô Chi Minh ở trong đám người cảm thấy Diệp Thần Phong cùng Ngô Nhân khí tức của bọn hắn, các người đi theo ta giúp các người sắp xếp chỗ cư trú địa phương. Một đường đi theo Ngô Chi Minh đi vào Ngô gia tổng bộ. Cuối cùng Ngô Chi Minh sắp xếp Diệp Thần Phong bọn hắn ở tại một chỗ tương đối rộng mở bên trong viện. Tại đây nơi trong sân có rất nhiều gian phòng. Ngô Chi Minh nói ra, mấy ngày sau đó, các người thì ở lại đây. Chờ đợi lục đại lánh đời tông môn ở giữa tài nguyên tranh cướp thi đấu bắt đầu, bình thường các ngươi tốt nhất là không nên tự ý đạp xuất viện. Tại Ngô gia trong tổng bộ bố trí không ít trận pháp, một khi đi nhầm vào hoặc là đi nhầm vào mỗi chút địa phương, các ngươi có thể sẽ ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Có bất cứ chuyện gì có thể lợi dụng đưa tin ngọc bài cho ta truyền âm, ta sẽ đi qua giúp các ngươi giải quyết. Tại Ngô Chi Minh sau khi rời đi. Ngô Quy ánh mắt có nhiều ý vị nhìn xem Ngô Kỳ Nước thế nào. Chúng ta chế thuốc thiên tài, không là muốn để cho bọn họ lăn ra Ngô gia tổng bộ. Lăn xuống lên trời núi sao. Ngô Kỳ Thủy nhãn con mắt âm trầm, các ngươi chờ coi đi. Chỉ là đã ra một điểm trạng thái, mới không có đem ta chế thuốc thiên phú kiểm đo đi ra, bằng không ta sẽ được hào quang màu tím bao phủ sao. Làm sao hào quang màu tím không bao phủ ngươi? Ngô Nhân Hòa Ngô Sa mới hai vị này chi mạch lão tổ, bọn hắn lập tức đứng ra quát Ngô Quy cùng Ngô Kỳ Nước. Đoàn người các loại tạm thời tại trong nhà từng người chọn một gian phòng nghỉ ngơi. Theo sắc trời càng ngày càng mờ. Đã đến đêm khuya, thân ở bên trong căn phòng Diệp Thần Phong, trên mặt hắn vẻ mặt một mực nằm ở nghiêm nghị. Trước đó tại Ngô Thiên Phúc rời đi chế thuốc quảng trường thời điểm. Lão Bạch cùng Lão Hắc đem chính mình một tia khí tức. Thần không biết quỷ không hay phụ ra ở Ngô Thiên Phúc trên người. Dù sao Ngô Thiên Phúc ông lão này có gì đó quái lạ. Ngô Thiên Phúc trên người có Lão Bạch cùng Lão Hắc khí tức sau, tối thiểu tại Ngô gia trong tổng bộ,
hai người bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được Ngô Thiên Phúc vị trí. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, đã trễ thế như vậy, đối phương lại bắt đầu di động, hắn giống như là tại đi một nơi nào đó, chúng ta cũng đi theo nhìn xem, có ta cùng lão Hắc tại, tối thiểu chúng ta sẽ không để cho ngươi bị phát hiện. Nghe vậy, Diệp Thần Phong lặng yên đi ra khỏi phòng, rời khỏi sân. Tại lão Bạch cùng lão Hắc dưới chỉ thị, hắn bắt đầu theo dõi Ngô Thiên Phúc. Chương 2466, được tù Nguyệt Tiên Tử. Lão Bạch cùng lão Hắc tốt xấu cũng là cực cảnh đỉnh phong linh hồn, lấy thực lực của bọn họ có thể nhẹ nhõm che đậy kín Diệp Thần Phong khí tức. Dù sao tại toàn bộ Ngô gia bên trong không sẽ vượt qua thần tôn cảnh cường giả tồn tại. Tuy nói Ngô gia rất nhiều nơi toàn bộ là bố trí trận pháp, nếu như không cẩn thận chạm vào trận pháp, như vậy lập tức sẽ ở Ngô gia trong tổng bộ gây nên động tĩnh. Thế nhưng lão Bạch cùng lão Hắc toàn bộ tinh thông trận pháp, liền ngay cả Diệp Thần Phong cũng tuyệt đối là trận pháp tông sư, ba người bọn họ trận pháp trình độ gộp lại, cho dù cực kỳ phức tạp trận pháp, chỉ sợ bọn họ ba người cũng có thể phá vỡ. Diệp Thần Phong thân ảnh tại Ngô gia trong tổng bộ nhanh chóng qua lại, dọc theo đường đi tránh được không ít phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp. Gặp phải không tránh khỏi, Diệp Thần Phong cũng sẽ đem hắn phá tan. Lão Bạch cùng lão Hắc cảm ứng ở lại Ngô Thiên Phúc khí tức trên người, không ngừng chỉ thị Diệp Thần Phong theo dõi phương hướng cùng con đường. Rất nhanh, Diệp Thần Phong xuất hiện tại Ngô gia tổng bộ phía sau núi. Toàn bộ phía sau núi diện tích phi thường to lớn. Đồng dạng Ngô gia tổng bộ phía sau núi thuộc về là cấm địa, coi như là Ngô gia nội bộ con cháu cũng không thể lấy tùy ý tiến vào. Ngô gia bên trong không ít lão tổ đều sẽ chọn ở sau núi tiến hành bế quan tu luyện, cho nên lão tổ cùng lão tổ trong lúc đó cũng phân chia khu tu luyện vực. Nói như vậy lão tổ cùng lão tổ trong lúc đó, không sẽ tiến vào đến người khác bên trong khu vực tu luyện. Có thể là bởi vì phía sau núi thật là nhiều lão tổ bế quan chỗ tu luyện, tại rất nhiều lúc, nếu như bế quan thời điểm bị quấy rầy rồi, nhất định sẽ cho bế quan người mang đến không nhỏ ảnh hưởng, cho nên nơi này mới được cấm địa. Tại đây phía sau núi bên trong, từng cái trận pháp thì càng thêm dày đặc, bất quá. Ngô gia lão tổ trên người toàn bộ là có tượng trưng bọn hắn thân phận ngọc bài, chỉ cần có lão tổ ngọc bài, là có thể không nhìn thẳng nơi này trận pháp. Hiển nhiên, Diệp Thần Phong trên người là không thể nào có Ngô gia lão tổ ngọc bài rồi. Tại bước vào phía sau núi bên trong sau, hắn rất nhanh gặp cái thứ nhất mê huyễn trận, đây đối với Diệp Thần Phong đến nói không có khó khăn quá lớn, nhanh và gọn đem mê huyễn trận cho phá tan rồi. Càng về sau núi nơi sâu xa đi. Trận pháp liền càng ngày càng dày đặc, đồng dạng trận pháp phức tạp độ khó cũng không ngừng đang tăng lên. Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ gặp chiêu phá chiêu rồi. Có lão Bạch cùng lão Hắc ở một bên chi chiêu, Ngô gia tổng bộ phía sau núi trận pháp vẫn đúng là không làm khó được hắn. Đi tới phía sau núi chính giữa giải đất Diệp Thần Phong, dưới chân hắn bước chân ngừng lại. Bởi vì lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên tiểu gia hỏa. Hơi thở kia cổ quái lão đầu, hẳn là liền ở ngươi bên phải cái kia tiểu hình bên trong sơn cốc, ngươi từ từ nhích tới gần, ta cùng lão Hắc sẽ đem hơi thở của ngươi hoàn toàn thu liễm. Sẽ không để cho hắn phát hiện sự tồn tại của ngươi. Lại mà cho dù phát hiện, chỉ là một tên thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong tiểu viên mãn thực lực người, hai chúng ta chả không để vào mắt. Chỉ là thế nào hắn thật sự có vấn đề, bây giờ còn không thích hợp đánh rắn động cỏ. Diệp Thần Phong từng bước một chậm rãi hướng về bên phải chỗ kia tiểu hình sơn cốc tới gần, hắn khí tức trên người cũng hoàn toàn bị che giấu gắt gao rồi. Đang từng bước đi tới cửa sơn cốc sau, Diệp Thần Phong ẩn giấu ở cửa sơn cốc một khối tảng đá lớn mặt sau. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy bên trong sơn cốc cảnh tượng rồi. Làm hắn nhìn thấy bên trong sơn cốc cảnh tượng sau đó hắn trong con ngươi vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, hắn truyền âm cho lão Bạch, ông lão này quả nhiên có vấn đề. Chỗ này tiểu hình sơn cốc chính là Ngô Thiên Phúc bình thường bế quan chỗ tu luyện. Ngô Thiên Phúc tại Ngô gia nội địa vị chỉ đứng sau Ngô Thừa Nhan, còn lại lão tổ căn bản không dám bước vào tu luyện của hắn khu vực. Chỉ thấy tại bên trong sơn cốc trên vách đá, kéo dài ra bốn cái sợi xích màu đen. Này bốn cái xiềng xích phân biệt trói lại một người phụ nữ thủ chân. Nữ nhân này không phải là lúc trước cùng Diệp Thần Phong gặp gỡ Nguyệt Tiên Tử ma. Chẳng trách người chậm chạp chưa có tới tìm Diệp Thần Phong, nguyên lai là được tù. Cấm ở nơi này,
Lúc trước Nguyệt Tiên Tử khi biết Diệp Thần Phong cùng tổ tiên Ngô Phong dỗi rảnh vô cùng có khả năng có chút ngọn nguồn, sau đó người lập tức về tới Ngô gia tổng bộ bên trong. Nguyệt Tiên Tử tên là Ngô Nguyệt Tâm, người chính là Ngô gia con cháu đích tôn, hơn nữa còn là Ngô Lăng Hương cô, tại Ngô gia bên trong có nhất định địa vị. Liên quan với tổ tiên Ngô Phong dỗi rảnh sự tình rất trọng yếu, nguyên bản Ngô Nguyệt nghĩ Thẩm Yếu trực tiếp nói với Ngô Thừa Nhan. Nhưng Ngô Thừa Nhan một mực nằm ở hôn mê trạng thái. Người cuối cùng chỉ có thể tạm thời trước tiên nói với Ngô Thiên Phúc đại khái tình huống. Nhưng kết quả để Ngô Nguyệt Tâm căn bản không có dự liệu được. Ngô Thiên Phúc trực tiếp đối Ngô Nguyệt Tâm động tay. Ngô Nguyệt Tâm đương nhiên sẽ không là Ngô Thiên Phúc đối thủ. Đợi được Ngô Nguyệt Tâm lần nữa lúc tỉnh lại, người phát hiện mình đã tại bên trong thung lũng này rồi. Toàn thân trong gân mạch linh khí dòng sông toàn bộ bị hạn chế ở, thậm chí nhục thân cường độ cũng bị áp chế rồi. Hơn nữa chỗ này bên trong sơn cốc bố trí trận pháp đặc biệt, thanh âm của nàng chỉ có thể hạn chế tại trong sơn cốc, không cách nào truyền tới bên ngoài sơn cốc. Ngô Nguyệt Tâm vẫn nghĩ không thông Ngô Thiên Phúc tại sao phải làm như vậy. Giờ khắc này, ánh trăng ôn hòa chiếu vào bên trong sơn cốc, Ngô Thiên Phúc nhìn xem phía trước mặt Ngô Nguyệt Tâm, hắn nói ra, chớ có trách ta, muốn trách thì trách vận khí của ngươi không tốt, có một số việc không phải ngươi có thể nhúng tay. Yên lặng làm một người đứng xem không tốt sao? Ngô gia đã trở thành đi qua, không còn là viễn cổ năm gia tộc lớn rồi, người có hiểu hay không? Cho dù Ngô Phong dỗi rảnh trở về, cũng không cách nào thay đổi điểm này. Ngô Nguyệt Tâm mày liễu nhíu chặt, Ngô Thiên Phúc, người rốt cuộc là ai? Tổ tiên chính là chúng ta Ngô gia kiêu ngạo, người gọi thẳng tên của hắn, người đủ tư cách này sao? Không nghĩ tới tại chúng ta Ngô gia bên trong. Còn ngươi nữa như vậy giáp tâm hại người người, càng buồn cười hơn chính là ngươi rõ ràng hay là chúng ta Ngô gia lão tổ. Ngô Thiên Phúc cười nói, ta tự nhiên là Ngô gia người rồi, có thể có người hứa hẹn ta, có thể để cho ta tại sinh thời bước vào thần đế cảnh, ngươi nói cái điều kiện này ta có thể từ chối sao? Nguyên bản lấy tư chất của ta, không thể bước vào thần tôn cảnh đỉnh phong. Bây giờ ta lại là tiểu viên mãn đỉnh phong thực lực. Thế giới này tuân theo nhược nhục cường thực quy tắc. Ngô gia cứ như vậy một mực kéo dài hơi tàn không thật là tốt sao? Ngô Nguyệt Tâm trong lòng tràn đầy phẫn nộ, trong không khí không ngừng vang lên xiềng xích ma sát âm thanh. Ngô Thiên Phúc, ngươi căn bản không xứng làm chúng ta Ngô gia người, bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi là chúng ta Ngô gia huyết dịch, ngươi làm như vậy xứng đáng Ngô gia sao? Ngô Thiên Phúc thần không biến sắc nói, chỉ ta không có đi tự mình đem ngươi gặp phải tên tiểu tử kia bắt tới, nhưng nếu như hắn đánh bậy đánh bạ thật đi vào chúng ta nơi này, như vậy đến lúc đó nhưng thì sẽ không thể trách ta rồi, ta sẽ để hắn chết không chỗ chôn địa. Thân thể ẩn nấp tại cửa sơn cốc đá lớn phía sau Diệp Thần Phong, có Lão Bạch cùng Lão Hắc trợ giúp, hắn có thể rõ ràng nghe được bên trong sơn cốc nói chuyện, xem ra này Ngô Thiên Phúc sau lưng còn có người. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, ta cùng Lão Hắc trở về tin tức, hiện tại tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, tạm thời chúng ta không thể đối lão đầu này động thủ. Một khi động thủ với hắn, chỉ sợ hắn người phía sau lập tức hội nhận ra được. Chương 2467, suy đoán, chuẩn bị. Ngô Thiên Phúc tại bên trong sơn cốc đợi một lúc sau. Hắn lập tức rời khỏi. Sở dĩ không có giết chết Ngô Nguyệt Tâm. Bởi vì Ngô Nguyệt Tâm chính là Ngô gia dòng chính, tại Ngô Nguyệt Tâm trong thân thể có đặc thù cấm chế tồn tại. Một khi Ngô Nguyệt Tâm bị giết, một mực nằm ở hôn mê trạng thái Ngô Thừa Nhan lập tức sẽ có phát hiện, thậm chí lấy Ngô Thừa Nhan thủ đoạn, hắn có thể xác định xuất hung thủ là ai, đây chính là Ngô Thiên Phúc không có giết chết Ngô Nguyệt Tâm nguyên nhân. Tại Ngô Thiên Phúc thân ảnh bồng bềnh ra khỏi sơn cốc trong nháy mắt, cánh tay hắn vung lên, cả cái sơn cốc một trận khẽ run. Một đạo sóng năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán, cả cái sơn cốc trong nháy mắt được một tầng năng lượng cho bao phủ lại rồi, một khi có người nỗ lực phá tan nơi này năng lượng bao phủ, hắn đều có thể trước tiên cảm ứng được. Diệp Thần Phong một mực ẩn nấp tại cửa sơn cốc đá lớn mặt sau, có Lão Bạch cùng Lão Hắc trợ giúp, cho dù Ngô Thiên Phúc từ đá lớn bên cạnh trải qua, hắn cũng không có nhận ra được Diệp Thần Phong khí tức. Tại Ngô Thiên Phúc rời khỏi có mấy chục phút sau. Diệp Thần Phong mới từ cửa sơn cốc đá lớn mặt sau đi ra, nhìn xem được một tầng năng lượng bao phủ sơn cốc, hắn trong con ngươi nhiều hơn một ít nghiêm nghị. Lão Bạch cùng Lão Hắc cảm thụ bao phủ sơn cốc năng lượng,
Trong đó lão Hắc Giang Vận Thiên cười nói, chúng chân tầng này năng lượng bao phủ, căn bản là không làm khó được chúng ta, ngươi liền ở một bên hãy chờ xem. Dứt tiếng, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên từ gửi hồn trong vòng tay phiêu đãng đi ra, từ hai người bọn họ trên người nổi lên cực cảnh đỉnh phong sóng linh hồn, hai người bọn họ cánh tay nhanh chóng vung vẩy, bàn tay ở trong không khí liên tục kết ấn. Rất nhanh, tại bao phủ sơn cốc năng lượng thượng phá mở một cái lỗ, lão Bạch cùng lão Hắc thủ pháp phi thường đặc thù, coi như là Ngô Thiên Phúc cũng căn bản không phát hiện được nơi này xảy ra vấn đề. Tại phá mở một cái lỗ sau đó Diệp Thần Phong đi vào bên trong sơn cốc, lão Bạch cùng lão Hắc lần nữa tiến vào Diệp Thần Phong trên cổ tay gửi hồn trong vòng tay. Bên trong sơn cốc, bị xiềng xích trói chặt tay chân Ngô Nguyệt Tâm, người khi nghe đến động tĩnh sau đó người không có ngẩng đầu lên, tại sao lại trở về rồi? Ngô Thiên Phúc, chào buổi sáng có một ngày, người hội trả giá thật lớn. Ta không phải là Ngô Thiên Phúc lão già kia. Diệp Thần Phong thanh âm bồng bềnh ở trong không khí. Ngô Nguyệt cơ thể và đầu óc tử căng thẳng banh, người đột nhiên ngẩng đầu lên. Bởi Diệp Thần Phong trên mặt mang mặt nạ, người không nhìn thấy Diệp Thần Phong tướng mạo. Diệp Thần Phong khí thế trên người một mực duy trì trên đất thần cảnh 5 tầng hậu kỳ, Ngô Nguyệt Tâm tự nhiên cũng là cảm giác không ra Diệp Thần Phong thực lực chân thật. Người trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc. Một chỗ thần cảnh gia hỏa làm sao có khả năng tiến vào nơi này. Nhìn dáng dấp người này còn không phải Ngô Thiên Phúc sắp xếp tới. Ngươi là người nào? Ngô Nguyệt Tâm nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Đến gần sau, Diệp Thần Phong đem mặt nạ trên mặt hái xuống, Nguyệt tiên tử, không quen biết ta. Nhìn thấy Diệp Thần Phong dáng dấp sau, Ngô Nguyệt Tâm trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần Phong nhún nhún vai, nói ra ta vì cái gì không thể ở nơi này. Ta chờ thời gian dài như vậy, ngươi cũng không có đi tìm đến, ngươi nhưng làm không giữ chữ tín a hát. Nguyệt tiên tử khiếp sợ trong lòng kéo dài không tiêu tan. Ngươi nhớ rõ lúc trước nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, thật giống hắn mới niết bàn cảnh vẫn là hóa thần cảnh thực lực đây này chứ. Bây giờ lại nắm giữ địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ thực lực. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu? Bực này tăng cao thực lực tốc độ. Quả thực là làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Nếu để cho người biết Diệp Thần Phong thực lực hôm nay tại thần vương cảnh đỉnh phong, như vậy người lại sẽ là một bộ biểu cảm gì đâu này. Tại chậm thật lâu sau, Ngô Nguyệt Tâm rốt cục tiếp nhận rồi tất cả những thứ này, người đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, người không nghĩ ra Diệp Thần Phong là như thế nào lẫn vào Ngô gia, là như thế nào tiến vào nơi này, địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ thực lực. Tại Ngô gia trước mặt vốn là một con nhỏ con tôm. Diệp Thần Phong cũng không nhiều lời nữa, hắn chuyển tới đề tài chính, Nguyệt tiên tử, vừa vặn các ngươi nói chuyện cùng nghe được một ít, ta và các ngươi tổ tiên Ngô Phong dỗi rảnh có chút ngọn nguồn, hiện tại có hay không cái gì địa phương là cần ta giúp một tay. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh không có lựa chọn tại Ngô Nguyệt Tâm xuất hiện trước mặt. Dù sao bây giờ còn không thích hợp lập tức đem Ngô Nguyệt Tâm cứu ra. Nếu để cho Ngô Nguyệt Tâm đắc biết Ngô Phong dỗi rảnh trở về tin tức. Vạn nhất Ngô Thiên Phúc tại Ngô Nguyệt cơ thể và đầu óc thượng cảm thấy được một chút dấu vết sẽ không tốt. Ngô Thiên Phúc nếu một mực không có lựa chọn giết Ngô Nguyệt Tâm. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn Ngô Nguyệt Tâm tuyệt đối là an toàn. Ngô Nguyệt Tâm trong con ngươi xinh đẹp một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, Diệp Thần Phong là người duy nhất nhánh cỏ cứu mạng, hiện tại nhất định muốn đi tìm Thừa Nhan lão tổ. Thành chuyện nơi đây toàn bộ nói cho hắn, cũng chỉ có Thừa Nhan lão tổ có thể áp chế Ngô Thiên Phúc rồi. Diệp Thần Phong gật gật đầu. Lão Bạch cùng lão Hắc hầu như có thể suy đoán ra tất cả những thứ này, hẳn là toàn bộ là kẻ thù của bọn họ, viễn cổ một trong 5 đại gia tộc Hà Gia an bài, năm đó để lão Bạch cùng lão Hắc đồng quy vu tận Hà Gia cái kia trà trộn. Chứng, hắn là muốn nhìn xem Ngô gia cùng Giang gia một mực kéo dài hơi tàn, hắn tâm lý này hoàn toàn vặn vẹo. Cho nên, mới sẽ tại Ngô gia nội bộ an bài Ngô Thiên Phúc một người như vậy. Như thế xem ra tại Giang gia khẳng định cũng không được Hà gia an bài một cái tương tự Ngô Thiên Phúc nhân vật như vậy. Bây giờ cách chân chính yếu tiếp xúc được Hà gia, e sợ không xa. Trước đó Diệp Thần Phong nhưng là chém Hà gia một tên con cháu đích tôn một đạo phân thân. Diệp Thần Phong còn không biết hắn chém đạo kia thân phận, chính là Hà gia bây giờ thiếu chủ Hà Nguyên Thiên.
Tại Ngô Thiên Phúc bên trong thân thể khẳng định có một loại nào đó hạn chế, chỉ cần Lão Bạch cùng Lão Hắc động thủ với hắn, hoặc là hạn chế hành động của hắn. E sợ Hà gia người kia lập tức hội cảm giác được, dù sao bây giờ Lão Bạch cùng Lão Hắc chỉ là linh hồn trạng thái, thực lực của bọn họ cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Hiện tại nhất định muốn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Lúc này đi thấy một mặt Ngô Thừa Nhan, hay là lựa chọn tốt nhất rồi. Diệp Thần Phong hỏi, Ngô Thừa Nhan là ở nơi nào bế quan? Đối với Diệp Thần Phong gọi thẳng tên Ngô Thừa Nhan, Ngô Nguyệt Tâm mày liễu nhíu một cái, nhưng nàng cũng biết bây giờ không phải là so đo thời điểm. Nàng nói, Thừa Nhan lão tổ bế quan địa phương cũng là này phía sau núi bên trong. Bất quá, Thừa Nhan lão tổ bế quan địa phương các loại cơ quan cùng trận pháp càng thêm phức tạp, người chắc chắn nhìn thấy Thừa Nhan lão tổ sao? Nếu như ngươi quyết định thử một chút, khối ngọc bội này đến lúc đó cho Thừa Nhan lão tổ nhìn một chút, hắn liền sẽ tin tưởng lời của ngươi nói rồi. Ngô Nguyệt Tâm đem bên hông màu trắng ngọc bài ném cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tại tiếp nhận ngọc bội sau, hắn nói ra, ta đối với trận pháp cùng cơ quan có chút nghiên cứu, bằng không ta làm sao tới được nơi này. Ngô Nguyệt Tâm cũng đồng ý Diệp Thần Phong chỗ nói. Có thể đến nơi đây liền chứng minh rồi đối với trận pháp chí ít cực kỳ tinh thông, thậm chí là trận pháp tông sư, nàng nói, ngươi cùng chúng ta tổ tiên có ngọn nguồn sự tình, nếu như ngươi có thể nhìn thấy Thừa Nhan lão tổ, ngươi đến lúc đó cũng cùng nhau nói cho hắn đi. Chương 2468, đã lâu, tiểu thí hài. Không có làm quá nhiều dừng lại. Ngô Nguyệt Tâm đem Ngô Thừa Nhan bế quan đại khái vị trí nói cho Diệp Thần Phong sau. Diệp Thần Phong liền rời đi chỗ này sơn cốc. Rời đi sơn cốc sau đó Lão Bạch cùng Lão Hắc lần thứ hai từ gửi hồn trong vòng tay phiêu đãng đi ra, hai người bọn họ cánh tay đồng thời vung lên, trước đó phá vỡ cửa động một lần nữa khép lại. Tại đi ra khỏi sơn cốc trước đó, Lão Bạch cùng Lão Hắc thần không biết quỷ không hay, đem chính mình một chút sức mạnh rót vào Ngô Nguyệt Tâm trong thân thể. Tuy nói Ngô Nguyệt Tâm trong khoảng thời gian ngắn không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng nếu như gặp phải chuyện đột xuất đây. Cho nên, Lão Bạch cùng Lão Hắc truyền vào Ngô Nguyệt Tâm bên trong thân thể lực lượng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu như Ngô Nguyệt Tâm gặp nguy hiểm đến tính mạng, già như vậy trắng cùng Lão Hắc sức mạnh liền sẽ từ Ngô Nguyệt Tâm bên trong thân thể bộc phát ra. Căn cứ Ngô Nguyệt Tâm chỗ nói phương vị, Diệp Thần Phong tại Ngô gia tổng bộ phía sau núi nhanh chóng qua lại, gặp phải trận pháp toàn bộ cũng có thể phá giải khai. Rất nhanh, Diệp Thần Phong liền đi tới phía sau núi nơi sâu xa nhất rồi. Chỉ thấy ở sau núi nơi sâu xa nhất kiến tạo một gian to lớn nhà đá. Nhà đá cửa lớn đọng thật chặt, chu vi tĩnh liền một chút âm thanh cũng không có, Ngô Thừa Nhan phải là tại nhà đá này bên trong hôn mê rồi. Tại nhà đá bốn phía ẩn nấp không ít trận pháp cùng cơ quan, vậy trận pháp tông sư chỉ sợ cũng không cách nào phá mở nơi này trận pháp cùng cơ quan. Nhưng tốt xấu có Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tại. Bố trí tại nhà đá bốn phía trận pháp cùng cơ quan, toàn bộ là Ngô gia năm đó thu gom, cho nên Lão Bạch đối những trận pháp này cùng cơ quan quen thuộc không thể quen thuộc nữa rồi, hắn phi thường rõ ràng ở đâu là những trận pháp này nhược điểm. Tại Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh dưới sự chỉ điểm, Diệp Thần Phong nhanh chóng phá tan nhà đá chung quanh trận pháp cùng cơ quan, từng bước một không ngừng đến gần nhà đá. Lại đi đến thạch cửa phòng sau. Hai cánh dày nặng cửa lớn tụ lập, Diệp Thần Phong đưa bàn tay đặt tại trên cửa, hắn đại khái có thể suy đoán ra. Này hai cánh cửa trọng lượng không đơn giản, tối thiểu yếu thần tôn cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể đẩy ra. Là ai cho ngươi tới quấy rầy lão phu hôn mê, lại có thể phá tan chung quanh trận pháp, ta không nhớ rõ Ngô gia bên trong có ngươi như thế cái style gạch dưới TXT, tinh thông trận pháp người. Một đạo thân ảnh già nua từ cửa đá sau lưng truyền ra. Sát theo đó hai cánh dày nặng cửa đá từng điểm chậm rãi tự chủ mở ra. Tại hai cánh thạch môn mở ra sau, Diệp Thần Phong trực tiếp khóa nhập trong đó, có Lão Bạch cùng Lão Hắc tại, hắn hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Từ từ hướng về trong thạch phòng đi. Đi tới nhà đá tận cùng bên trong sau, chỉ thấy một tên lão đầu ngồi xếp bằng, tên này lão đầu tất cả tóc toàn bộ trợn nhìn. Khí thế trên người rất cường đại, nhưng lại có vẻ có chút suy yếu. Hắn chính là Ngô gia địa vị tối cao lão tổ Ngô Thừa Nhan rồi, thực lực tại thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong đại viên mãn đỉnh phong, bởi vì hắn đại nạn sắp tới.
cho nên mới phải có vẻ có chút hư nhược. Ngồi xếp bằng Ngô Thừa Nhan, con mắt của hắn đột nhiên mở to, từ trong con ngươi của hắn bạo phát ra khủng bố uy năng, ngươi là người nào? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh không có lập tức xuất hiện. Diệp Thần Phong đem Ngô Nguyệt Tâm ngọc bội ném cho Ngô Thừa Nhan, đem Ngô Nguyệt Tâm được Ngô Thiên Phúc khốn trụ được sự tình thuận miệng nói một lần. Ngô Thừa Nhan xem ngọc bội trong tay, trên mặt hắn không ngừng tránh qua vẻ phức tạp, trong miệng tự nhủ, rốt cục vẫn là đến nơi này một ngày, tại sao không thể quay đầu đâu này. Trong thân thể đều chảy Ngô gia huyết dịch, chờ ta đi rồi sau đó Ngô gia yếu giao cho ai đánh lý. Xem ra Ngô Thừa Nhan là biết Ngô Thiên Phúc một ít chuyện. Chỉ là hắn một mực tại cho Ngô Thiên Phúc chính mình sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng Thủy Chung cũng không có đợi đến. Ngô Thừa Nhan ánh mắt lần nữa dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người, tiểu tử, người chỉ sợ không phải chúng ta Ngô gia người chứ. Nếu như Ngô gia có người nhân vật này, lão phu không thể không biết. Ngươi tiến vào ta Ngô gia có mục đích gì? Có thể tại chúng ta Ngô gia phía sau núi qua lại như thường. Ngươi không đơn giản a hát. Diệp Thần Phong nói ra, bây giờ không phải là thảo luận thân phận ta thời điểm chứ. Ngô Thiên Phúc sắp tâm hại người, lẽ nào ngươi không nên nếu muốn một cái kế sách ứng đối sao? E sợ tại Ngô Thiên Phúc sau lưng còn có người, hiện tại không thể đánh rắn động cỏ. Nhưng ngươi cũng có thể chuẩn bị đi lên. Nghe được Diệp Thần Phong gần như mệnh lệnh giọng điệu, Ngô Thừa Nhan trên mặt tránh qua vẻ không vui. Hắn chính là đường đường Ngô gia địa vị tối cao lão tổ, có ai dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Ngô Thừa Nhan trên người khí thế phun trào, tiểu tử. Ngươi có phải hay không quản quá nhiều? Nếu Nguyệt Tâm nha đầu yên tâm cho ngươi đến đưa tin cho ta, như vậy tối thiểu nói rõ ngươi và nha đầu kia nhận thức. Ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, chúng ta Ngô gia nội bộ sự tình không thích hợp khiến người khác biết. Ngươi liền tạm thời tại lão phu ta bế quan địa phương đợi một thời gian ngắn đi. Ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt chứ. Ngô Thừa Nhan ngữ khí bình thản, cơ hồ là thay Diệp Thần Phong làm quyết định. Gửi hồn trong vòng tay lão Bạch cùng lão Hắc, bọn hắn cũng rõ ràng nghe đến bên ngoài nói chuyện. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, lão Bạch, xem ra ngươi này Ngô gia vãn bối còn muốn lưu lại tiểu tử này. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh sở dĩ một mực chưa từng xuất hiện. Hắn là muốn nhìn một chút Ngô Thừa Nhan phương thức xử lý, nhưng bây giờ hắn có chút bất mãn ý rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem Ngô Thừa Nhan nói ra, nếu như ta từ chối đâu này. Ngô Thừa Nhan thản nhiên nói, ngươi cự không dứt được, ngươi cho rằng có thể rời khỏi được nơi này sao? Tại không có ta đồng ý dưới tình huống. Ngô Thừa Nhan đại nạn sắp tới rồi. Hắn năng lực cảm ứng nhược không ít, cho nên tại lão Bạch cùng lão Hắc ẩn giấu dưới. Hắn cũng không có cảm giác xuất Diệp Thần Phong thực lực chân thật, chỉ nhận vì Diệp Thần Phong trên đất thần cảnh 5 tầng hậu kỳ thực lực. Ngô Thừa Nhan bàn tay hướng về Diệp Thần Phong tìm tòi, tiểu tử, lưu lại một quãng thời gian đi. Đến lúc đó lão phu hội cho ngươi một cái cơ duyên. Ngô Thừa Nhan đối Diệp Thần Phong không có ác ý, chỉ là muốn giữ Diệp Thần Phong lại đến một quãng thời gian. Một bàn tay cực kỳ lớn hư ảnh hướng về Diệp Thần Phong vồ tới. Muốn tạm thời hạn chế trụ Diệp Thần Phong năng lực hoạt động. Bàn tay hư ảnh tại đi tới Diệp Thần Phong trước mặt sau. Lão Bạch Ngô Phong dỗi quá cảnh đỉnh phong sức mạnh, từ gửi hồn trong vòng tay oanh kích ra. Một tiếng. Bàn tay khổng lồ hư ảnh trực tiếp ở trong không khí tán loạn rồi. Sát theo đó. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thân ảnh từ gửi hồn trong vòng tay phiêu đãng đi ra. Nơi tay trưởng hư ảnh tán loạn sau đó Ngô Thừa Nhan trên mặt vẻ mặt đã thay đổi, sau đó lại nhìn thấy lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh, thân thể hắn lập tức cứng ngắc ở. Tại năm đó lão Bạch thời điểm còn sống. Hắn Ngô Thừa Nhan vẫn là một cái 4-5 tuổi tiểu thí hài, nhưng hắn là chứng kiến Ngô Phong dỗi rảnh huy hoàng nhất người, hắn là chứng kiến Ngô gia huy hoàng nhất người, hắn đối Ngô Phong dỗi rảnh khắc sâu ấn tượng, cho dù đi qua nhiều như vậy tuế nguyệt. Hắn cũng có thể một mắt liền nhận ra Ngô Phong dỗi rảnh. Ngô Thừa Nhan đờ đẫn nhìn xem Ngô Phong dỗi rảnh. Ngô Phong dỗi rảnh trên mặt cũng hiện lên một chút hoài niệm vẻ, thanh âm hắn dài lâu, đã lâu, tiểu thí hài. Chương 2469, lửa giận ngập trời. Tại năm đó thời đại kia, thần đế cảnh cường giả đã không tồn tại. Đã từng thần đế cảnh cường giả dồn dập vẫn lạc. Có rất trưởng tuế nguyệt không có ai bước vào thần đế cảnh rồi.
thực lực mạnh nhất cũng chỉ là thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong cực cảnh đỉnh phong. Ngô Phong dỗi rảnh thân là cực cảnh đỉnh phong cường giả, hắn tại năm đó đã trở thành Ngô gia trẻ tuổi nhất lão tổ một trong. Ở gia tộc cùng bên trong tông môn hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện. Lúc ấy mới 4 năm tuổi Ngô Thừa Nhan, tự nhiên cũng phải cần tôn xưng Ngô Phong dỗi rảnh một tiếng lão tổ. Ngô Thừa Nhan nhìn xem phía trước mặt Ngô Phong dỗi rảnh linh hồn trạng thái, hắn chậm chạp không cách nào phục hồi tinh thần lại, cả người hắn không nhúc nhích. Ngô Phong dỗi rảnh tiếp tục nói, năm đó tổng là ưa thích hấp tấp cùng sau lưng ta, lẽ nào hiện tại không quen biết ta sao? Cũng đúng a hát, đã qua bao nhiêu năm tháng? Thời gian lâu dài liền chính ta đều đã quên, là có tốt mấy vạn năm chứ? Thậm chí là tiếp cận trăm ngàn năm. Quá lâu, không nhớ rõ có thời gian dài bao lâu. Không nghĩ tới ngươi cũng đã trở thành thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong đại viên mãn cường giả đỉnh cao rồi. Ngô Thừa Nhan rốt cục tỉnh táo lại, bà ngoại tổ, đúng là ngài. Đúng là ngài, ta không có tại nằm mơ. Ngô Phong dỗi rảnh gật gật đầu, chẳng lẽ còn sẽ có giả sao? Bây giờ ngươi nhưng là Ngô gia lão tổ rồi, có lúc quá do dự thiếu quyết đoán nhưng không là chuyện tốt lành gì, nên phải trừ hết người không thể đủ mềm lòng. Cảm thụ Ngô Phong dỗi rảnh trên người cực cảnh đỉnh phong khí thế, còn có Ngô Phong dỗi rảnh trên người loại kia năng lượng quen thuộc chấn động, Ngô Thừa Nhan hầu như có thể nhất định có thể trước mặt chính là Ngô Phong rảnh rỗi. Hắn không nghĩ tới sinh thời vẫn có thể thấy đến lão tổ Ngô Phong dỗi rảnh, đường đường đại viên mãn đỉnh phong hắn có chút không biết làm sao lên. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng từ gửi hồn trong vòng tay phiêu đãng đi ra. Lấy tư cách bây giờ Ngô gia lão tổ, Ngô Thừa Nhan tại năm đó cũng là từng thấy Giang Vận Thiên. Đang nhìn đến Giang Vận Thiên trong nháy mắt, Ngô Thừa Nhan tại sửng sốt sau đó bên trong thân thể của hắn thật khí thế lập tức để được đưa lên. Mà Diệp Thần Phong chỉ là tại một bên thấy, để Lão Bạch cùng Lão Hắc giải thích đi. Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, bình tĩnh đừng nóng. Năm đó hai chúng ta đồng quy vu tận, hoàn toàn là được Hà Gia Hà không thắng hãm hại cùng gây xích mích nguyên nhân, đối với chúng ta nói kể chuyện xưa chúng ta đồng quy vu tận chuyện sau đó đi. Nghe vậy, Ngô Thừa Nhan con ngươi dừng lại. Hắn nói ra, Lão Tổ, các ngươi năm đó là vì Hà Gia Hà không thắng gây xích mích cùng hãm hại. Sớm nên đoán được, ta đã sớm nên đoán được, nhưng những này năm bởi vì chuyện của các ngươi, Ngô gia cùng Giang gia một mực mâu thuẫn chồng chất, thậm chí là đã đến không chết không thôi mức độ. Tại năm đó, Ngô Thừa Nhan bắt đầu tự thuật khởi năm đó Lão Bạch cùng Lão Hắc đồng quy vu tận chuyện sau đó rồi. Tại thời đại kia, thân là cực cảnh đỉnh phong Lão Bạch cùng Lão Hắc, không thể nghi ngờ là đỉnh phong nhân vật nổi tiếng. Lão Bạch cùng Lão Hắc đồng quy vu tận. Tại lúc đó đưa tới chấn động to lớn, Ngô gia cùng Giang gia lửa giận thiêu đốt, hai nhà bắt đầu không chết không thôi tử chiến. Nhưng mà, hết thảy đều tại bất chi bất giác bên trong thay đổi. Viễn cổ năm gia tộc lớn Ngô gia, Giang gia, Khổng gia, Lâm gia cùng Hà gia, hắn bên trong nguyên bản Hà gia là viễn cổ năm gia tộc lớn bên trong thế lực yếu nhất. Thế nhưng Lão Bạch cùng Lão Hắc đồng quy vu tận sau. Ngô gia cùng Giang gia một mực nằm ở tử chiến trạng thái. Người hai nhà ác chiến tiêu hao có thời gian mấy chục năm, hai trong nhà cường giả vẫn lạc vô số. Một ngày nào đó, Hà Gia Hà không thắng đột nhiên xuất hiện, hắn dĩ nhiên đột phá cực cảnh đỉnh phong, đã trở thành nửa bước thần đế cường giả, chỉ kém cuối cùng nửa bước là có thể bước vào chân chính thần đế cảnh rồi. Từ đó Hà Gia triệt để quật khởi, bắt đầu đối vùng thế giới này các loại tài nguyên thu nạp, hàng phục lần lượt tông môn. Hà không thắng cũng không biết là đã lấy được cái gì truyền thừa. Thực lực của hắn tăng lên cực kỳ quỷ dị, lại qua mấy trăm năm, hắn chân chính khóa nhập thần đế cảnh sơ kỳ. Đã trở thành thời đại kia duy nhất một tên thần đế cảnh cường giả. Tại đã trở thành thần đế cảnh cường giả sau đó hắn bắt đầu đối Ngô gia cùng Giang gia động thủ. Thời điểm đó Hà gia đã ngày càng ngạo nghễ rồi, tiêu hao nhiều như vậy Ngô gia cùng Giang gia, như thế nào lại ra sao ra đối thủ. Kết quả là, Ngô gia cùng Giang gia liên tục bại lui, triệt để cô đơn đi. Cuối cùng, Hà không thắng dĩ nhiên không có triệt để diệt trừ Ngô gia cùng Giang gia. Để hai gia tộc này một mực kéo dài hơi tàn. Tuy nói tại viễn cổ năm gia tộc lớn bên trong Lâm gia bên trong, cũng có Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên hảo hữu,
thế nhưng lúc ấy không có ai có thể ngăn trở chống đỡ được Hà Gia bước tiến rồi. Sau, tại Hà Không Thắng dẫn dắt, các đại cường giả cách trở ra một mảnh pháp tắc cùng linh khí nồng nặc nhất thiên địa, mà kéo dài hơi tàn Ngô Gia cùng Giang Gia tự nhiên là được bỏ đi ra ngoài. Nghe Ngô Thừa Nhan tự thuật, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên trầm mặc không nói. Sớm tại năm đó Hà Không Thắng chính là thần đế cảnh sơ kỳ cường giả. Tuy nói bước vào thần đế cảnh sau đó muốn tăng lên một cái tiểu tầng thứ, đó là còn khó hơn lên trời, nhưng hôm nay đi qua nhiều như vậy tuế nguyệt, Hà Không Thắng thực lực tuyệt đối không thể dậm chân tại chỗ, nào như vậy khoảng Không Thắng thực lực hôm nay tại cái gì tầng thứ. Năm đó Hà Không Thắng nhất định là đã lấy được một cái không được cơ duyên. Bằng không thực lực của hắn tuyệt đối không thể như thế tăng lên, hắn cũng tuyệt đối không thể bước vào thần đế cảnh bên trong. Ngô Phong dỗi rảnh thở dài, hỏi, Khổng Nhược Lan đâu này? Ngươi nên cũng biết của nàng chứ? Ngươi biết người cuối cùng tình huống sao? Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng chăm chú nhìn Ngô Thừa Nhan. Ngô Thừa Nhan âm thanh thấp một chút, người cuối cùng gả cho Hà Không Thắng rồi. Khổng Nhược Lan, viễn cổ năm gia tộc lớn Khổng gia thiên chi kiêu nữ. Tại thời đại kia là một vị tuyệt thế giai nhân, thích hắn thiên tài nhiều không kể xiết. Liền ngay cả Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên cũng yêu thích Khổng Nhược Lan. Bọn hắn công bằng cạnh tranh. Hai người bọn họ sở dĩ cuối cùng hội đồng quy vu tận, hoàn toàn là bởi vì Hà Không Thắng lợi dụng Khổng Nhược Lan cái này ngụy trang. Không nghĩ tới cuối cùng toàn bộ là Hà Không Thắng ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắn dĩ nhiên lấy Khổng Nhược Lan, cái này lão Bạch cùng lão Hắc đã từng yêu nữ nhân. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên thật lâu không nói. Nhưng bọn hắn không khí chung quanh càng ngày càng bạo động lên, trong lòng bọn họ là lửa giận ngập trời. Phẫn nộ là không ngừng nhanh chóng bay lên, nhanh chóng bay lên. Hà Không Thắng, ta đã trở về, năm đó khoản tiền kia, chúng ta muốn hảo hảo tính toán một chút rồi, coi như là bước vào thần đế cảnh thì lại làm sao. Ta Ngô Phong dỗi rảnh đời này không có sợ qua ai đó. Lão Bạch âm thanh khàn giọng. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng lạnh lẽo tự nói. Hà Không Thắng, ta nhất định muốn cho các ngươi toàn bộ Hà gia toàn bộ hủy diệt. Diệp Thần Phong ở một bên an tĩnh nghe, hắn hầu như có thể đoán được Khổng Nhược Lan cùng lão Bạch lão Hắc quan hệ trong đó. Chính là anh hùng khó qua ải mỹ nhân A Hát. Nhưng Diệp Thần Phong trong con ngươi cũng tràn đầy nghiêm nghị, Hà Không Thắng năm đó chính là thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, e sợ bây giờ liền không chỉ như vậy rồi, muốn chiến thắng Hà Không Thắng, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Chương 2470, kích động. Lão Bạch cùng lão Hắc biến thành linh hồn trạng thái có bao nhiêu năm tháng? Tại nhiều như vậy trong năm tháng, Hà Không Thắng một mực tại tu luyện, một mực tại đi tới. Cho nên, cho dù lão Bạch cùng lão Hắc nhục thân một lần nữa ngưng tụ, chỉ sợ bọn họ liên thủ cũng sẽ không tăng là Hà Không Thắng đối thủ rồi. An tĩnh ước chừng mấy chục phút sau, lão Bạch cùng lão Hắc từ từ bình tĩnh đến. Hai người bọn họ chậm rãi thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, đối với bọn họ mà nói, bây giờ một lần nữa ngưng tụ nhục thân mới là chuyện quan trọng nhất. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, trước đó chúng ta đẩy tính qua một tháng nữa chính là tinh hoa của Nhật Nguyệt Vượng nhất thịnh tháng ngày, nếu như bỏ lỡ một ngày kia, liền muốn đợi thêm 1000 năm rồi. Chúng ta yếu lợi dụng tinh hoa của Nhật Nguyệt đến ngưng tụ nhục thân. Đương nhiên chả nhất định muốn chuẩn bị kỹ càng các loại hy hữu tài liệu. Lão Bạch ngón tay tiện tay một điểm. Một vệt ánh sáng chui vào Ngô Thừa Nhan trong não, hắn lập tức biết rồi lão Bạch cùng lão Hắc cần có nhiều thứ. Cẩn thận tra sau khi xem. Ngô Thừa Nhan nói ra, lão tổ, nơi này có rất nhiều tài liệu, tại chúng ta Ngô gia bên trong đều có, liền coi như chúng ta Ngô gia không có, ta nghĩ tại Giang gia bên trong cần phải cũng có thể tìm được. Ngô Thừa Nhan biết Ngô gia cùng Giang gia chẳng mấy chốc sẽ hòa giải rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh gật gật đầu, nói ra, người tuổi thọ yếu đã tiêu hao hết. Ngô Thừa Nhan trong con ngươi tránh qua một vệt bi ai vẻ, lão tổ, nếu như ta một mực duy trì hôn mê trạng thái, như vậy ta còn có thể đủ sống khoảng 10 năm thời gian. Nhưng nếu như ta duy trì bình thường trạng thái, như vậy ta tại trong vòng 5 năm nhất định sẽ tuổi thọ tiêu hao hết tất. Ta hầu như phục dụng các loại kéo dài tuổi thọ đan dược, bây giờ đan dược đối với ta cũng mặc kệ dùng. Một mực dùng kéo dài tuổi thọ đan dược,
người tu luyện trong thân thể hội hình thành sức miễn dịch, đến lúc đó phục dụng hầu như không có nổi chút tác dụng nào rồi, đây chính là bây giờ Ngô Thừa Nhan tình huống. Kéo dài tuổi thọ đan dược đối với hắn không có tác dụng rồi. Ngô Phong dỗi rảnh đột nhiên nhìn hướng Diệp Thần Phong, nói ra, đây là của ta đồ đệ Diệp Thần Phong. Lão Hắc Giang Vận Thiên lập tức bồi thêm một câu, cũng là của ta đồ đệ. Nghe vậy, Ngô Thừa Nhan rốt cuộc một lần nữa đưa mắt đã rơi vào Diệp Thần Phong trên người, trước hắn cảm ứng qua Diệp Thần Phong thật khí thế rồi. Chỉ là một cái địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ thực lực người, cho nên hắn cũng sẽ không lại đi nhiều lần cảm ứng. Chỉ là khiến hắn không tưởng tượng được, Diệp Thần Phong dĩ nhiên là lão tổ Ngô Phong dỗi rảnh đồ đệ. Hơn nữa còn là Giang Vận Thiên đồ đệ. Phải biết Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên tại năm đó nhưng là thứ thiệt đỉnh phong nhân vật, hai người bọn họ đồ đệ cũng tuyệt đối sẽ không yếu, chỉ là Diệp Thần Phong địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ thực lực, thật sự là có chút trèo lên không lên mặt bàn. Ngô Thừa Nhan ngược lại nghĩ tới một điểm, xin hỏi lão tổ, ngài vị này đồ đệ tại cái gì tuổi tác? Ngô Phong dỗi rảnh không cần thiết ẩn giấu Diệp Thần Phong tuổi tác 30. Nghe đến lời này, Ngô Thừa Nhan nhất thời ngây người như phỗng. Một cái 30 tuổi địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ thực lực người. Hắn tại 30 tuổi thời điểm mới thực lực ra sao? Khi biết Diệp Thần Phong số tuổi thật sự sau, Ngô Thừa Nhan ở trong lòng cảm thán Diệp Thần Phong quả nhiên không hổ là Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đồ đệ A-H. Ngô Phong dỗi rảnh không có đối với Ngô Thừa Nhan giải thích Diệp Thần Phong thực lực chân thật rồi, dù sao Ngô Thừa Nhan cũng không có hỏi A-H. Hắn thân là Ngô Thừa Nhan lão tổ, chẳng lẽ còn muốn cho hắn hấp tấp đối cái này vãn bối giải thích tất cả sao? Dù sao cho dù hắn không giải thích, Ngô Thừa Nhan sớm muộn cũng sẽ biết rõ Diệp Thần Phong thực lực chân thật. Đang hỏi ra Diệp Thần Phong tuổi tác sau, Ngô Thừa Nhan lại đối mặt một cái lúng túng vấn đề, cùng lúc trước Ngô Nhân nhất dạng, hắn gọi Ngô Phong dỗi rảnh vì lão tổ. Nếu Diệp Thần Phong là Ngô Phong dỗi rảnh đồ đệ, như vậy dựa theo bối phận tới nói, hắn cũng có thể hô một tiếng Diệp Thần Phong vì lão tổ a. Dù sao Diệp Thần Phong lấy tư cách Ngô Phong dỗi rảnh đồ đệ, hắn bối phận so với Ngô Thừa Nhan lớn hơn nhiều lắm, ngoại trừ xưng hô lão tổ ở ngoài, không có cái khác có thể xưng hô được rồi. Nhưng Diệp Thần Phong mới 30 tuổi. Hắn Ngô Thừa Nhan sống bao nhiêu năm tháng? Hai người bọn họ tuổi tác nhưng là cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Ngô Thừa Nhan thực sự thả không cái này mặt a hát. Vừa vặn tại Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên chưa từng xuất hiện thời điểm, hắn nhưng là chưa hề đem Diệp Thần Phong để ở trong mắt, bây giờ Diệp Thần Phong tiểu tử này lắc mình biến hóa. Lại biến thành của hắn lão tổ. Diệp Thần Phong nhìn xem do dự không quyết định Ngô Thừa Nhan, hắn nói ra, được rồi, chúng ta từng người xưng hô đi. Ngô Thừa Nhan thở phào nhẹ nhõm. Ngô Phong dỗi rảnh lại quát lên, tiểu thí hài. Năm đó ngươi làm sao cùng sau lưng ta? Bây giờ là cánh trưởng cứng rắn sao? Thần Phong lấy tư cách đồ đệ của ta, hắn bối phận liền ở ngươi bên trên, bối phận là tuyệt đối không thể loạn. Ta xem ngươi cũng không cần gọi ta lão tổ rồi. Ngô Thừa Nhan lập tức đối Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, lão tổ, ta không phải ý này, ta chỉ là nhất thời thích ứng không tới. Đang giải thích một câu sau. Ngô Thừa Nhan này tóc trắng đầy đầu lão đầu, hắn từng bước một đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hô, vãn bối gặp Thần Phong lão tổ. Được một cái lớn tuổi như vậy nhân xưng hô vì lão tổ, Diệp Thần Phong có chút không được tự nhiên. Bất quá, vừa vặn lão đầu này nhưng là rất kiêu căng. Hắn liền cũng thản nhiên tiếp nhận rồi, dù sao thật là của hắn Ngô Phong dỗi rảnh đồ đệ. Từ bối phận tới nói, hắn cũng đích thật là Ngô Thừa Nhan lão tổ. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, lần thứ nhất thấy mặt, ta hẳn là phải cho ngươi một phần lễ ra mắt. Nghe được Diệp Thần Phong tiếp nhận rồi, còn nói một câu nói như vậy, Ngô Thừa Nhan có loại yếu nghẹn đến thổ huyết cảm giác, hắn vội vàng nói, lão tổ, ngài không nên khách khí rồi, ta không thiếu cái gì. Diệp Thần Phong nói, vật như vậy ngươi khẳng định thiếu. Ngươi thiếu mệnh, ta liền cho ngươi 1000 năm tuổi thọ đi. Nói xong, Diệp Thần Phong trong tay xuất hiện một viên lục bên trong mang đỏ trái cây, đây là hắn bên trong tiểu thế giới dị biến thọ linh quả. Bên trong tiểu thế giới người đều không có đến yếu dùng thọ linh quả trình độ đây. Còn nữa một gốc thọ linh thụ thường có thể sinh trưởng rất nhiều thọ linh quả, hơn nữa lấy xuống một viên,
hẳn là chả sẽ mọc ra tới. Một viên dị biến thọ linh quả có thể để người ta tăng trưởng 1.000 năm tuổi thọ. Quan trọng nhất là thọ linh quả không có bất kỳ tác dụng phụ, có thể nhiều lần trồng chất. Ngô Thừa Nhan khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói, lại nhìn thấy Diệp Thần Phong trong tay dị biến thọ linh quả sau, hắn cả người một cái giật mình, hắn là nhận được thọ linh quả, hắn trong con người bắn ra hy vọng, môi run rẩy nói ra, này đây là dị biến thọ linh quả. Ta thật sự có thể tiếp tục sống đi rồi. Diệp Thần Phong đem dị biến thọ linh quả đưa cho Ngô Thừa Nhan. Tại thận trọng tiếp nhận dị biến thọ linh quả sau đó Ngô Thừa Nhan cẩn thận cảm ứng trong tay thọ linh quả, tuy nói vẫn không có dùng, nhưng hắn hầu như có thể xác định, Diệp Thần Phong nói là sự thật, viên này dị biến thọ linh quả, hẳn là thật sự có thể để cho hắn tăng cường 1.000 năm tuổi thọ, này đối với hắn mà nói quả thực là ân cứu mạng a hát. Ngô Thừa Nhan là kích động, hắn kích động cả người run rẩy, lập tức hắn lại một mực cung kính đối Diệp Thần Phong cúc cung. Hắn phát ra từ nội tâm nói ra, lão tổ, cảm tạ ngài. Chương 2471, chín phẩm vào tôn đan. Đang uống dị biến thọ linh quả sau. Ngô Thừa Nhan không nghi ngờ chút nào tăng trưởng 1.000 năm tuổi thọ, hắn khí thế trên người trở nên lớn mạnh, lại không nửa điểm anh hùng xế chiều cảm giác. Diệp Thần Phong trực tiếp biếu tặng hắn 1.000 năm tuổi thọ, đây đối với Ngô Thừa Nhan tới nói quả thực là thiên đại ân tình. Ngô Thừa Nhan tuy nói là đại viên mãn đỉnh phong cường giả, nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy tuổi thọ tiêu hao hết, đặc biệt là đang nhìn đến Ngô Phong rỗi rảnh sau khi trở về, trong lòng của hắn mơ hồ có một loại cảm giác, Ngô gia hội quật khởi lần nữa, hắn muốn yếu tận mắt thấy Ngô gia một lần nữa quật khởi. Diệp Thần Phong chính là Ngô Phong rỗi rảnh đồ đệ. Bây giờ đối với hắn lại có ơn nghĩa như thế, dứt bỏ một ít thế tục quan niệm. Hắn bắt đầu thật tâm thật ý coi Diệp Thần Phong là làm lão tổ đối đãi, tuy nói vị lão tổ này thực lực có chút yếu, chỉ có địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ thực lực. Nếu Ngô Thừa Nhan đã thừa nhận Diệp Thần Phong vị lão tổ này rồi, nếu như hắn lại đường hoàng đi cảm ứng Diệp Thần Phong thực lực, đây chính là phạm thượng hành vi rồi, còn nữa trước hắn cảm ứng quá rồi, hắn tin tưởng chính mình sẽ không cảm ứng sai, Diệp Thần Phong chỉ có địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ thực lực. Hắn cũng không biết trước đó có lão Bạch cùng lão Hắc che giấu, hắn cảm giác được hoàn toàn không phải Diệp Thần Phong thực lực chân thật. Bây giờ đối với Diệp Thần Phong tới nói tăng cao thực lực mới là chuyện quan trọng nhất, e sợ khoảng cách cùng Hà gia đụng nhau tháng ngày sẽ không quá xa vời, nhưng thực lực của hắn chả chỉ có thần vương cảnh đỉnh phong đây. Nếu để cho còn lại người tu luyện biết Diệp Thần Phong ý nghĩ trong lòng, bọn hắn cần phải muốn ước ao ghen tị thổ huyết bỏ mình không thể. 30 tuổi liền có thần vương cảnh đỉnh phong thực lực. Từ hỗn độn thời đại cho tới bây giờ, có ai có thể làm được? Có thể nói Diệp Thần Phong hoàn toàn là tiền vô cổ nhân rồi, loại này đột phá thực lực tốc độ quả thực là trước nay chưa có. Tại chế thuốc trên quảng trường thời điểm, Diệp Thần Phong chế thuốc cấp bậc đã bước vào cửu phẩm rồi. Lão Bạch đang thay đổi thành linh hồn trạng thái trong những năm này, nghiên cứu ra không ít đan dược. Trong đó một loại đan dược chính là nhằm vào thần vương cảnh cường giả đỉnh cao. Có thể để cho thần vương cảnh đỉnh phong cường giả một lần bước vào thần tôn cảnh hàng ngũ. Bất quá! Luyện chế loại này cửu phẩm đan dược linh thảo. Diệp Thần Phong hỗn độn trong chiếc nhẫn cũng không hề, hắn nhìn xem Ngô Thừa Nhan, hỏi, không biết Ngô gia có hay không này 6 loại thiên tài địa bảo. Vạn năm hỏa sâm, vạn năm lạnh sâm, vạn năm hỏa diệp thảo, vạn năm băng huyền quả. Vạn năm hỏa thụ căn cùng vạn năm lạnh hoa thơm. Nghe được Diệp Thần Phong liên tiếp báo ra 6 loại thiên tài địa bảo danh tự sau. Ngô Thừa Nhan tâm trong tràn đầy nghi hoặc. Những thiên tài địa bảo này toàn bộ là hai thái cực. Một loại là hỏa thuộc tính, một loại là băng thuộc tính. Hai loại hoàn toàn khác nhau thuộc tính thiên tài địa bảo. Căn bản không thể đủ đồng thời dùng, coi như là dùng làm chế thuốc cũng không có khả năng lắm. Hắn xưa nay chưa từng nghe nói có loại nào đan dược, muốn dùng hoàn toàn không liên quan thiên tài địa bảo luyện chế. Tuy nói trong lòng có không ít nghi hoặc, nhưng Ngô Thừa Nhan bày đoan tránh thân phận của mình, hắn bắt đầu ở chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong dò xét lên. Ngô Thừa Nhan thân là Ngô gia trong tổng bộ thực lực cao nhất lão tổ, hắn trong nhẫn chứa đồ có không ít thiên tài địa bảo, hơn nữa hắn trong nhẫn chứa đồ không gian lớn vô cùng. Tại siêu tầm một phen sau. Cuối cùng vẫn đúng là bị hắn tìm ra này 6 loại thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá,
hắn trong vạn năm hỏa thụ căn năm chỉ có 9.000 năm. Đây đối với Diệp Thần Phong tới nói cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Tại nhận lấy 6 loại thiên tài địa bảo sau, Diệp Thần Phong để Ngô Thừa Nhan an bài cho hắn một gian mật thất. Ở cái này bên trong nhà đá vừa vặn có một gian mật thất tu luyện, này gian mật thất cực kỳ đặc thù, tại mật thất trên vách tường cấu tạo không ít trận pháp, nơi này cũng là bình thường Ngô Thừa Nhan chế thuốc địa phương, có thể nói người ngoài tuyệt đối cảm ứng không ra bên trong mật thất động tĩnh. Lão Bạch cùng Lão Hắc đồng thời đi theo tiến vào bên trong mật thất. Về phần Ngô Thừa Nhan nhưng là đàng hoàng tại bên ngoài mật thất thanh canh chừng, tuy nói hắn cũng hiếu kỳ Diệp Thần Phong yếu này 6 loại linh thảo đến cùng làm gì. Khi tiến vào mật thất sau, cửa mật thất liền bị đóng lại. Trước đó tại chế thuốc trên quảng trường, Diệp Thần Phong tại ảo giác bên trong chế thuốc, luyện chế thành một loại cửu phẩm đan dược, cuối cùng hắn mới thành công thăng cấp thành cửu phẩm luyện dược sư. Hắn tại ảo giác bên trong luyện chế cửu phẩm đan dược xem như là đơn giản nhất, dễ dàng nhất luyện chế một loại. Mà bây giờ hắn yếu luyện chế cửu phẩm đan dược là Lão Bạch chính mình nghiên cứu ra đan phương. Loại đan dược này tên là vào tôn đan. Tên như ý nghĩa chính là bước vào thần tôn cảnh đan dược. Vào tôn đan thuộc về cửu phẩm đan dược phòng trong các loại độ khó đan dược, bất quá, Diệp Thần Phong chỉ là tại ảo giác bên trong luyện chế được một loại đơn giản nhất cửu phẩm đan dược. Muốn đem vào tôn đan chân chính luyện chế ra đến, đối với hắn mà nói tính là một loại khiêu chiến, huống hồ luyện chế vào tôn đan thiên tài địa bảo chỉ có một phần, một khi đã thất bại, muốn đi một lần nữa thu thập một phần cần phải cũng thật phiền toái. Còn nữa trong đó hỏa thụ căn chỉ có 9.000 năm. Diệp Thần Phong lo lắng dược hiệu hội yếu một chút, nhưng hắn là có thể luyện chế ra đan văn luyện dược sư, dựa vào đan văn ngược lại là có thể bù đắp một ít tài liệu niên đại không đủ. Diệp Thần Phong ngón tay búng một cái. Một tôn ngọc đỉnh nhất thời xuất hiện tại trước mặt hắn. Bạch Ngọc Đỉnh, trung phẩm thiên chi đỉnh. Đây là Diệp Thần Phong trên trời huyền giới thời điểm lấy được. Thiên chi đỉnh đối với luyện dược sư tới nói tuyệt đối là chân quý đồ vật, có thể thật to tăng lên luyện dược sư thành công luyện chế ra đan dược tỷ lệ đến. Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng tại Bạch Ngọc Đỉnh trước, hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp. Tài liệu chỉ có một phần. Lần này hắn chỉ cho phép chính mình thành công, tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại. Vào tôn đan đối với hiện tại Diệp Thần Phong tới nói phi thường trọng yếu, hắn bức thiết yếu tăng cao thực lực. Một khi bước vào thần tôn cảnh, như vậy hắn đem tiến vào khác một cấp bậc bên trong rồi. Thực lực nhất định sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Tiểu gia hỏa, đúng, chính là muốn như vậy, không nên đi vội vã chế thuốc. Này vào tôn đan chính là ta nghiên cứu ra tới, ta phi thường rõ ràng luyện chế vào tôn đan độ khó. Hiện tại tài liệu lại chỉ có một phần, không thừa bao nhiêu cho ngươi đến lãng phí cùng luyện tập rồi, này luyện chế vào tôn đan chỗ khó khăn nhất. Không gì bằng thiên tài địa bảo hai loại cực hạn ngược lại thuộc tính, phải đem nhất băng nhất hỏa thuộc tính dung hợp lại cùng nhau, chính là phi thường khó khăn, luyện chế mỗi một cái hô hấp đều phải yếu cực kỳ cẩn thận. Hơi bất cần một chút tựu sẽ khiến tài liệu tại bên trong dược đỉnh đốt hao tổn thành cho tàn. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh dừng lại một chút sau, nhưng đối với tiểu gia hỏa ngươi đến nói, ngươi nhưng là nắm giữ rất nhiều ưu thế. Cái thứ nhất ưu thế, ngươi ủng có trung phẩm thiên chi đỉnh, này Bạch Ngọc Đỉnh có thể phụ trợ ngươi, lần sau ngươi nắm giữ thiên địa chi hỏa, bây giờ thanh viêm không phải phổ thông thiên địa chi hỏa rồi, tại ngươi chế thuốc trong quá trình. Thanh viêm cũng tuyệt đối có thể cho ngươi không ít trợ giúp. Ngươi tại trong đầu diễn luyện mấy lần, đem khí thức hoàn toàn điều chỉnh tốt sau đó là có thể bắt đầu chế thuốc. Mặc dù nói không cần vội vã đi chế thuốc, nhưng ngươi cũng không cần bởi vì chỉ có một phần tài liệu, mà đi lo lắng chế thuốc, như vậy ngươi không sẽ chờ ở đã tại ám chỉ chính mình có khả năng sẽ thất bại sao. Loại tâm thái này nhưng là phải không được, ngươi bây giờ đã là cửu phẩm luyện dược sư rồi. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào chí tôn luyện dược sư hàng ngũ. Chương 2472, động tĩnh to lớn. Lật bàn tay một cái, thanh viêm nhất thời từ Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay xông ra. Bây giờ thanh viêm không chỉ có là ngọn lửa năm màu rồi, hơn nữa nhiệt độ đến thần tôn cảnh sơ kỳ rồi. Trực tiếp đem thanh viêm bắn vào Bạch Ngọc Đỉnh bên trong. Diệp Thần Phong điều tức không sai biệt lắm. Hắn muốn bắt tay bắt đầu luyện chế cửu phẩm vào tôn đan rồi. Đem vạn năm hỏa sâm, vạn năm lạnh sâm, vạn năm hỏa diệp thảo,
vạn năm băng huyền quả, vạn năm lạnh hoa thơm cùng 9.000 năm hỏa thụ căn lần lượt bắn vào bạch ngọc đỉnh bên trong. Tại đây chút thuộc tính khác nhau thiên tài địa bảo tiến vào bạch ngọc đỉnh bên trong sau, Diệp Thần Phong nhất thời có một loại pháp điều khiển cảm giác, hai loại thuộc tính sở đụng vào nhau, làm cho trắng trong ngọc đỉnh trở nên càng sao động, chỉ cần một cái không, hắn trong khẳng định sẽ phát sinh nổ tung, cuối cùng hết thảy thiên tài địa bảo toàn bộ hội được thiêu đốt thành cho bụi. Quan trọng nhất là Diệp Thần Phong nhất định phải luyện chế ra có đan văn đan dược đến. Trước hắn luyện chế ra qua tứ văn đan, lần này yêu cầu của hắn cũng không cao, chỉ cần luyện chế ra tứ văn vào tôn đan là được rồi. Một bên cẩn thận điều khiển Thanh Viêm, vừa bắt đầu bắt tay thi triển luyện chế đan văn thủ pháp rồi. Thanh Viêm đem vạn năm hỏa sâm các loại thiên tài địa bảo từ từ hòa tan làm chất lỏng, những này hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính chất lỏng hỗn hợp cùng nhau, làm cho trắng trong ngọc đỉnh không gian trở nên làm không ổn định. Diệp Thần Phong trong đầu độ cao tập trung, hắn chỉ cần dám thư giãn một giây đồng hồ, trắng trong ngọc đỉnh do 6 loại thiên tài địa bảo dung hóa thành chất lỏng, nhất định sẽ trong nháy mắt được đốt cháy sạch sẽ. Đây là có Thanh Viêm cùng Thiên Chi đỉnh dưới sự giúp đỡ đây. Có thể thấy được này vào tôn đan là cỡ nào khó mà luyện chế ra. Chủ yếu nhất luyện chế này vào tôn đan thiên tài địa bảo thuộc tính hoàn toàn là hai thái cực, muốn đem này hai thái cực dung hợp lại cùng nhau, đây đối với luyện dược sư tới nói tuyệt đối là một cái không nhỏ thử thách. Diệp Thần Phong trên trán toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Hắn điều khiển Thanh Viêm tốc độ càng lúc càng nhanh, xúc động thiên địa linh khí bao quanh bạch ngọc đỉnh, theo từ từ chuyển rời. Tại Diệp Thần Phong tinh chuẩn cùng điều khiển dưới, 6 loại tại bạch trong ngọc đỉnh hóa thành chất lỏng thiên tài địa bảo. Đang chậm rãi dung hợp lại cùng nhau rồi, từ từ đan hương vị từ bên trong dược đỉnh tung bay mà ra. Xem ra cửu phẩm vào tôn đan phải từ từ luyện chế thành công rồi, nhưng càng là đến yếu thành công thời điểm, lại càng dễ dàng luyện chế thất bại. Cho nên, Diệp Thần Phong trong đầu thần kinh căng ra đến mức càng gia tăng hơn rồi. Một bên Lão Bạch cùng Lão Hắc chỉ là yên lặng nhìn xem, trong đó Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh là gật đầu cười. Nhìn thấy Ngô Phong dỗi rảnh biểu lộ Lão Hắc Giang Vận Thiên, hắn Diệp Thần Phong hầu như nhất định sẽ đem vào tôn đan luyện chế ra đến rồi. Đúng như dự đoán, lại qua hơn một giờ sau, đan hương vị từ bên trong dược đỉnh tràn ra càng ngày càng nồng đậm, toàn bộ bên trong mật thất đều bị đan hương vị cho tràn ngập đầy. Nước chảy mây trôi điều khiển Thanh Viêm Diệp Thần Phong. Lông mày của hắn ngưng lại, cửu phẩm vào tôn đan lập tức muốn luyện chế thành công rồi. Đang lúc này, Ngô gia tổng bộ trên bầu trời. Bỗng nhiên trong lúc đó mây đen dày đặc, cuồng phong bắt đầu gào thét lên, từng đạo khủng bố ánh chớp tại trên bầu trời lập lòe. Một mực canh giữ ở bên ngoài mật thất Ngô Thừa Nhan. Hắn tại cảm giác được biến hóa ở bên ngoài sau, trên mặt hắn kinh nghi bất định, thân là luyện dược sư. Hắn có thể kết luận đây cũng là chế thuốc đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chẳng lẽ nói đúng là Diệp Thần Phong tại trong mật thất chế thuốc? Lợi dụng cái kia thuộc tính hoàn toàn là hai thái cực thiên tài địa bảo. Cảm thụ bên ngoài trên bầu trời ẩn núp uy năng, Ngô Thừa Nhan sắc mặt lần nữa thay đổi, hắn suy đoán đây cũng là cửu phẩm đan dược hình thành, mới có thể xuất hiện thiên kiếp. Diệp Thần Phong là cửu phẩm luyện dược sư, này đùa giỡn. Diệp Thần Phong không phải chỉ có 30 tuổi sao? Một cái 30 tuổi địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ thực lực người, đây đã là đầy đủ ghê gớm rồi, tại thêm vào 30 tuổi cửu phẩm luyện dược sư thân phận này. Khả năng sao? Điều này có thể sao? Tại Ngô Thừa Nhan cảm nhận được Ngô gia tổng bộ giữa bầu trời biến hóa sau. Ngô Thiên Phúc đồng dạng là cảm thấy, hắn giờ khắc này đã ly khai hậu sơn, tiến vào trong phòng rồi. Tại cảm giác được một cái dị tượng sau, hắn từ trong phòng đi ra. Nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Chỉ thấy giữa bầu trời ánh chớp lóe lên càng lúc càng tăng nhanh rồi. Rậm rạp chằng chịt thiên lôi không ngừng tại trên bầu trời tụ tập, cuối cùng ầm ầm. Một tiếng, những này rậm rạp chằng chịt thiên lôi một mạch hướng về phía sau núi bổ xuống. Ngô Thiên Phúc có thể phán đoán ra thiên lôi chỗ bổ về phía địa phương, hẳn là Ngô Thừa Nhan vị trí. Chẳng lẽ nói Ngô Thừa Nhan là đang luyện chế đan dược sao? Lúc trước Ngô Thừa Nhan cũng là luyện chế qua cửu phẩm chế thuốc, dù sao hắn là cửu phẩm luyện dược sư. Lúc đó đan dược yếu hình thành thời điểm, đồng dạng là xuất hiện loại này thiên kiếp dị tượng. Tại Ngô Thiên Phúc trong lòng suy đoán thời điểm, Ngô ra một chỗ trong sân, chi mạch Ngô Nhân, Ngô Sa Mới, Ngô Quy, Ngô Linh Vũ cùng Ngô Kỳ Nước bọn hắn cũng từ trong phòng đi ra,
con ngươi hoảng sợ nhìn qua phía sau núi hạ xuống dày đặc thiên lôi địa phương. Ngô Quỳ thở dài nói đây là chuyện quan trọng, Ngô gia tổng bộ phía sau núi sẽ có bực này dị tượng sản sinh. Diệp Thần Phong không có từ trong phòng đi ra, Ngô Quỳ bọn hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì lúc trước Diệp Thần Phong nói với bọn họ quá rồi, hắn buổi tối hội nằm ở trong tu luyện, để cho bọn họ không nên tới quấy rầy. Ngô Linh Vũ trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy sùng kính, đây cũng là một vị luyện dược sư hình thành dị tượng. Không, đây là Thừa Nhan lão tổ tại chế thuốc, hắn chính là cửu phẩm luyện dược sư, hắn luyện chế cửu phẩm đan dược, tự nhiên sẽ hình thành loại này khủng bố thiên kiếp. Ngô Chí Minh không thời điểm xuất hiện tại chỗ này trong nhà. Cửu phẩm luyện dược sư, Ngô Linh Vũ trên mặt tràn đầy ngóng trông, mà Ngô Kỳ Nước trong lòng cũng kích động. Hắn một mực khẳng định lúc trước kiểm tra có vấn đề, hắn hẳn là một tên chế thuốc thiên tài, bằng không lúc đó hào quang màu tím tại sao lại bao phủ lại hắn. Hắn đem đến cũng là có thể trở thành tuyệt thế luyện dược sư, cũng là có thể trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Thừa Nhan lão tổ rất lâu không có luyện chế qua đan dược, chớ nói chi là cửu phẩm đan dược, lần này các ngươi có thể nhìn thấy, hoàn toàn là vận khí của các ngươi. Tiểu tử kia đi nơi nào? Ngô Chí Minh đối Diệp Thần Phong một mực canh cánh trong lòng, ân tình của hắn tại Diệp Thần Phong trong mắt quá không đáng giá, Diệp Thần Phong thật giống căn bản không có thanh ân tình của hắn coi là chuyện to tát. Tại Ngô Chí Minh biết được Diệp Thần Phong đang tu luyện sau đó hắn cũng không nói thêm lời rồi, mặc dù đối với Diệp Thần Phong có chút không sảng khoái, nhưng hắn đối Diệp Thần Phong không có nửa điểm ác ý, hắn tự nhủ thật là một không phúc khí tiểu tử, cảnh tượng như thế này không phải là một mực có thể nhìn đến. Không biết làm ra loại này động tĩnh chính là Diệp Thần Phong. Nếu để cho Ngô Chí Minh điểm này lời nói, thật sự không hắn sẽ là một bộ biểu lộ. E sợ nhất định sẽ phi thường đặc sắc, Ngô Quy cũng đang âm thầm thay Diệp Thần Phong cảm thấy đáng tiếc, nhưng Diệp Thần Phong đang tu luyện, trước đó đã nói với bọn họ quá rồi, hắn còn thật sự không tốt đi quấy rầy Diệp Thần Phong, dù sao trong tu luyện bị quấy rầy, đây đối với người tu luyện tới nói phi thường không tốt. Chương 2473, chế thuốc không gian. Ngô Lăng Hương, Ngô Hoa Thanh cùng Ngô Viêm Văn ba vị này Ngô gia tổng bộ trẻ tuổi trong, thực lực cường hãn nhất con cháu bọn hắn cũng từng người từ trong phòng đi ra, thân thể ngừng lưu ở giữa không trung, xa nhìn phía sau núi động tĩnh to lớn. Hầu như toàn bộ Ngô gia người của tổng bộ toàn bộ đã bị kinh động. Ngô gia bên trong rất lâu không có cửu phẩm đan dược sinh ra. Dù sao Ngô gia bên trong chỉ có Ngô Thừa Nhan như thế một vị cửu phẩm luyện dược sư. Ngô gia tổng bộ phía sau núi, Ngô Thừa Nhan vị trí, Diệp Thần Phong luyện chế cửu phẩm vào tôn đan chỗ ở mật thất. Này gian mật thất nguyên bản chính là Ngô Thừa Nhan dùng để luyện chế đan dược, cho nên mật thất cấu tạo cực kỳ không phổ thông. Chế tạo mật thất chất liệu chính là đỉnh cấp, có thể chống đỡ cực kỳ mạnh mẽ lực phá hoại, còn nữa tại bên trong mật thất lại cấu tạo các loại sức phòng ngự trận pháp. Có thể nói toàn bộ mật thất vô cùng vững chắc. Ngô Thừa Nhan đã từng luyện chế cửu phẩm đan dược thời điểm, cái này mật thất giúp hắn đã ngăn được nhiều lần thiên kiếp. Dù sao tại cửu phẩm đan dược luyện chế thành công thời điểm, nếu như luyện đan người không thể chống đỡ được từ trên trời giáng xuống thiên kiếp, như vậy cuối cùng đan dược không cách nào luyện chế thành công, nói không chắc luyện đan người còn có thể nghiêm trọng bị thương, hoặc là trực tiếp đi đời nhà ma. Càng là đẳng cấp cao đan dược, càng là có nghịch thiên dược hiệu. Hết thảy làm việc nghịch thiên, thuộc về vi phạm với thiên đạo, nhất định sẽ chịu đến thiên kiếp trừng phạt. Cái kia rậm rạp chẳng chịt thiên lôi một mạch bổ vào mật thất phía trên sau. Mặt đất nhất thời rung chuyển lên, toàn bộ mật thất lung la lung lay. Thậm chí tại mật thất thượng đã xuất hiện từng đạo đường vân nhỏ, những này đường vân nhỏ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, nhưng toàn bộ mật thất có trận pháp gia trì, có thể duy trì không sụp đổ. Đứng ở bên ngoài mật thất Ngô Thừa Nhan. Hắn nhìn thấy mật thất thượng xuất hiện vết rạn nứt sau, hắn âm thầm nuốt một cái nước miếng. Hắn phi thường rõ ràng mật thất năng lực chịu đựng, phổ thông cửu phẩm đan dược chỗ hạ xuống thiên kiếp, này gian mật thất có thể chịu nổi. Lúc trước hắn cũng chỉ là luyện chế qua một ít phổ thông cửu phẩm đan dược. Ngô gia những người còn lại đều cho là hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào chí tôn luyện dược sư rồi, kỳ thực chỉ có hắn bên trong lòng mình rõ ràng. Bước vào chí tôn luyện dược sư có khó khăn dường nào, hắn thậm chí ngay cả chí tôn luyện dược sư ngưỡng cửa cũng không có chạm vào. Trong mật thất luyện chế cửu phẩm đan dược, tuyệt đối vượt ra khỏi phổ thông phạm vi. Đúng là Diệp Thần Phong ở bên trong luyện chế đan dược sao?
hay là hắn lão tổ Ngô Phong dỗi rảnh đang luyện chế. Ngô Thừa Nhan càng tin tưởng là Ngô Phong dỗi rảnh đang luyện chế, hắn thực tại không tiếp thụ được Diệp Thần Phong luyện chế được cửu phẩm đan dược, dù sao Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi AH. Mà lúc này trong mật thất, trên trán che kín mồ hôi hột Diệp Thần Phong, khóe miệng của hắn hiện lên một vệt nụ cười, thanh viêm đã về tới bên trong đan điền của hắn, chỉ thấy trắng trong ngọc đỉnh an tĩnh nằm 5 viên màu tím đan dược. Từng cái đan dược thượng đều tản ra mê người vầng sáng. Hơn nữa mỗi một viên thuốc thượng đều có 4 vòng đan văn. Nói cách khác này 4 viên thuốc toàn bộ là tứ văn đan. Diệp Thần Phong luyện chế được 4 viên tứ văn vào tôn đan. Sau đó đem một viên tứ văn vào tôn đan nắm trong tay, còn lại 3 viên vào tôn đan để vào bình sứ bên trong. Nhìn thấy bàn tay trong lòng một viên tứ văn vào tôn đan, Diệp Thần Phong trong lòng có một chút kích động, hắn cũng tương tự cảm thấy vừa vặn mật thất rung động, hắn biết nếu như không phải ở nơi này luyện chế cửu phẩm đan dược, chỉ sợ hắn gặp đến càng gia tăng hơn phiền phức, dù sao thiên kiếp không phải là tốt như vậy thừa nhận. Viên này tứ văn vào tôn đan chính là hắn bước vào thần tôn cảnh gõ cửa cục gạch. Hít sâu một hơi sau, Diệp Thần Phong đem lòng bàn tay tứ văn vào tôn đan đút vào trong miệng. Khi tiến vào trong miệng của hắn sau, chỉnh viên thuốc trực tiếp biến thành nhất cổ linh dịch, theo cổ họng của hắn chảy vào trong bụng của hắn. Nhiều một vòng đan văn, dược hiệu cũng là nhiều hơn không ít, bây giờ có 4 vòng đan văn. Hoàn toàn có thể so với bù đắp trong đó hỏa thụ căn chỉ có 9.000 năm rồi. Dược hiệu rất nhanh tại Diệp Thần Phong bên trong thân thể thể hiện ra rồi. Thân thể đang không ngừng được một loại sức mạnh cho chống, Diệp Thần Phong toàn thân gân mạch không ngừng tại mở rộng. Hắn mỗi một cái gân mạch thượng đều có một loại xé rách đau nhức. Toàn thân huyết nhục thật giống không đứng ở được cối xay thịt cho xoắn. Xương phảng phất đang không ngừng được ôm theo. Diệp Thần Phong trong miệng hàm răng cắn chặt. Trên trán một nhiều sợi gân xanh có thể thấy rõ ràng, biểu lộ thoáng có chút dữ tợn. Bởi vậy có thể thấy được, hắn giờ phút này thống khổ. Trong thân thể hắn linh khí chậm rãi lên, cả người quần áo trên người phần phật, phảng phất có cuồng phong diễn tấu thân thể hắn. Chung quanh hắn mặt đất nhanh chóng nổ tung, từ trong thân thể của hắn tản ra biển gầm y hệt tầng tầng linh khí. Tại bên trong thân thể của hắn linh khí bao phủ dưới. Bên trong mật thất từng cái trận pháp nhanh chóng bị phá hỏng. Chỉnh gian mật thất càng ngày càng lảo đảo rồi. Một bên Lão Bạch cùng Lão Hắc giúp Diệp Thần Phong hộ pháp, Diệp Thần Phong đột phá đến thần tôn cảnh sơ kỳ động tĩnh, thực sự không thích hợp gây nên động tĩnh rồi, dù sao hiện tại trừ bọn họ ra chả không thích hợp bảo. Lộ ở ngoài, Diệp Thần Phong cũng không thích hợp. Hai người bọn họ sức mạnh bao phủ ở Diệp Thần Phong bốn phía. Để Diệp Thần Phong đột phá khí thế hạn chế trụ bọn hắn bao phủ bên trong. Oanh! Một cái nào đó trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân sức mạnh trong cơ thể dường như hồng thủy bình thường chút xuống. Hắn tất cả khí chất trở nên càng thêm phiêu giật rồi. Thân thể khí thế tăng vọt, trở ngại hắn đột phá bình cảnh trong nháy mắt bị xông phá. Hắn từ thần vương cảnh đỉnh phong thuận lợi khóa nhập thần tôn cảnh sơ kỳ. Đợi đến Diệp Thần Phong khí thế trên người vững chắc sau. Lão Bạch cùng Lão Hắc mới thu hồi sức mạnh bao phủ. Diệp Thần Phong cảm thụ bên trong thân thể thần tôn cảnh sơ kỳ sức mạnh, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Rốt cuộc bước vào thần tôn cảnh, rốt cuộc trở thành một tên thần tôn cảnh cường giả. Diệp Thần Phong trong miệng thở phào nhẹ nhõm. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa. Không tệ, không tệ a hát, 30 tuổi thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả, ta cùng Lão Hắc chỉ có hâm mộ phần rồi. Cũng đúng, 30 tuổi rất nhiều người tu luyện đều tại tu vi gì đâu này. Đừng nói là thần tôn cảnh, liền ngay cả thần vương cảnh cùng thiên thần cảnh cũng không thể bước vào đây này chứ. 30 tuổi đang tu luyện người trong mắt mới là vừa vặn cất bước niên kỷ, mà Diệp Thần Phong lại đã trở thành thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, ta đột nhiên nghĩ đến một địa phương, tại Ngô gia có một cái chế thuốc không gian. Chỉ là bây giờ Ngô gia chả có tồn tại hay không chế thuốc không gian. Chỉ cần ngươi có thể tiến vào chế thuốc không gian, nói không chắc ngươi khoảng cách chí tôn luyện dược sư hội tiến thêm một bước. Này chế thuốc không gian chỉ có 300 tuổi trở xuống người tu luyện mới có thể bước vào, năm đó ta bước vào chế thuốc không gian thời điểm, luyện dược sư cấp bậc so với ngươi kém hơn nhiều, ta tại chế thuốc bên trong không gian gặt hái được không ít. Nếu như ngươi có thể bước vào chế thuốc không gian, dùng ngươi thiên phú,
ngươi tuyệt đối có thể thu hoạch so với năm đó ta còn nhiều hơn. Bây giờ Diệp Thần Phong đã là cửu phẩm luyện dược sư rồi. Hắn đương nhiên cũng hy vọng mình có thể sớm ngày bước vào chí tôn luyện dược sư hàng ngũ. Nghe vậy, hắn lập tức đem Bạch Ngọc Đỉnh thu cẩn thận, hướng về bên ngoài mật thất đi đến. Chương 2474, vượt ải, lĩnh ngộ. Tại bước ra mật thất trước đó, Diệp Thần Phong lần thứ hai tướng khí thế thu liếm, đem hắn trên người mình khí thế duy trì ở địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ. Hắn không phải là yêu thích khoe khoang người. Nếu như hắn lấy thần tôn cảnh sơ kỳ thực lực xuất hiện, e sợ Ngô Thừa Nhan biểu lộ lại phải biến đổi đến mức rất đặc sắc, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian giải thích cái vấn đề này. Bây giờ thực lực tại bước vào thần tôn cảnh sơ kỳ, sau đó Diệp Thần Phong dựa vào chính mình thu lại khí thế, có thể nói trừ phi là cực cảnh cường giả đỉnh cao, hoặc là thần đế cảnh cường giả, bằng không không ai có thể cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực chân thật rồi. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn bước ra mật thất trong nháy mắt. Đã trải qua lít nha lít nhít thiên lôi tẩy lễ. Lại trải qua Diệp Thần Phong đột phá đến thần tôn cảnh sơ kỳ vận may thế tàn phá. Toàn bộ mật thất đã sớm là không chịu nổi gánh nặng rồi. Két, két, két. Tỉ mỉ âm thanh không ngừng ở trong không khí vang lên. Oanh, một tiếng. Cuối cùng chỉnh gian mật thất ầm ầm sụp đổ, trực tiếp biến thành một đống phế tích. Ngô Thừa Nhan nhìn xem từ trong mật thất đi ra Diệp Thần Phong, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên, hắn vừa định yếu mở miệng hỏi xuất nghi ngờ trong lòng. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh liền nói ra, không cần hỏi, vừa vặn là tên tiểu tử này tại chế thuốc, hắn bây giờ chính là cửu phẩm luyện dược sư. Tại từ Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh khẩu ở bên trong lấy được đáp án xác thực sau, Ngô Thừa Nhan ngốc trệ mấy phút đồng hồ. Bây giờ đơn riêng chỉ là biết được Diệp Thần Phong là cửu phẩm luyện dược sư, Ngô Thừa Nhan liền dáng vẻ đạo đức như thế rồi, nếu như hắn lần nữa biết Diệp Thần Phong thực lực chân thật, thật không biết hắn sẽ là một bộ cái gì vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ngô Thừa Nhan không ngừng điều chỉnh hô hấp, hắn tự nói với mình Diệp Thần Phong chính là Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đồ đệ, có loại này thành tựu cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng này không khỏi cũng quá nghịch thiên rồi. Nếu như nói Diệp Thần Phong tuổi tác có 4-500 tuổi, hoặc là hơn 1.000 tuổi, hắn ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhưng vấn đề Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi AH. Nếu như Diệp Thần Phong không học tập chế thuốc, chuyên tâm tu luyện, hắn chẳng phải là có khả năng sẽ là thiên thần cảnh cường giả. Một cái 30 tuổi thiên thần cảnh cường giả. Chuyện này quả thật là kiểu như trâu bò quá độ rồi. Ngô Thừa Nhan không ngừng ở trong lòng suy đoán. Chả 30 tuổi thiên thần cảnh cường giả đây. 30 tuổi thiên thần cảnh cường giả là cái dám gì a hát. Này Ngô Thừa Nhan là không có khắc sâu cảm nhận được Diệp Thần Phong kiểu như trâu bò đây. Phải biết Diệp Thần Phong hôm nay là thứ thiệt 30 tuổi thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả. Tại bây giờ Ngô gia còn có chế thuốc không gian sao? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh hỏi. Tỉnh hồn lại Ngô Thừa Nhan lập tức hồi đáp, lão tổ, tại Ngô gia còn có chế thuốc không gian. Bất quá, nhiều tuổi như vậy nguyệt tiêu hao xuống, chế thuốc không gian có thể mở ra số lần cực kỳ có hạn. Chúng ta Ngô gia chế thuốc không gian, e sợ chỉ có thể mở ra cuối cùng 3 lần rồi. Tại mở ra cuối cùng 3 lần sau đó chế thuốc không gian liền sẽ hoàn toàn biến mất tại vùng thế giới này giữa rồi. Ngô Thừa Nhan có thể có hôm nay chế thuốc trình độ, này cùng hắn năm đó bước vào chế thuốc không gian không tránh khỏi có quan hệ. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh gật gật đầu, mang chúng ta đi chế thuốc không gian đi. Để tên tiểu tử này tiến vào chế thuốc không gian bên trong. Ngô Thừa Nhan đương nhiên sẽ không phản đối. Chế thuốc không gian cũng là tại đây sau trong núi, tại toàn bộ Ngô gia chỉ có Ngô Thừa Nhan một người có thể mở ra chế thuốc không gian. Mang theo Diệp Thần Phong bọn hắn đi tới phía sau núi một chỗ hồ nước trước. Ngô Thừa Nhan tại đây xuất hồ nước trước dừng lại. Bên trong thân thể của hắn trong gân mạch linh khí dòng sông chạy vọt lên, khí thế trên người không ngừng nhanh chóng kéo lên. Dấu bàn tay là ngay cả liền phách xuất. Từng cái bàn tay khổng lồ ấn đập ở trên mặt hồ sau đó xuất kỳ liền nhất điểm thủy hoa cũng không bắn lên đến, thậm chí toàn bộ mặt hồ là vẫn không nhúc nhích. Sau đó, Ngô Thừa Nhan bàn tay nhanh chóng ở trong không khí kết ấn. Từng cái dấu ấn ở trong không khí hợp thành một cái kỳ quái đồ án. Từ nơi này đồ án bên trong bạo, bắn, ra một ánh hào quang.
Tại đạo hào quang này đi vào mặt hồ thời điểm. Ầm, một tiếng. Từ giữa hồ văng lên mảng lớn nước hồ, những này nước hồ tại phía trên hồ dĩ nhiên tạo thành một cánh cửa hình dạng. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nhìn hướng Diệp Thần Phong, tiểu gia hỏa, hồ nước này hình thành môn chính là tiến vào chế thuốc không gian lối vào rồi. Chế thuốc không gian chính là chúng ta Ngô gia một mực truyền thừa xuống, một lần chỉ có thể tiến vào một người, ta cùng lão hắc loại này linh hồn trạng thái cũng thì không cách nào tiến vào bên trong, chính ngươi vào đi thôi. Nghe vậy, Diệp Thần Phong không do dự nữa. Hắn gión mũi chân, cả người nhất thời hướng về trên mặt hồ phương Minato đạp không mà đi. Tại nhảy vào Minato bên trong sau, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đợi đến hắn phục hồi tinh thần lại sau đó chỉ thấy hắn xuất hiện tại một cái rộng rãi bên trong căn phòng. Tại trong căn phòng này có hai cái giống nhau như đúc lò thuốc. Tại trong đó một cái lò thuốc trước, đứng đấy một tên vẻ mặt kiêu căng thanh niên. Thanh niên ánh mắt dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong chau mày, hắn hầu như có thể khẳng định hết thảy trước mặt đều là ảo tưởng, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo lạnh như băng mà lại cơ giới hóa thanh âm, so đấu chế thuốc tốc độ, ai trước tiên luyện được nhất phẩm dưỡng linh đan. Chính là ai thắng lợi. Thanh âm lạnh như băng tại Diệp Thần Phong trong đầu biến mất sau. Chỉ thấy tại bên cạnh hắn xuất hiện một phần luyện chế nhất phẩm dưỡng linh đan linh thảo. Diệp Thần Phong phát hiện mình căn bản triệu hoán không ra thanh viêm. Hắn 100% xác định nơi này là ảo giác rồi. Bên trong dược đỉnh có hỏa diễm đang thiêu đốt, xem ra chỉ có thể khống chế bên trong dược đỉnh hỏa diễm rồi. Diệp Thần Phong hiện tại không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ có thể đi theo trong đầu thanh âm lạnh như băng chỉ thị đi làm. Chỉ thấy thanh niên kia tiện tay đem linh thảo bắn vào lò thuốc bên trong. Diệp Thần Phong cũng nhanh chóng đứng ở một cái khác lò thuốc trước, linh thảo từng cây đâu vào đấy bắn ra vào lô thuốc. Nhất phẩm dưỡng linh đan đối với Diệp Thần Phong đến nói không có bất kỳ độ khó, hơn nữa hắn luyện chế tốc độ cũng tuyệt đối sẽ không chậm. Chỉ là một giây sau, chỉ thấy thanh niên kia luyện chế nhất phẩm dưỡng linh đan tốc độ cực nhanh cực kỳ, hắn mỗi một cái động tác toàn bộ nước chảy mây trôi, Diệp Thần Phong thậm chí yếu thấy không rõ lắm đối phương luyện chế thủ pháp. Thấy cảnh này Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn căng thẳng. Nếu là không có thu được bất kỳ thu hoạch, trực tiếp bị bắn ra chế thuốc không gian. Như vậy mặt của hắn nhưng là ném quá độ rồi. Hắn lập tức tập trung tinh thần. Liều mạng bắt đầu luyện chế nhất phẩm dưỡng linh đan. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt. Nhất phẩm nuôi luyện chế linh đan thành công. Tại Diệp Thần Phong vừa vặn luyện chế thành công một giây không tới, tên thanh niên kia cũng luyện chế thành công rồi. Chỉ thiếu một chút, Diệp Thần Phong liền phải thua. Tại Diệp Thần Phong thắng sau. Thanh niên trước mặt hóa thành một tia thanh yên biến mất rồi, hai cái dược đỉnh cũng trong nháy mắt tiêu tán. Nhất cổ kỳ lạ mà lại huyền diệu năng lượng cùng áo nghĩa tiến vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể. Diệp Thần Phong sắc mặt lập tức vui vẻ, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống đến lĩnh ngộ, xem ra này chế thuốc không gian thật sự vô cùng tốt. Lúc này mới chỉ là hắn mới vừa bước vào không bao lâu đây. Đi vào trong thân thể hắn năng lượng cùng áo nghĩa tuyệt đối không phổ thông. Đối với hắn chế thuốc trình độ tăng lên có trợ giúp cực lớn cùng tác dụng. Chương 2475, lên cấp chí tôn. Chế thuốc không gian bên ngoài. Ngô Phong dỗi rảnh, Giang Vận Thiên cùng Ngô Thừa Nhan đứng ở bên cạnh hồ. Phàm là tiến vào chế thuốc không gian luyện dược sư cấp bậc càng cao, bọn hắn bị thử thách cũng sẽ càng cao. Có thể nói mỗi người tiến vào chế thuốc không gian, tiếp nhận thử thách đều là không giống nhau. Luyện dược sư khi tiến vào chế thuốc không gian sau, chế thuốc không gian hội tự chủ đo lường suất người luyện dược sư cấp bậc. Nhìn xem phía trên hồ đi về chế thuốc không gian Minato. Lão Hắc Giang Vận Thiên hỏi, người nói tiểu tử này có thể có bao nhiêu thu hoạch? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh hồi đáp, hẳn là một cái chân có thể bước vào chí tôn luyện dược sư hàng ngũ. Một bên Ngô Thừa Nhan tuy nói đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Nhưng khi nghe đến Ngô Phong dỗi rảnh suy đoán sau đó trái tim của hắn vẫn là kinh hoàng không ngớt, nếu như một cái chân có thể bước vào chí tôn, khoảng cách như vậy chân chính chí tôn luyện dược sư thật sự không xa. Có thể nói, đến lúc ấy, cùng chí tôn luyện dược sư trong lúc đó chỉ cách một tầng giấy thật mỏng rồi, chỉ cần đem tờ giấy này chọc, phá, như vậy liền chân chính bước vào chí tôn luyện dược sư hàng ngũ,
phải biết hắn Ngô Thừa Nhan sống bao nhiêu tuổi, cho tới bây giờ hắn cũng không có chạm vào chí tôn luyện dược sư ngưỡng cửa đây. Một bên khác, chế thuốc không gian bên trong. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong nhanh chóng lĩnh ngộ huyền diệu năng lượng cùng áo nghĩa. Tại đem không vào trong người huyền diệu năng lượng cùng áo nghĩa toàn bộ lĩnh ngộ sau đó hắn chỉ cảm giác chế thuốc trình độ lại tăng lên rất nhiều. Khi hắn từ mặt đất thượng đứng lúc thức dậy, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến đổi. Gian phòng biến mất rồi. Hắn xuất hiện tại một cái hang động bên trong. Ở cái này hang động trung gian là một mảnh to lớn mà lại lửa nóng ao dung nham tử, tại cái ao này bên trong có hai miếng đất phương có thể để người ta đứng thẳng, tại đây hai miếng đất phương thượng còn có hai cái màu lửa đỏ lò thuốc. Một ông già đứng ở trong đó một cái lò thuốc trước, cười híp mắt nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong trong đầu lần thứ hai vang lên lạnh lẽo mà lại cơ giới hóa thanh âm, luyện chế nhị phẩm dưỡng thần đan, của người nào tỷ lệ thành đan cao. Ai liền thắng lợi? Cái gọi là tỷ lệ thành đan, chính là một lần có thể luyện chế ra bao nhiêu viên đan dược. Một lần luyện chế ra đan dược nhiều người, người đó liền có thể thắng lợi rồi. Có kinh nghiệm lần đầu tiên sau, Diệp Thần Phong thân ảnh lập tức đạp không đi tới một cái khác màu lửa đỏ lò thuốc trước. Đúng như dự đoán, một phần luyện chế nhị phẩm dưỡng thần đan linh thảo xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh. Tại đã lấy được linh thảo sau đó Diệp Thần Phong điều tức chốc lát, hắn tiện tay bắt đầu luyện chế nhị phẩm dưỡng thần đan rồi. Nơi này ảo giác hình thành luyện dược sư đều cực kỳ không phổ thông, vừa vặn Diệp Thần Phong là cắt thân thể trải qua rồi, hắn nhất định phải đem hết toàn lực đi đến luyện chế, bằng không thật sự sẽ ở lật thuyền trong mương. Bất quá, Diệp Thần Phong tốt xấu cũng là thứ thiệt cửu phẩm luyện dược sư, hắn linh động điều khiển bên trong dược đỉnh hỏa diễm. Chỉ là nhị phẩm đan dược đối với hắn mà nói nhưng vẫn là không hề có một chút độ khó. Vấn đề là hắn tỷ lệ thành đan nhất định muốn vượt qua đối diện cái kia cũng đang bắt đầu luyện đan lão giả. Đem mỗi một bước toàn bộ làm được cực hạn hoàn mỹ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong luyện chế được rồi dưỡng thần đan. Lão giả cũng luyện chế được rồi dưỡng thần đan. Kết quả Diệp Thần Phong luyện chế ra dưỡng thần đan chỉ so với lão giả nhiều ra một quả. Có thể thấy được cái kia ảo giác ngưng tụ ra tới lão giả. Hắn chế thuốc trình độ khủng bố cỡ nào rồi. Cũng may. Cuối cùng Diệp Thần Phong vẫn là lấy yếu ớt ưu thế thắng lợi rồi. Tại vượt qua lão giả này sau. Lão giả dường như lúc trước thanh niên như thế biến mất rồi, hai tôn lò thuốc đồng dạng cũng đã biến mất. Tại lão giả và lò thuốc biến mất sau. Lại có một cỗ năng lượng cùng áo nghĩa chui vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể. Lúc này năng lượng cùng áo nghĩa yếu so với trước kia càng thêm huyền diệu. Hiện tại Diệp Thần Phong trong lòng là đã minh bạch một ít, chỉ phải ở chỗ này không ngừng kiên trì, đi vào trong cơ thể hắn áo nghĩa cùng năng lượng hội càng ngày càng huyền diệu. Nhắm mắt lĩnh ngộ không vào trong người áo nghĩa cùng năng lượng. Theo thời gian trôi đi, tại đem các loại áo nghĩa cùng năng lượng toàn bộ lĩnh ngộ sau. Diệp Thần Phong hoàn cảnh chung quanh lại một lần xảy ra thay đổi. Hắn hoàn cảnh chung quanh là thay đổi một lần lại một lần, mỗi một lần biến đổi hoàn cảnh sau đó đều sẽ có một tên trong ảo cảnh ngưng tụ ra luyện dược sư cùng hắn so với liều chế thuốc. Đang luyện chế xong dưỡng thần đan sau. Diệp Thần Phong xuất hiện tại một ngọn núi lửa khẩu, lúc này đối thủ của hắn là một cô thiếu nữ. So đấu chính là luyện chế tam phẩm ngưng mạch đan, xem ai tại trong thời gian quy định luyện chế ra đan văn nhiều. Tiếp lấy Diệp Thần Phong lại xuất hiện tại trong một vùng sơn cốc. Lần này đối thủ của hắn là một gã bạch y bà lão. So đấu chính là luyện chế tứ phẩm ba màu bách lôi đan, xem ai luyện chế đan dược tạp chất ít hơn. Cảnh tượng liên tục biến hóa. Mỗi một lần Diệp Thần Phong đều là lấy yếu ớt ưu thế thắng lợi. Mỗi một lần thắng lợi sau đó toàn bộ sẽ có nhất cổ huyền diệu áo nghĩa cùng năng lượng đi vào bên trong thân thể của hắn. Mỗi biến hóa một cái cảnh tượng, luyện chế đan dược phẩm bậc liền sẽ bay lên một phẩm cấp. Đang thay đổi đổi được lần thứ 9 cảnh tượng sau. Diệp Thần Phong đối thủ là một người trung niên nam nhân, bọn hắn lúc này so đấu chính là luyện chế cửu phẩm tôn lực đan. Đây là cửu phẩm đan dược bên trong so sánh phổ thông một loại đan dược. Đối với cửu phẩm luyện dược sư tới nói là không có quá đại nạn độ. Nhưng quan trọng nhất là lần này hai cái dược đỉnh bên trong hỏa diễm cực kỳ không ổn định,
muốn dùng loại này không ổn định hỏa diễm đến luyện chế cửu phẩm đan dược, đối với vậy cửu phẩm luyện dược sư tới nói. Quả thực là si nhân nằm mơ. Khi biết so đấu nội dung sau, Diệp Thần Phong vẫn là động thủ luyện chế ra. Đàn ông trung niên cũng động thủ luyện chế. Cuối cùng Diệp Thần Phong so với đàn ông trung niên nhanh một bước luyện chế được cửu phẩm tôn lực đan, hắn lại một lần nữa thắng lợi rồi. Liên tiếp tại chế thuốc bên trong không gian vượt qua 9 người. Lần này đi vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể áo nghĩa cùng năng lượng đột nhiên tăng vọt. Đang không ngừng lĩnh ngộ Diệp Thần Phong, hắn bỗng nhiên tiến vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu bên trong. Đàn ông trung niên cùng lò thuốc cũng đã sớm biến mất rồi. Lần này ngoại trừ có nhất cổ áo nghĩa cùng năng lượng tràn vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể bên ngoài. Tại đây nơi chế thuốc không gian bốn phía, không ngừng có các loại phương diện chế thuốc áo nghĩa hướng về Diệp Thần Phong trong cơ thể tuôn ra. Diệp Thần Phong bên trong thân thể tại sản sinh một loại biến hóa tế nhị. Hắn cảm giác mình chế thuốc trình độ đang nhanh chóng kéo lên. Nghiễm nhiên là đã yếu vượt qua cửu phẩm rồi, hắn yếu lập tức bước vào chí tôn luyện dược sư hàng ngũ. Mà ở chế thuốc không gian bên ngoài, khoảng cách Diệp Thần Phong tiến vào chế thuốc không gian đi qua 2 ngày rồi. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đám người, bọn hắn chợt thấy đi về chế thuốc không gian Minato, trở nên cực kỳ không ổn định lên, toàn bộ chế thuốc không gian phảng phất bất cứ lúc nào phải biến mất bình thường. Ngô Thừa Nhan cau mày nói, chuyện gì thế này? Hẳn là vẫn có thể tiến vào 2 lần, bây giờ chế thuốc không gian thế nào giống như cần sớm biến mất rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cười nói, liền biết tên tiểu tử này không phải an phận người, xem ra hắn tại chế thuốc bên trong không gian lại làm ra cái gì ghê gớm sự tình rồi. Tại Ngô Phong dỗi rảnh tiếng nói hạ xuống xong. Chế thuốc bên trong không gian. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy tại chế thuốc thượng có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, hắn cảm giác mình chế thuốc đã nhận được mức cực hạn thăng hoa, hắn hôm nay là rất xa đã vượt qua cửu phẩm rồi, tuyệt đối là khóa nhập chí tôn hàng ngũ. Chương 2476, dị tượng xung thiên. Diệp Thần Phong bước vào chí tôn luyện dược sư sau, tại Ngô gia tổng bộ bầu trời, bỗng nhiên lao ra khỏi 10 cái cự đại lò thuốc hư ảnh. Từng cái lò thuốc hư ảnh toàn bộ tản ra hào quang óng ánh, này 10 cái cự đại lò thuốc tuy nói là hư ảnh, nhưng rõ ràng từ trong đó có cuồn cuộn không đoạn mùi thuốc tung bay đi ra, cái này nhất thiên địa dị tượng quả thực là quá kỳ diệu. Đứng ở chế thuốc không gian bên ngoài Ngô Phong dỗi rảnh, Giang Vận Thiên cùng Ngô Thừa Nhan, bọn hắn đang nhìn đến cái này nhất thiên địa dị tượng sau. Trong đó Ngô Thừa Nhan trong con ngươi vẻ mặt dại ra cực kỳ, trên mặt của hắn tràn đầy khó mà tin nổi, hắn phi thường rõ ràng xuất hiện lò thuốc hư ảnh dị tượng điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu có người khóa nhập chí tôn luyện dược sư hàng ngũ. Tại Ngô gia tổng bộ trừ hắn ra Ngô Thừa Nhan là cửu phẩm luyện dược sư. Cũng chỉ còn sót lại Diệp Thần Phong là cửu phẩm luyện dược sư rồi. Còn nữa Diệp Thần Phong tiến vào chế thuốc không gian bên trong, có thể dễ như ăn cháo đoán ra là ai bước vào chí tôn luyện dược sư hàng ngũ. Trước đó Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh trả suy đoán Diệp Thần Phong rất có thể sẽ một cái chân bước vào chí tôn luyện dược sư. Nhưng hôm nay Diệp Thần Phong lại 2 cái chân toàn bộ khóa nhập chí tôn luyện dược sư bên trong, đã trở thành chân chính chí tôn luyện dược sư. Tại trong lịch sử vẫn là từng xuất hiện không ít chí tôn luyện dược sư. Có luyện dược sư đang đột phá đến chí tôn thời điểm, chỉ sẽ xuất hiện một tôn lò thuốc hư ảnh dị tượng. Đối với luyện dược sư tới nói, bước vào chí tôn thời điểm, xuất hiện lò thuốc hư ảnh càng nhiều, điều này đại biểu người luyện dược sư này tại bước vào chí tôn sau tiềm lực lại càng lớn. Năm đó Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tại bước vào chí tôn luyện dược sư thời điểm, cũng mới chỉ xuất hiện 3 tôn lò thuốc hư ảnh. Căn cứ cổ tịch thượng ghi chép, có luyện dược sư đột phá chí tôn thời điểm, nhiều nhất là từng xuất hiện cửu tôn lò thuốc hư ảnh. Tại tất cả mọi người trong nhận thức, cửu tôn lò thuốc hư ảnh liền là cực hạn rồi. Nhưng ai biết Diệp Thần Phong đang đột phá chí tôn luyện dược sư thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện 10 tôn lò thuốc hư ảnh. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh trong lòng cũng có cay đắng, nhưng càng nhiều hơn chính là vì Diệp Thần Phong cao hứng, Diệp Thần Phong là đồ đệ của hắn. Hắn tự nhiên là hy vọng Diệp Thần Phong càng chạy việt viễn, càng bay càng cao. Ta là thói quen, này cùng nhau đi tới, được tên tiểu tử này đả kích không có lời có thể nói. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cười nói. Lão Hắc Giang Vận Thiên gật đầu nói, 30 tuổi chí tôn luyện dược sư,
là để Lão Bạch ngươi không lời nào để nói được rồi. Một bên Ngô Thừa Nhan chậm thật lâu sau, hắn mới lên tiếng, Lão Tổ. Kế tiếp chúng ta phải làm sao? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tên tiểu tử này trở thành chí tôn luyện dược sư sự tình, tuyệt đối không thể khiến người khác biết. Bây giờ nơi này dị tượng khẳng định được rất nhiều người nhìn thấy, Ngô gia nội bộ người có thể sẽ tưởng rằng ngươi đột phá đến chí tôn, ngươi liền trước theo ý của bọn họ. Đóng vai một quãng thời gian chí tôn luyện dược sư đi. Ngô Thừa Nhan có chút khóc không ra nước mắt, hắn tu luyện nhiều năm như vậy chế thuốc, không có trở thành chí tôn luyện dược sư, bây giờ lại yếu đóng vai một quãng thời gian luyện dược sư. Mà lúc này Ngô gia tổng bộ bên trong, tại 10 tôn to lớn lò thuốc hư ảnh dị tượng tại trên bầu trời sau khi xuất hiện. Toàn bộ Ngô gia là triệt để sôi trào lên. Ngô gia lấy tư cách chế thuốc thánh địa, bọn hắn tự nhiên biết lò thuốc hư ảnh dị tượng đại biểu hàm nghĩa. Ngô Thiên Phúc nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện 10 tôn lò thuốc hư ảnh, sắc mặt của hắn trong phút chốc trở nên vô cùng khó coi. Trong miệng hắn không khỏi tự nói, làm sao có khả năng? Điều này sao có thể? Ngô Thừa Nhan đột phá đến chí tôn luyện dược sư, hơn nữa dị tượng vẫn là 10 tôn lò thuốc hư ảnh, bực này chưa từng có ai dị tượng, không nên xuất hiện tại Ngô Thừa Nhan trên người. Nguyên bản Ngô Thừa Nhan tuổi thọ đã hết, hắn chỉ chờ tới lúc Ngô Thừa Nhan tử vong, bây giờ Ngô Thừa Nhan khóa nhập chí tôn luyện dược sư. Có lẽ có phần chí tôn đan dược, đối Ngô Thừa Nhan tuổi thọ vẫn có thể phát ra tác dụng. Nếu như Ngô Thừa Nhan bất tử, đây đối với Ngô Thiên Phúc tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Ngô Lăng Hương, Ngô Hòa Thanh cùng Ngô Viêm Văn ba vị này Ngô gia thiên tài, trên mặt bọn họ toàn bộ lộ ra vui sướng. Ngô Thừa Nhan bước vào chí tôn luyện dược sư, đối với bọn hắn Ngô gia người tuyệt đối là chuyện tốt. Chí tôn đan dược dược hiệu nhưng là không bình thường. Ngô Lăng Hương trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục, Thừa Nhan lão tổ tại bước vào chí tôn luyện dược sư thời điểm, có thể xuất hiện 10 tôn lò thuốc dị tượng. Đây tuyệt đối có thể ghi vào sử sách rồi. Ngô Lăng Hương trong đầu không khỏi nghĩ tới Diệp Thần Phong. Người biết Diệp Thần Phong chính là bát phẩm luyện dược sư, bây giờ bọn hắn Ngô gia có chí tôn luyện dược sư sinh ra, đến lúc đó Diệp Thần Phong đến sau này, gia nhập bọn hắn Ngô gia tỷ lệ lại cao một phần. Người nhưng sẽ không biết vừa vặn đột phá đến chí tôn luyện dược sư chính là Diệp Thần Phong. Mà Ngô gia chi mạch chỗ ở trong sân, Ngô Nhân, Ngô Sa Mới, Ngô Quy, Ngô Linh Vũ cùng Ngô Kỳ Nước bọn hắn cũng nhìn lên bầu trời bên trong 10 tôn lò thuốc hư ảnh dị tượng. Thân là Ngô gia người, đối với chí tôn luyện dược sư truyền thuyết, bọn họ đều là nghe nói qua không ít. Bọn hắn cũng biết có người bước vào chí tôn luyện dược sư hàng ngũ. Ngô Chí Minh cũng xuất hiện tại chỗ này trong sân. Xem ra gần nhất chúng ta Ngô gia số mệnh không sai. Không nghĩ tới Thừa Nhan lão tổ nhưng bước vào chí tôn hàng ngũ. Hơn nữa còn là xuất hiện 10 tôn lò thuốc hư ảnh, liền ngay cả tổ tiên Ngô Phong dỗi rảnh ánh sáng cũng bị Thừa Nhan lão tổ cho che giấu. Ngô Chí Minh cảm thán nói. Ngô Chí Minh liếc nhìn Ngô Quy đám người, hỏi tiểu tử kia chả đang tu luyện. Ngô Quy vội vàng gật gật đầu. Ngô Chí Minh nói ra, tiểu tử kia bế quan thời gian tu luyện không đúng. Trước đó hắn đã bỏ lỡ cửu phẩm đan dược hình thành cảnh tượng rồi, bây giờ hắn lại bỏ lỡ chí tôn luyện dược sư sinh ra dị tượng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy một đời đều chưa chắc có thể nhìn thấy một lần, tiểu tử kia vận khí thực sự là đủ lưng. Ngô Linh Vũ thân là luyện dược sư, người trong con người tràn đầy tôn kính, người đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời bên trong 10 tôn lò thuốc hư ảnh, âm thầm nghĩ tới nếu như có thể đạt được Ngô Thừa Nhan vị này chí tôn luyện dược sư chỉ điểm. Cái kia thì tốt biết bao a hát, Ngô Kỳ Nước trong lòng hưng phấn không thôi. Từ khi nhìn thấy cửu phẩm đan dược hình thành thiên kiếp sau đó hắn đối luyện dược sư là nhớ mãi không quên rồi, quan trọng nhất là trước đó, hắn hưởng thụ qua một lần muôn người chú ý, cái cảm giác này là một mực hắn mong muốn, cho nên hắn một mực tự nói với mình, trước đó tại chế thuốc trên quảng trường kiểm tra nhất định là sai lầm chỗ nào. Hắn biết chỉ cần mình có thể chứng minh mình chế thuốc thiên phú, nói không chắc hắn có thể được vị này chí tôn luyện dược sư vừa ý thu làm đồ đệ. Cho nên, Ngô Kỳ Nước trong lòng có quyết định, hắn dự định lại tới chế thuốc trên quảng trường đi một chút, nói không chắc hào quang màu tím bao phủ hắn dị tượng hội lần nữa sinh ra. Ở trên bầu trời 10 tôn lò thuốc dị tượng chậm rãi biến mất sau. Ngô Thiên Phúc cái thứ nhất muốn hướng về phía sau núi lao đi. Nhưng chỉ nghe Ngô Thừa Nhan thanh âm từ hậu sơn truyền đến, lão phu vừa vặn bước vào chí tôn luyện dược sư,
bất luận người nào cũng không muốn tới quấy rầy của ta thanh tĩnh, ta cần củng cố chí tôn luyện dược sư cảnh giới. Ngô Thừa Nhan thanh âm vang vọng tại toàn bộ Ngô gia tổng bộ. Khi nghe đến Ngô Thừa Nhan chính mồm nói ra kết quả sau đó toàn bộ Ngô gia người của tổng bộ, ngoại trừ Ngô Thiên Phúc bên ngoài, tất cả mọi người trong nháy mắt nhiệt huyết dâng trào. Chương 2477, cực cảnh đan. 10 tôn cự dược đỉnh lớn dị tượng tại Ngô gia tổng bộ phía trên hiện lên. C. Ông lục đại lánh đời tông môn còn lại 5 cái trong tông môn lão tổ cũng toàn bộ trước tiên cảm thấy dị thường. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong từ chế thuốc bên trong không gian thoát ly đi ra, toàn bộ chế thuốc không gian hoàn toàn sụp đổ. Ngô Phong dỗi rảnh, Giang Vận Thiên cùng Ngô Thừa Nhan nhìn xem từ chế thuốc bên trong không gian đi ra Diệp Thần Phong. Tại bước vào chí tôn luyện dược sư sau, Diệp Thần Phong khí chất trên người trở nên càng thêm phiêu giật rồi. Lão Bạch, Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, này chế thuốc không gian có thể thành tựu ngươi tên tiểu tử này đột phá đến chí tôn luyện dược sư, này ngược lại cũng không tiếc rồi. Nhớ năm đó ta tu luyện bao nhiêu năm tháng chế thuốc, cuối cùng mới bước vào chí tôn luyện dược sư, mà ngươi tên tiểu tử này lại chỉ có 30 tuổi đây. Tại lúc trước bắt đầu truyền dạy cho ngươi chế thuốc thời điểm, ta cũng chưa hề nghĩ tới ngươi hội nhanh như vậy đến chí tôn luyện dược sư. Tại Ngô Phong dỗi rảnh cảm thán thời điểm, Diệp Thần Phong nhìn hướng Ngô Thừa Nhan, Ngô gia có vạn năm núi linh chi, vạn năm tử long thảo, vạn năm nước bông tuyết, vạn năm hồng viêm quả, vạn năm màu xanh da trời cỏ cùng vạn năm cửu vĩ hoa sao. Diệp Thần Phong nói ra này 6 loại thiên tài địa bảo, yếu so với trước kia luyện chế vào tôn đan còn muốn càng thêm hiếm thấy. Tại Ngô Thừa Nhan suy tư thời khắc, Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, ta hôm nay là linh hồn trạng thái, để cho ta tới luyện chế đan dược, cơ bản không có tỷ lệ thành công. Nhưng tên tiểu tử này nhưng không như thế rồi, này chính là luyện chế cực cảnh đan thiên tài địa bảo, bây giờ Ngô gia tổng bộ có thể tập hợp một phần đi ra không? Chính đang suy tư Ngô Thừa Nhan. Hắn khi nghe đến đây là luyện chế cực cảnh đan thiên tài địa bảo sau, trong con ngươi của hắn lập tức lộ ra nóng rực ánh sáng. Phải biết tại bọn hắn bây giờ Ngô gia bên trong, cực cảnh đan đan phương sớm đã là thất truyền, mà Lão Bạch sớm đã đem tất cả đan phương đều truyền thụ cho Diệp Thần Phong rồi. Lão Bạch đã từng thân là chí tôn luyện dược sư, hắn tự nhiên là biết cực cảnh đan đan phương. Bây giờ tại toàn bộ Ngô gia tổng bộ bên trong, chỉ có Ngô Thừa Nhan một người là đại viên mãn đỉnh phong cường giả, này cực cảnh đan là chuyên môn vì đại viên mãn đỉnh phong cường giả chuẩn bị. Đương nhiên này cái gọi là cực cảnh đan cũng không phải thật sự là chí tôn đan dược. Này chính là xen vào cửu phẩm đan dược và chí tôn đan dược ở giữa một loại đan dược, muốn cao hơn cửu phẩm đan dược, nhưng yếu thấp hơn chí tôn đan dược. Nếu như là chí tôn luyện dược sư đến luyện chế loại đan dược này, trên căn bản là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cực cảnh đan cũng không phải nhất định có thể để cho đại viên mãn đỉnh phong cường giả bước vào cực cảnh đỉnh phong. Chỉ là có thể tăng cường bước vào cực cảnh đỉnh phong tỷ lệ. Tích lũy càng nhiều đại viên mãn cường giả đỉnh cao, dùng cực cảnh đan sau, bước vào cực cảnh đỉnh phong tỷ lệ cũng là càng cao. Nhưng này cực cảnh đan cũng là cực kỳ không tầm thường. Dù sao rất nhiều cường giả tại đại viên mãn đỉnh phong tích lũy đầy đủ lâu tuế nguyệt, cuối cùng cũng thì không cách nào bước vào cực cảnh đỉnh phong. Cũng tỉ như nói bây giờ Ngô Thừa Nhan, hắn tại đại viên mãn đỉnh phong dừng lại rất lâu 5 tháng. Cho nên, cực cảnh đan đối với những đại viên mãn đó đỉnh phong cường giả tới nói, tuyệt đối là cực kỳ mê tít mắt một loại đan dược. Tiếc rằng, Ngô Thừa Nhan chỉ là cửu phẩm luyện dược sư, hơn nữa chỉ là phổ thông cửu phẩm luyện dược sư. Còn nữa, hắn căn bản không có cực cảnh đan đan phương. Diệp Thần Phong trước đó mới vừa vặn giúp hắn tăng trưởng hắn 1000 năm tuổi thọ, bây giờ lại phải giúp hắn luyện chế cực cảnh đan, này làm cho hắn là cảm động lại kích động. Ngô Thừa Nhan cảm giác tựa hồ có như thế một vị 30 tuổi lão tổ cũng không tệ. Tuy nói vị lão tổ này thực lực chỉ có địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ. Nhưng chế thuốc trình độ nhưng là thứ thiệt chí tôn rồi. Ngô Thừa Nhan hung hăng cho Diệp Thần Phong cúi người chào nói tạ. Sau đó, hắn lập tức truyền âm cho Ngô gia trong tổng bộ hết thảy lão tổ cùng trưởng lão, để cho bọn họ lập tức đi Ngô gia bảo khố, hoặc là đi siêu tập này 6 loại luyện chế cực cảnh đan thiên tài địa bảo. Bước vào chí tôn luyện dược sư Diệp Thần Phong, hắn sở dĩ phải giúp Ngô Thừa Nhan tăng lên một ít thực lực, dù sao bây giờ lão Bạch cùng lão Hắc nhục thân vẫn không có ngưng tụ. Mà hắn tuy nói khóa nhập thần tôn cảnh sơ kỳ, nhưng còn chưa đủ a hát.
Bây giờ Ngô gia ngoại trừ Ngô Thiên Phúc bên ngoài, tất cả mọi người lâm vào trong hưng phấn, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ Ngô Thừa Nhan khóa nhập chí tôn luyện dược sư rồi, cái này thật sự là một cái thật đáng mừng sự tình. Bọn hắn lập tức bắt đầu thu thập lên luyện chế cực cảnh đan 6 loại thiên tài địa bảo rồi. Bọn hắn tự nhiên cũng không biết này 6 loại thiên tài địa bảo có tác dụng gì, bọn hắn chỉ biết là giúp Ngô Thừa Nhan thu thập tốt. Tại Ngô gia tổng bộ trong bảo khố, vừa vặn có vạn năm núi linh chi, vạn năm tử long thảo, vạn năm nước bông tuyết cùng vạn năm hồng viêm quả. Mà vạn năm màu xanh da trời cỏ cùng vạn năm cửu vĩ tiêu vào Ngô gia trong bảo khố không có. Ngô gia động tất cả sức mạnh, tại trong vòng một ngày đem vạn năm màu xanh da trời cỏ cùng vạn năm cửu vĩ hoa cũng gọp đủ, dù sao bây giờ Ngô gia tuy nói cô đơn rồi, nhưng vẫn có một ít nội tình. Tại Ngô gia người của tổng bộ thu thập luyện chế cực cảnh đan thiên tài địa bảo lúc, Diệp Thần Phong bọn hắn ở sau núi bố trí một cái cực kỳ trận pháp mạnh mẽ. Dù sao trước đó luyện chế vào tôn đan mật thất phá hủy. Nếu như yếu luyện chế cực cảnh đan, tại đan thành thời điểm, khẳng định lại sẽ có ngày cướp hạ xuống, cho nên nhất định muốn vì nghênh tiếp thiên kiếp chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Thừa Nhan bọn hắn đồng thời động thủ bố trí. Trận pháp bố trí cực kỳ nhanh. Trận pháp này chính là Lão Bạch cùng Lão Hắc cung cấp, gần như có thể chống đỡ cực cảnh đan chỗ hạ xuống thiên kiếp. Tại hết thảy thiên tài địa bảo tập hợp, trận pháp cũng bố trí xong sau. Diệp Thần Phong đi vào trong trận pháp giữa, đem Bạch Ngọc Đỉnh lấy ra. Hắn yếu bắt đầu luyện chế cực cảnh đan. Này cực cảnh đan nên tính là nửa bước chí tôn đan. Tại trong đầu diễn luyện mấy lần luyện chế cực cảnh đan quá trình, dù sao bây giờ Diệp Thần Phong tuy nói là chí tôn luyện dược sư, nhưng hắn chỉ là có chí tôn luyện dược sư nội tình, hắn vẫn không có chính thức luyện chế qua chí tôn đan dược. Hắn cũng không có luyện chế quá độ cảnh đan. Cho nên nhất định muốn chú ý cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Lại nói luyện chế cực cảnh đan thiên tài địa bảo chỉ gọp đủ một phần. Tại trong đầu diễn luyện mấy lần sau, Diệp Thần Phong chính thức bắt đầu luyện chế ra. Tại trận pháp bên ngoài Ngô Thừa Nhan, ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong khí thế trên người trước sau duy trì trên đất thần cảnh 5 tầng hậu kỳ. Bây giờ thân là chí tôn luyện dược sư hắn tới nói, luyện chế đan dược thời điểm. Thực lực bản thân chỉ là thứ yếu. Trước hắn một mực duy trì trên đất thần cảnh 5 tầng hậu kỳ, cho nên đang luyện chế cực cảnh đan thời điểm, hắn cũng đã quên đem chân thật thực lực thả ra ngoài rồi. Tại Ngô Thừa Nhan trong mắt Diệp Thần Phong cũng vẫn là một chỗ thần cảnh 5 tầng hậu kỳ thực lực người. Nhìn thấy Diệp Thần Phong nước chảy mây trôi chế thuốc thủ pháp, Ngô Thừa Nhan trong lòng là mặc cảm không bằng. Mặc kệ từ một phương diện nào xem, hắn chế thuốc trình độ yếu xa thấp hơn nhiều Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong luyện chế cực cảnh đan độ càng lúc càng nhanh. Thủ pháp cũng càng ngày càng trôi chảy rồi, nếu như không có cái gì bất ngờ sinh lời nói, như vậy hắn 100% có thể mang cực cảnh đan luyện chế ra tới. Theo thời gian trôi đi, đã bắt đầu có đan hương vị tại từ bên trong dược đỉnh chậm rãi tung bay đi ra. Chương 2478, Bái Tạ. Trước đó luyện chế cửu phẩm vào tôn đan. Đối với Diệp Thần Phong tới nói có chút độ khó, bởi vì khi đó hắn vẫn là cửu phẩm luyện dược sư. Lần sau vào tôn đan cũng không phải phổ thông cửu phẩm đan dược. Bây giờ luyện chế cực cảnh đan. Này cực cảnh đan chỉ là xen vào cửu phẩm cùng chí tôn ở giữa một loại đan dược, mà Diệp Thần Phong hôm nay là thứ thiệt chí tôn luyện dược sư rồi, cho nên tại trong đầu diễn luyện mấy lần sau đó hắn luyện chế liền sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Ngô gia tổng bộ giữa bầu trời thay đổi bất ngờ. Rậm rạp chằng chịt thiên lôi một mạch hướng về phía sau núi hạ xuống, so với trước kia luyện chế vào tôn đan thời điểm power càng thêm phải lớn hơn. Lúc này Ngô gia trong tổng bộ đang tại xếp đặt buổi tiệc. Để ăn mừng Ngô Thừa Nhan bước vào chí tôn luyện dược sư trong hàng ngũ. Tại cảm nhận được lại có thiên lôi hướng hậu sơn hạ xuống sau đó những này Ngô gia trong tổng bộ người, bọn hắn trong con ngươi tràn đầy sùng kính, bọn hắn có thể cảm thụ được suốt, cỡ này power thiên lôi, tuyệt đối vượt qua cửu phẩm đan dược. Cũng may có bố trí trận pháp chống đối. Trong trận pháp sức phòng ngự vừa vặn cùng thiên kiếp sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau, toàn bộ bố trí kỹ càng trận pháp trong nháy mắt biến thành hư vô. Đó cũng không phải chí tôn đan dược thiên kiếp đây. Căn cứ Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh từng nói, nếu như luyện chế là chí tôn đan dược, như vậy dựa vào ngoại lực thì không cách nào chống đối hắn thiên kiếp. Bởi vì dựa vào ngoại lực chống cự, thiên kiếp power cùng duy trì thời gian cũng sẽ càng dài,
thẳng đến thiên kiếp đem ngoại lực phá hủy sau đó hay là muốn bổ vào luyện dược sư trên người, lúc này thiên kiếp nhưng là khủng bố lợi hại. Chỗ lấy chí tôn luyện dược sư đang luyện chế chí tôn đan dược thời điểm, sẽ không lựa chọn đi dùng ngoại lực chống đỡ thiên kiếp, bọn hắn đều sẽ chọn dùng thân thể của mình đi chịu đựng. Thiên kiếp như vậy power cũng sẽ nhỏ hơn không ít. Nhưng cho dù thiên kiếp power tuy nhỏ, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Cho nên, cho dù luyện dược sư tại bước vào chí tôn sau đó trong tình huống bình thường cũng sẽ không tuyển chọn luyện chế chí tôn đan dược. Cực cảnh đan luyện chế thành công rồi. Tổng cộng luyện chế được 5 viên. Lúc này Diệp Thần Phong thử nghiệm dẫn động càng nhiều hơn thiên địa linh khí. Dù sao cực cảnh đan khi hắn luyện chế trong phạm vi, cho nên này 5 viên cực cảnh đan thượng đan văn so với trước kia luyện chế vào tôn đan phải nhiều. Vào tôn đan là tứ văn đan. Này 5 viên cực cảnh đan toàn bộ là ngũ văn đan, trong đó dược hiệu tự nhiên là càng thêm mạnh mẽ. Tại đem ngũ văn cực cảnh đan luyện chế thành công sau đó Diệp Thần Phong đem một viên cực cảnh đan cho Ngô Thừa Nhan. Này cực cảnh đan chỉ có tại lần thứ nhất dùng thời điểm hiệu quả lớn nhất, còn lại 4 viên cực cảnh đan được Diệp Thần Phong đựng vào bình sứ bên trong. Tại tiếp nhận ngũ văn cực cảnh đan sau đó Ngô Thừa Nhan cả người có vẻ càng thêm kích động. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, người nhất định muốn duy trì tâm tình bình tĩnh, như vậy dùng cực cảnh đan hiệu quả cũng mới tốt nhất. Ta cùng Lão Hắc ở một bên giúp ngươi hộ pháp, ngươi tại điều chỉnh tốt tâm tình sau đó ngươi bây giờ là có thể dùng cực cảnh đan. Nghe vậy, Ngô Thừa Nhan lập tức gật gật đầu, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tại đem tâm tình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau đó hắn đem cực cảnh đan phun ra nuốt vào trong bụng. Lão Bạch cùng Lão Hắc sức mạnh đồng thời bao phủ lại Ngô Thừa Nhan. Cho dù Ngô Thừa Nhan đột phá đến cực cảnh đỉnh phong, có 2 người bọn họ bao phủ sau đó tại Ngô gia trong tổng bộ cũng dẫn không tạo nên động tĩnh quá lớn, nói cách khác không có ai sẽ biết Ngô Thừa Nhan đột phá đến cực cảnh đỉnh phong. Diệp Thần Phong ở một bên nhắm mắt điều tức. Luyện chế cực cảnh đan cũng hao phí hắn một ít tinh lực. Theo thời gian từ từ trôi qua, một trận sang sảng tiếng cười ở trong không khí vang vọng ra, chỉ thấy Lão Bạch cùng Lão Hắc đem sức mạnh của mình thu nạp trở về, mà giờ khắc này Ngô Thừa Nhan bên trong thân thể ẩn giấu nhất cổ cực hạn lực lượng cường đại, tuy nói hắn đang nội liễm. Thế nhưng khả năng bởi vừa vặn đột phá duyên cớ, hắn hoàn toàn không làm được nội liễm đến mức tận cùng. Đang uống cực cảnh đan sau, Ngô Thừa Nhan là thuận lợi đột phá đến thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong cực cảnh đỉnh phong. Dù sao hắn tại đại viên mãn đỉnh phong tích lũy đủ nhiều rồi, có cực cảnh đan thúc đẩy dưới, hắn có thể đủ bước vào cực cảnh đỉnh phong. Cái này cũng là chuyện thuận lý thành chương. Trước đó bởi vì dị biến thọ linh quả, Ngô Thừa Nhan đã tăng trưởng 1.000 năm tuổi thọ, bây giờ tại bước vào cực cảnh đỉnh phong sau, tuổi thọ của hắn lại tăng lên theo cấp số nhân. Nguyên bản tuổi thọ của hắn đã hết, tại trong vòng 10 năm liền muốn quy thiên rồi. Nhưng mà bây giờ hắn không chỉ tăng lên tới cực cảnh đỉnh phong, tuổi thọ cũng không ngừng tăng trưởng. Tất cả những thứ này đối với hắn mà nói quả thực cùng nằm mơ không hề khác gì nhau rồi. Nhưng hắn biết tất cả những thứ này toàn bộ là Diệp Thần Phong dành cho hắn. Làm người không thể đủ đã quên cảm ơn. Đột phá đến cực cảnh đỉnh phong Ngô Thừa Nhan, ánh mắt của hắn trịnh trọng nhìn xem Diệp Thần Phong. Hắn lập tức hướng về Diệp Thần Phong chăm chú quỳ xuống, lão tổ. Về sau ngài có chuyện gì, ta Ngô Thừa Nhan nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Theo Ngô Thừa Nhan Diệp Thần Phong tuy nói chỉ là một cái địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ thực lực người, thế nhưng Diệp Thần Phong chính là Ngô Phong dỗi rảnh đồ đệ, tại bối phận thượng xác thực cao hơn hắn suốt không ít. Lại nói, Diệp Thần Phong giúp hắn kéo dài tuổi thọ, chẳng khác gì là cứu tính mạng của hắn. Bây giờ lại giúp hắn tăng cao thực lực. Bực này ân tình. Đầy đủ để Ngô Thừa Nhan thật tâm thật ý cho Diệp Thần Phong quỳ xuống nói cảm ơn rồi. Diệp Thần Phong cũng hờ hững tiếp nhận rồi tất cả những thứ này, hắn cũng không phải một cái giả mồm cãi láo loại người, hắn gật gật đầu, đứng lên đi. Không cần quỳ xuống nói cảm ơn. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, Ngô Thừa Nhan mới từ trên mặt đất đứng lên, cảm thụ bên trong thân thể cực cảnh đỉnh phong thực lực, trong lòng hắn là sướng cực kỳ nhanh. Phải biết tại lục đại lánh đời trong tông môn còn lại mấy cái trong tông môn, bọn hắn lão tổ thực lực mạnh nhất cũng chỉ có đại viên mãn đỉnh phong. Bây giờ hắn Ngô Thừa Nhan lại đột phá đến cực cảnh đỉnh phong,
vậy làm sao có thể khiến hắn không sảng khoái tràn trề. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, Thừa Nhan, hiện tại không phải là cao hứng thời điểm, ánh mắt của ngươi không nên cực hạn tại lục đại lánh đời tông môn, chúng ta phải đi đường còn rất xa. Tương lai chúng ta nhất định phải đối đầu thần đế cảnh cường giả, ngươi cực cảnh đỉnh phong thực lực, tại thần đế cảnh cường giả trước mặt đủ nhìn sao. Ngô Thừa Nhan lập tức thu hồi hưng phấn, sắc mặt của hắn trong nháy mắt ngưng trọng lên, lão tổ dậy phải, bây giờ còn không phải tự mãn thời điểm. Ngô Phong dỗi rảnh gật đầu nói, người đột phá đến cực cảnh đỉnh phong sự tình cũng không thích hợp khiến người khác biết rõ, hiện tại sẽ chờ lục đại lánh đời tông môn tài nguyên tranh cướp thi đấu bắt đầu, tại tài nguyên tranh cướp thi đấu trong, tranh thủ liên lạc đến Giang gia lão tổ, trước tiên đem chúng ta Ngô gia cùng Giang gia ở giữa mâu thuẫn bí ẩn hóa giải đi rồi. Sau đó, ta cùng lão Hắc còn muốn lần nữa ngưng tụ nhục thân, hiện tại chỉ có thể đi trước một bước xem một bước rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, đúng vậy, bây giờ cũng chỉ có thể đủ trước tiên làm như vậy, ở trước đó ta xem ngươi cho dù yếu trước mặt người khác xuất hiện, ngươi cũng tuyệt đối yếu ẩn giấu tốt thực lực của mình. Ngô Thừa Nhan tự nhiên là liên tục đồng ý. Tại dặn dò Ngô Thừa Nhan một phen sau, lão Bạch cùng lão Hắc lần nữa tiến vào Diệp Thần Phong trên cổ tay gửi hồn trong vòng tay, mà Diệp Thần Phong cũng chuẩn bị ly khai hậu sơn rồi. Dù sao hắn đến phía sau núi có một ít thời gian. Chương 2479, Long Hồn Cổ Thành. Tại lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên sức mạnh che giấu dưới. Thêm vào Diệp Thần Phong hôm nay là thứ thiệt thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả, hắn lặng yên không tiếng động rời khỏi phía sau núi. Bây giờ Ngô gia tổng bộ bên trong phi thường náo nhiệt, hoàn toàn là đắm chìm tại một loại vui mừng trong không khí. Giống như là tại quan hệ như thế. Ngô gia tất cả mọi người cho rằng Ngô Thừa Nhan đột phá đến chí tôn luyện dược sư. Mà Ngô Thừa Nhan bước vào cực cảnh đỉnh phong động tĩnh, bởi vì có lão Bạch cùng lão Hắc sức mạnh bao phủ, không có tại Ngô gia trong tổng bộ gây nên bất cứ động tĩnh gì. Diệp Thần Phong tại thận trọng trở về chỗ ở sân sau, hắn xuất hiện chi mạch Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ các loại người đều không tại nơi này. Hắn bỗng nhiên cảm giác được có người ở tới gần nơi này nơi sân. Cẩn thận dưới sự cảm ứng, hắn xác định người tới chính là Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ. Hắn lập tức ra vẻ từ trong phòng vừa mới đi ra đến, dù sao Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ bọn hắn vẫn cho rằng Diệp Thần Phong ở trong phòng tu luyện, cho nên bọn hắn mới không có đi quấy rầy. Bước vào sân Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau. Ngô Quy vội vàng đi lên trước, một mặt kích động nói, huynh đệ, người cuối cùng là từ trong tu luyện đi ra ngoài. Ngươi nhưng là bỏ lỡ chuyện tốt to lớn rồi, thực sự là thật là đáng tiếc. Bây giờ Ngô gia trong tổng bộ chính đại bày buổi tiệc, ta cùng Linh Vũ trên đường trở về xem qua ngươi mấy lần, nhìn thấy phòng của ngươi môn trước sau đóng chặt, chúng ta ngồi xuống trước lại nói. Trong nhà có bàn đá cùng ghế đá, lại đi đến trước bàn đá sau đó Ngô Quy từ chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra từng đạo linh thái cùng linh tử. Ông đây là Ngô Quy cố ý tại trên yến tiệc lén lút lấy xuống, chính là vì Diệp Thần Phong chuẩn bị. Ngô Quy nói ra, đây chính là chính tông Ngô gia trong tổng bộ linh thái cùng linh tử, bình thường nhưng là rất khó ăn được. Tại trên ghế đá ngồi xuống sau, Ngô Quy tiếp tục nói, Diệp huynh đệ, ngươi cũng không biết, Ngô gia tổng bộ hiện tại náo nhiệt thành dạng gì. Ngươi biết không, trước đó tổng bộ Thừa Nhan lão tổ, hắn luyện chế ngoại trừ một loại cửu phẩm đan dược. Tại đan dược luyện thành thời điểm, sinh ra thiên kiếp cực kỳ khủng bố. Sau đó càng khoa trương hơn sự tình sinh, Thừa Nhan lão tổ dĩ nhiên trực tiếp khóa nhập chí tôn luyện dược sư, giữa bầu trời xuất hiện 10 tôn lò thuốc hư ảnh dị tượng. Chuyện này quả thật là trước nay chưa có. Diệp huynh đệ ngươi tu luyện quá không phải lúc. Diệp Thần Phong trong lòng có chút nhi cổ quái tâm tình, dù sao luyện chế đan dược và bước vào chí tôn người là hắn. Bất quá! Hắn đối Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ rất có hảo cảm, vào lúc này chả một mực có thể nghĩ đến hắn. Diệp Thần Phong không sao cả nói ra, có nhìn hay không đến những dị tượng đó cũng không sao cả. Kế tiếp quan trọng nhất là lục đại lánh đời tông môn chi mạch ở giữa giao đấu. Ngô Quy tán đồng gật gật đầu, hắn uống một chén linh tử sau đó nói ra, Diệp huynh đệ, lần này ngươi và Linh Vũ nhất định phải vì chúng ta chi mạch hảo hảo tranh giành khẩu khí a hát. Tốt nhất trong các người có thể thành là thứ nhất tên, sau đó đi tham gia chính thức tài nguyên tranh cướp thi đấu. Ngô Linh Vũ lắc lắc đầu, nói ra, khả năng này không lớn,
còn lại mấy cái trong tông môn chi mạch con cháu cũng không phải ngồi không, chỉ sợ bọn họ sức chiến đấu tuyệt đối phi phàm. Diệp Thần Phong đối với cái này chỉ là cười cười một chút. Hắn nhưng là đường đường thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả, tham gia lục đại lánh đời tông môn chi mạch giao đấu, những mạch nhánh này con cháu, ở trước mặt hắn liền cái chả là cái cóc khô gì. Cho dù tham gia lục đại lánh đời tông môn chân chính tài nguyên tranh cướp thi đấu. Lục đại lánh đời trong tông môn những thiên tài đó, bọn hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt đúng là không có chút nào đủ nhìn. Hiện tại không muốn đánh rắn động cỏ. Diệp Thần Phong mới một mực mang mặt nạ, lao thẳng đến thực lực duy trì trên đất thần cảnh 5 tầng hậu kỳ. Liền ngay cả Ngô Thừa Nhan cũng không biết Diệp Thần Phong thực lực chân thật, vẫn cho là Diệp Thần Phong chỉ là địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ người. Hiện tại Diệp Thần Phong nhất định muốn trong bóng tối chuẩn bị Lão Bạch cùng Lão Hắc ngưng tụ nhục thân sự tình. Các loại Lão Bạch cùng Lão Hắc phục sinh sau đó lại tới một cái trọng quyền xuất kích. Tựa hồ Ngô Quy cũng cảm thấy Ngô Linh Vũ nói rất có lý. Hắn vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, nói ra, Linh Vũ, ta đây huynh đệ sức chiến đấu ngươi cũng là từng chứng kiến, không nói là đệ nhất tên, nắm cái top 5 hẳn là có thể chứ. Ngày mai sẽ phải xuất đi tới cử hành tài nguyên tranh cướp thi đấu địa phương, lần này may mắn mà có Diệp huynh đệ, bằng không ta nhưng đạp không vào Ngô gia tổng bộ, cũng thưởng thức không tới Ngô gia trong tổng bộ linh thái cùng linh tử rồi. Ngày mai sẽ phải xuất đi tới cử hành lục đại lánh đời tông môn tài nguyên tranh cướp thi đấu địa phương. Nguyên bản Diệp Thần Phong trước đó thực lực đột phá, lại tăng thêm lần này bước vào thần tôn cảnh, hắn một mực chưa kịp tiến vào hỗn độn trong chiếc nhẫn nhìn xem tiểu thế giới biến hóa. Bây giờ biết được ngày mai sẽ phải đi hướng tham gia tài nguyên tranh cướp thi đấu địa phương. Xuất hiện khi tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới cũng không kịp rồi. Vạn nhất tại bên trong tiểu thế giới gặp phải cơ duyên, làm trễ nãi vài ngày thời gian, vậy sẽ phải triệt để bỏ qua đi hướng tham gia tài nguyên tranh cướp thi đấu địa phương. Cho nên, cuối cùng quyết định các loại tư nguyên tranh cướp thi đấu sau khi kết thúc, khi tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới tìm tòi hư thực rồi. Ngày kế, trời lờ mờ sáng thời điểm, Ngô gia tổng bộ liền tổ chức ra ngoài hướng về tham gia tài nguyên tranh cướp thi đấu địa phương. Lần này là Ngô Thiên Phúc cùng Ngô Chi Minh lãnh đạo. Ngô Nhân Hòa Ngô Sa mới hai vị này chi mạch lão tổ. Bọn hắn cũng cùng theo một lúc lên đường. Về phần Ngô Quy, hắn tuy nói không thể tham gia chi mạch giao đấu rồi, nhưng Ngô Chi Minh cũng làm cho hắn đồng thời đi theo rồi. Mà Diệp Thần Phong, Ngô Linh Vũ cùng Ngô Kỳ nước đại biểu Ngô gia chi mạch đi giao đấu người, bọn hắn tự nhiên cũng đang Ngô gia tổng bộ chiếc này xa hoa mà lại to lớn linh trên thuyền rồi. Tại bước lên linh thuyền sau, Diệp Thần Phong liền một mực tại trong phòng của mình không có đi ra khỏi đến rồi. Dù sao Ngô Lăng Hương, Ngô Hoa Thanh cùng Ngô Viêm Văn ba vị này đại biểu Ngô gia tham gia chính thức tài nguyên tranh cướp thi đấu con cháu cũng đang linh trên thuyền. Diệp Thần Phong là vì để tránh cho gặp phải Ngô Lăng Hương, cho nên mới một mực lưu ở bên trong phòng, tuy nói trên mặt hắn đeo mặt nạ. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bất quá, Diệp Thần Phong hoàn toàn là quá lo lắng. Tính tình lành lạnh Ngô Lăng Hương, tại bước lên linh thuyền sau đó người cũng không hề rời đi qua một bước phòng của mình. Ngô Quy thỉnh thoảng hội lôi kéo Ngô Linh Vũ đến Diệp Thần Phong căn phòng. Chiếc này linh thuyền chính là Ngô gia tổng bộ độ nhanh nhất. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch chống đỡ. Chiếc này linh thuyền có thể vung ra độ đủ để so với một vị thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong đại viên mãn cường giả đỉnh cao, một mực gấp đi tới độ rồi. Cho nên, tại mấy canh giờ chạy đi bên dưới, Ngô gia tổng bộ chiếc này linh thuyền liền đã tới nơi cần đến, Long Hồn Cổ Thành. Tại linh thuyền tới gần Long Hồn Cổ Thành thời điểm, đang ở linh thuyền trong phòng Diệp Thần Phong, lông mày của hắn bỗng nhiên chăm chú nhíu lại. Chỉ vì sau lưng của hắn Long tộc tộc trưởng dấu ấn lại có từng tia phản ứng. Nguyên bản hắn cho rằng Long Hồn Cổ Thành danh tự này, chỉ là vừa vặn đúng dịp trong đó có một cái Long. Chữ mà thôi, bây giờ xem ra tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chương 2480, chém đầu chi địa. Ngô gia tổng bộ to lớn linh thuyền dừng sát ở Long Hồn Cổ Thành trước sau. Tại Ngô Thiên Phúc cùng Ngô Chi Minh dẫn dắt đi. Ngô gia người của tổng bộ trước tiên đi xuống linh thuyền, về phần chi mạch Ngô Nhân Hòa Ngô Sa mới bọn hắn chủ động rơi ở phía sau một bước, có phần quy củ vẫn là nhất định muốn tuân thủ. Diệp Thần Phong cũng vui vẻ được đi ở phía sau. Hắn rõ ràng lần này ở bề ngoài là Ngô Thiên Phúc cùng Ngô Chi Minh dẫn đội, kỳ thực thực lực đột phá đến cực cảnh đỉnh phong Ngô Thừa Nhan,
hắn cũng bí mật đi tới Long Hồn Cổ Thành rồi, ở đây chỉ có Diệp Thần Phong một người biết chuyện này. Lại đi dưới linh thuyền sau. Toàn bộ Long Hồn Cổ Thành nhất thời khắc sâu vào Diệp Thần Phong trong tầm mắt. Chỉ thấy toàn bộ cổ thành cửa thành rộng lớn cực kỳ. Ở cái này cửa thành đỉnh chóp trên cùng điêu khắc một cái to lớn thạch long. Tại đây đầu thạch long phía bên trên đầu mang lấy một cái điêu khắc to lớn thạch đao. Này trên cửa thành phương điêu khắc cho người một loại cực kỳ cảm giác quái dị, cái kia tảng đá điêu khắc thành to lớn thạch long, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Diệp Thần Phong sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn, một mực duy trì một loại chậm rãi tự chủ vận chuyển trạng thái. Này Long Hồn Cổ Thành sẽ không phải cùng long tộc có quan hệ chứ? Diệp Thần Phong hỏi đi ở bên cạnh hắn Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ. Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ lúc này mới nghĩ tới Diệp Thần Phong là tới từ ở viễn cổ giới, hắn tự nhiên là không biết có quan hệ Long Hồn Cổ Thành sự tình rồi. Kết quả là, vì không đưa tới sự chú ý của người khác, Ngô Quy trực tiếp cho Diệp Thần Phong truyền âm, Diệp huynh đệ, người đoán rất đúng, này Long Hồn Cổ Thành xác thực cùng long tộc có quan hệ. Một, tiếp lấy. Ngô Quy lợi dụng truyền âm phương thức đối Diệp Thần Phong chậm rãi giải thích lên. Phải biết tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, long tộc thân là vạn tộc chi, kỳ tộc quy cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi một chủng tộc bên trong đều sẽ là có bại hoại sinh ra, long tộc cái này kiêu ngạo chủng tộc bên trong tự nhiên cũng ngoại lệ. Long tộc đối với những kia bại hoại tộc nhân, bọn hắn cũng xưa nay phải không hạ thủ lưu tình, lúc trước bọn hắn thân là vạn tộc chi. Tự nhiên càng thêm yếu lấy mình làm gương rồi. Phàm là nghiêm trọng xúc phạm tộc quy long tộc người, long tộc cuối cùng hội tự mình ra tay đem hắn trừ đi. Những kia nghiêm trọng xúc phạm vào tộc quy long tộc người, bọn hắn không xứng chết ở long tộc tổ địa bên trong rồi, theo long tộc những người này chính là long tộc sỉ nhục. Cho nên, long tộc ban đầu ở khoảng cách tổ địa chỗ rất xa đã thành lập nên một tòa tên là Long Hồn Thành Trì. Tại đã từng tòa thành trì này là long tộc chuyên môn dùng để xử trí nghiêm trọng xúc phạm vào tộc quy long tộc tộc nhân. Được áp giải tới đây long tộc tộc nhân, cuối cùng toàn bộ sẽ bị chém đầu. Năm đó long tộc thống nhất vạn tộc. Có rất nhiều long tộc người lòng tự tin bành trướng, cũng đã làm nhiều lần nghiêm trọng trái với tộc quy sự tình, cho nên tại long hồn bên trong tòa thành cổ được chém đầu long tộc tộc nhân không phải số ít. Bây giờ long tộc tuy nói đã xuống dốc rồi. Nhưng này Long Hồn Cổ Thành nhưng vẫn bảo lưu lại vừa đưa ra. Khi nghe đến Ngô Quy giải thích sau đó Diệp Thần Phong trong lòng lập tức đã minh bạch, khó trách hắn sau lưng Long Tộc Tộc trưởng sẽ có phản ứng. Nơi này nguyên lai là Long Tộc năm đó chém đầu chi địa A-H. Ngô gia người của Tổng Bộ đã đi vào Long Hồn Cổ Thành rồi. Diệp Thần Phong bọn hắn từng bước một đi theo sau, càng đến gần Long Hồn Cổ Thành. Diệp Thần Phong sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn động tĩnh thì càng là lớn, hắn cả người cũng đột nhiên có một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Tại Long Hồn bên trong tòa thành cổ nguyên bản là cư ngụ một ít người tu luyện. Bất quá! Bình thường Long Hồn bên trong tòa thành cổ cũng không phải rất náo nhiệt, có người nói nơi này có thời điểm rất tà môn, dù sao từng ở nơi này được chém đầu long tộc người không phải số ít. Tại Long Hồn Cổ Thành bên trong có một mảnh to lớn quảng trường tên là Đoạn Long Đài. Tại Đoạn Long Đài bốn phía có một mảnh to lớn thính phòng. Đã từng Đoạn Long Đài chính là long tộc chấp hành chém đầu địa phương. Mà lần này lục đại lánh đời tông môn tài nguyên tranh cướp thi đấu chính là tại Đoạn Long Đài cử hành. Có thể là bởi vì lục đại lánh đời tông môn yếu tại Long Hồn Cổ Thành cử hành tài nguyên tranh cướp thi đấu. Cho nên bình thường cũng không phải rất náo nhiệt Long Hồn Cổ Thành biến đến mức dị thường náo nhiệt. Có chút không thoải mái Diệp Thần Phong, lông mày của hắn chăm chú nhíu. Tuy nói nơi này đã từng là long tộc chém đầu chi địa, thế nhưng đều đã qua nhiều như vậy năm tháng, nơi này hẳn là sẽ không lưu lại cái gì. Nhưng Diệp Thần Phong trực giác tự nói với mình, nơi này ẩn giấu đi cái gì, đây là hắn thân là long tộc tộc trưởng một loại bản năng trực giác. Hay là ẩn tàng tại những thứ kia, đối với hắn mà nói, đối long tộc còn lại huyết mạch mà nói, có thể sẽ là một cái cơ duyên. Trước đó Long Cao Nguyên bọn hắn mang theo Long Văn Thạch hồn phách. Đi đem Long Văn Thạch cứu trị đến rồi. Bây giờ bọn hắn cũng đã đang tìm kiếm Diệp Thần Phong rồi, lấy long tộc thủ đoạn, phải tìm được Diệp Thần Phong người tộc trưởng này, hẳn là cũng không hề quá lớn khó khăn. Còn nữa long tộc bây giờ trong thân thể cái gọi là nguyền rủa đã bị Diệp Thần Phong giải khai.
bây giờ còn là ban ngày. Diệp Thần Phong cũng không thể đi dò xét tra một chút toàn bộ Long Hồn cổ thành, rốt cuộc là cái gì một mực để sau lưng của hắn Long tộc tộc trưởng dấu ấn có phản ứng. Tại Ngô gia người tiến vào Long Hồn cổ thành sau. Trong thành trên đường phố người tu luyện nhất thời nghị luận ầm ĩ lên. Từ nghị luận nghe được đến Ngô gia là cái thứ hai tới chỗ này lục đại lánh đời tông môn, mà Giang gia đã trước một bước đi tới Long Hồn cổ thành rồi. Khi nghe đến Giang gia đã đến đây sau đó, Diệp Thần Phong trong lòng tạm thời đem Long Hồn cổ thành sự tình ném ra sau đầu rồi, hắn không biết lần này Giang gia thực lực cao nhất lão tổ có hay không đồng thời lại đây. Hắn nhất định phải mau sớm nhìn thấy Giang gia thực lực cao nhất lão tổ, sau lúc sau lão Hắc Giang Vận Thiên đứng ra, như vậy cứ như vậy Ngô gia cùng Giang gia ở giữa mâu thuẫn là có thể bí mật hóa giải. Lần sau, lão Bạch cùng lão Hắc ngưng tụ nhục thân cần thiên tài địa bảo. Ngô gia chỉ có thể tập hợp một phần, một bộ phận khác nhất định muốn dựa vào Giang gia mới được rồi. Đi theo Ngô gia tổng bộ người phía sau. Diệp Thần Phong cẩn thận cảm giác chu vi trên đường phố người tu luyện tiếng bàn luận, hắn muốn bắt lấy tin tức hữu dụng. Rất nhanh, khóe miệng của hắn liền hiện lên một vệt nụ cười. Bởi vì từ đó hắn rốt cuộc ve sầu tin tức hữu dụng, lần này Giang gia thực lực cao nhất lão tổ. Cũng cùng một chỗ đi tới Long Hồn cổ thành rồi. Kế tiếp chỉ phải nghĩ biện pháp nhìn thấy Giang gia bây giờ vị kia thực lực cao nhất lão tổ rồi. Một đường đi theo Ngô gia tổng bộ nhân thân sau. Cuối cùng đi vào một chỗ trang viên bên trong. Chi mạch người được Ngô Chi Minh sắp xếp ở tại ngoại viện, mà Ngô gia người của tổng bộ nhưng là ở tại nội viện. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Diệp Thần Phong đối với cái này ngược lại là không sao cả, ở bên ngoài viện chọn một gian phòng sau đó hắn liền tiến vào phòng bên trong rồi. Hắn chuẩn bị đêm nay tự hành động, lẻn vào Giang gia tại Long Hồn cổ thành tạm thời địa phương. Lấy hắn bây giờ thần tôn cảnh sơ kỳ thực lực. Thêm vào có lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên yểm hộ, hắn yếu lặng lẽ lẻn vào Giang gia ở tạm địa. Đây cũng là không có quá lớn khó khăn. Đương nhiên vẫn là nhất định muốn chú ý cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Vạn nhất đưa tới không cần thiết động tĩnh to lớn, rất có thể sẽ đem lão Bạch cùng lão Hắc bạo. Lộ ra, đây tuyệt đối là Diệp Thần Phong không muốn nhìn thấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 124.